hai người các người cũng đến đây bốn người cái người đứng thành một hàng hoàng thiên chỉ chỉ cả khương văn vinh và quách đức hồng quách đức hồng đau đến muốn ngất đi nhưng lão già chết tiệt này vẫn rất nghe lời ngoan ngoãn đi đến đứng thành một hàng cạnh võ ngọc minh và hồ hoàng anh khương văn vinh còn ngoan cố muốn giữ mặt mũi lề mề không muốn đi đến ánh mắt sắc lẹm của hoàng thiên quét về phía khương văn vinh lúc này khương văn vinh mới bị dọa mà đi đến lúc này hoàng thiên cởi một chiếc giày ra nói với Hoàng Linh, em gái, em qua đây. Hoàng Linh không biết Hoàng Thiên muốn làm gì, đi đến gần hỏi, anh, làm sao thế? Hoàng Thiên đưa giày đến trước mặt Hoàng Linh, trầm giọng nói, cầm giày đánh mấy tên mất dậy này đi, đánh cho thoải mái. Cái gì? Đánh người bằng đế giày sao? Hoàng Linh sợ đến ngây người, cô phát hiện ra anh mình đơn giản là rất giỏi, đánh như thế này thì không làm người chết được. Anh, em không dám hoàng linh ở trước mặt hoàng thiên vấn rất thật thà nhẹ giọng nói với hoàng thiên hoàng thiên nhìn thấy bộ dạng đắn đo của hoàng linh anh không khỏi khe khẽ lắc đầu cô em gái này của mình tính cách quá hòa nhã kiểu này đúng là rất dễ bị người khác bắt nạt không phải sợ đánh bọn họ một trận cho thoải mái để sau này bọn họ không dám bắt nạt em nữa hoàng thiên cổ vũ hoàng linh hoàng linh thật sự vô cùng khó xử nhìn hoàng thiên nói anh em chưa từng và cũng sẽ không bao giờ đánh người đâu hoàng thiên không nỡ làm khó hoàng linh nghĩ nghĩ hoàng linh từ nhỏ đến lớn còn chưa cãi nhau với ai bao giờ nói gì là đánh người ngay cả mắng chửi người cũng không biết để cô dùng giày đánh người cô lại càng không làm được nghĩ đến đây hoàng thiên cũng không định nói hoàng linh đánh nữa anh tự mình ra tay để cho em gái không phải chịu uất ức đứng thẳng lên hết đi nếu chút nữa ai dám tránh đêm nay tôi đánh chết người đó Hoàng Thiên rung dùng, dùng chiếc giày trong tay bình thản nói câu này tuy bình thản nhưng đế giày trong tay Hoàng Thiên là thật cái này là đập lên mặt thì làm sao chịu được cả bốn người Khương Văn Vinh đều không ngừng kêu khổ âm thầm mắng chửi trong lòng Hoàng Thiên đáng chết con mẹ nó cũng quá quá đáng rồi trái tim Khương Văn Vinh đang dỉ máu âm thầm mắng Hoàng Thiên nhưng lại không dám nói ra giáo sư Hồng cũng ngơ người vừa rồi đã bị Hoàng Thiên hành cho chết đi sống lại bây giờ lại chuẩn bị chịu một trận đế dày ông ta cứ ngơ ngác ra đó võ ngọc minh và hồ hoàng anh lại càng hoảng loạn không muốn chịu đòn lúc này võ ngọc minh khóc nước nở nói với hoàng thiên ngài thiên xin ngài nương tay một chút nếu như thế này sẽ đánh chết người mất đúng vậy anh thiên chúng tôi đều là bạn học của em gái anh anh sao có thể ra tay độc ác như thế hồ hoàng anh khóc sướt mướt giả vờ đáng thương trước mặt hoàng thiên hoàng thiên vô cùng buồn nôn Hai người này còn có mặt mũi giả vờ vô tội. Các người lừa bạn học của mình như vậy mà được sao? Em gái tôi không bị người khác trà đạp thì các người không ngủ ngon được đúng không? Hoàng Thiên lớn tiếng trách mắng Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh, tay cũng không nhàn rỗi, vung giày lên muốn quật về mặt hai người mất dạy này. Bốp bốp bốp. Nhờ tiếng kêu thảm thiết của Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh, cả căn phòng đều trở nên náo nhiệt. Đương nhiên Khương Văn Vinh và giáo sư Hồng càng bị đánh ác hơn máu chạy xuống khóe miệng của hai người liên tục kêu thảm thiết liễu thành giang mang theo bốn tên đàn em đứng ở một bên thấy tất cả ai cũng vô cùng sợ hãi hoàng thiên đánh người khác thì không sao nhưng với lúc đánh mấy người bọn họ thì không khác đánh chó lắm nhưng bối cảnh của khương văn vinh rất khủng bố nha cậu nhà họ khương ở chó hoang liệu có được không vậy hoàng thiên đánh cậu chủ nhà họ khương như đánh chó chỉ sợ là đã kích thích ngàn con sóng trong lòng Liễu Thành Giang âm thầm tính toán những thứ này, trộm lau một vệt mồ hôi thay cho Hoàng Thiên, đồng thời cũng vô cùng khâm phục dũng khí của Hoàng Thiên. Bốn người Khương Văn Vinh bọn họ đúng là rất nghe lời, mặc dù bị đánh đau đến không muốn sống nữa nhưng cũng không ai dám tránh, âm thầm chịu đựng. Hai phút sau, nhìn lại bốn tên xui xẻo này, đều bị đánh thành đầu heo rồi. Lúc này Hoàng Thiên mới dừng tay, trầm giọng hỏi, các người còn muốn nói gì không? Giáo sư Hồng đúng là đồ mau nước mặt, nước mắt nước mũi tùm lum khóc lóc kể lể với hoàng thiên ngài thiên tôi có chuyện muốn nói nói đi anh đừng đánh tôi nữa tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ cho bạn học hoàng linh nữa chắc chắn sau này tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa giáo sư hồng bảo đảm với hoàng thiên ngài thiên sau này chúng tôi không dám chọc giận em gái anh nữa anh tha chúng tôi đi võ ngọc minh đau không chịu được ôm mặt đảm bảo với hoàng thiên Đúng nha anh Thiên, sau này chúng tôi không dám nữa, sau này sẽ chăm sóc Hoàng Linh thật tốt, không gây khó dễ cho cô ấy nữa. Hồ Hoàng Anh cũng ở một bên khóc lóc nói. Chỉ có Khương Văn Vinh đứng đó không lên tiếng, nhưng cậu chủ họ Khương cũng không dám điên cuồng như vậy nữa, đứng ở đau đến nhe răng quét miệng. Được rồi, mặc kệ các người nói thật hay giả, đêm nay tôi đều coi là thật. Ba người các người lăn qua một bên đi. Hoàng Thiên nói, chỉ chỉ góc tường ba người này đúng là rất nghe lời ngoan ngoãn đến đứng ở góc tường chỉ có khương văn vinh một thân một mình đối mặt với hoàng thiên vì cậu chủ nhà giàu này lại càng có chút luống cuống sao lại câm như thế không phải vừa mở miệng sao hoàng thiên nhìn khương văn vinh lạnh lùng hỏi khương văn vinh cũng không phải giả câm cậu ta thật sự rất e ngại hoàng thiên kể cả cậu vinh mỗi ngày có kênh kiệu đi nữa cũng không gánh được đòn hiểm độc như vậy của hoàng thiên cậu ta đã sớm nuốt không nổi rồi hoàng thiên cuối cùng anh muốn cái gì đã đánh tôi thành như thế này còn muốn làm gì với tôi nữa khương văn vinh vì giữ thể diện mà căng ra đầu giả vờ hung ác lúc nói với hoàng thiên giọng rất lớn nhưng hoàng thiên khó chịu nhất chính là vẻ mặt giả vờ này của khương văn vinh mà hoàng thiên cũng nhìn thấy khương văn vinh đây là miệng cọp gan thỏ đây là giả vờ cứng rắn thế thôi to mồm nhỉ hét lại một lần nữa xem nào Mặt Hoàng Thiên châm xuống, dùng đế giày tát lên mặt Khương Văn Vinh hai cái. Ra bong thịt chóc. Mặt Khương Văn Vinh vốn đã xương to, cuối cùng chịu hai cái giày này của Hoàng Thiên, thịt trên mặt cũng bị đánh cho nở hoa. Ngao ngao ngao. Đánh Khương Văn Vinh đến mức phải học tiếng chó sủa, không nói ra được tiếng người nữa. Hoàng Thiên định đánh tiếp thì Khương Văn Vinh đã bắt lấy tay Hoàng Thiên ngay lập tức, bộ dạng vô cùng khổ sở nói, ngài Thiên, đừng đánh nữa đừng đánh nữa mà tôi đầu hàng không được sao cái này hoàng thiên đúng là có chút trở tay không kịp khương văn vinh kênh kiệu cả đêm bây giờ lại sợ hãi xem ra tên này đúng là không chịu nổi rồi hoàng thiên cảm thấy buồn cười nhìn chằm chằm khương văn vĩnh nói đầu hàng thật thật ngài thiên làm người trừ lại một chút đường sau này dễ nói chuyện anh tha cho tôi một mạng đi khương văn vinh mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha mạng cho cậu cũng không phải không được nhưng trước đây cậu nói như thế nào để cho tôi quỳ xuống dưới chân cậu đập đầu ba cái sao trong mắt hoàng thiên lóe lên tia lạnh lão lạnh lùng hỏi khương văn vinh khương văn vinh vẫn rất là xảo quyệt thấy hoàng thiên nói như vậy cậu ta lập tức hiểu ra hoàng thiên đang muốn cậu ta quỳ xuống dập đầu con mẹ mày nhé hoàng thiên trong lòng khương văn vinh thầm măng cậu ta thể phải chơi đùa với hoàng thiên đến chết nếu không thì cũng không rửa được mối hận này thấy khương văn vinh chậm chạp không có động tĩnh gì hoàng thiên đã không còn kiên nhẫn được nữa thế nào không đồng ý sao hoàng thiên hỏi khương văn vinh khương văn vinh sao có thể đồng ý được đường đường là cậu chủ lớn của chó hoang nếu bây giờ phải quỳ xuống trước mặt mọi người dập đầu với hoàng thiên sau này làm sao còn gặp người được nữa không phải sẽ bị người khác cười chết sao ngài thiên anh muốn bao nhiêu tiền cũng được cứ ra giá đi nhưng quỳ xuống dập đầu thì thôi, bỏ qua được không? Khương Văn Vinh khép nép muốn thương lượng với Hoàng Thiên. Khi Khương Văn Vinh nói ra lời này, anh ta vẫn rất có lòng tin đối với bản thân mình. Dù sao người không ham tiền trên đời này rất chỉ là ít. Chỉ cần ra đủ giá, không có gì là không thể dùng tiền giải quyết. Cho nên Khương Văn Vinh muốn dùng tiền giải quyết Hoàng Thiên, giải quyết chướng ngại vật trước mắt. Thế nhưng Khương Văn Vinh đã sai 10 phần hoàng thiên không bao giờ thiếu tiền ha ha được nếu trả một khoản tiền thì mày không cần phải quỳ nữa hoàng thiên mỉm cười vỗ vào khuôn mặt của khương văn vinh ai khương văn vinh đau đến mức kêu to lên căn bản là hoàng thiên không dùng lực nhưng khương văn vinh cũng không chịu được bởi vì mặt của anh ta đã bị dày đạp nát được thôi cậu thiên anh muốn bao nhiêu trong lòng khương văn vinh dấy lên một tia hy vọng trông mong nhìn hoàng thiên hỏi 3.500 tỷ đi, chút tiền lẻ này đối với cậu chủ Vinh mà nói cũng không tính là cái lông gì. Hoàng Thiên rất bình thản thuận miệng nói. Con mẹ nói Khương Văn Vinh nghe xong liền lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc không nói nên lời. 3.500 tỷ đấy, có phải số tiền nhỏ đâu. Đầu óc Khương Văn Vinh ong ong, mặc dù trong nhà anh ta rất nhiều tiền, nhưng tổng tài sản còn chưa đến 7.000 tỷ, nếu là cầm tiền mặt, chỉ sợ đến 700 tỷ còn không bỏ ra nổi không chỉ có Khương Văn Vinh kinh ngạc, tất cả người ở chỗ này đều bị Hoàng Thiên dọa sợ đến rất cầm. Cậu Thiên, anh, anh đang nói đùa với tôi đấy à? Khương Văn Vinh nói lắp, căng thẳng mà hỏi Hoàng Thiên. Mày nhìn dáng vẻ của tao giống đùa giỡn lắm hay sao? Hoàng Thiên sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi. Suýt chút nữa thì Khương Văn Vinh nôn ra máu, hóa ra không phải Hoàng Thiên đang trêu chọc anh ta mà là nói thật. 3.500 tỷ, tôi không bỏ ra nổi. Khương Văn Vĩnh nói, chút tiền ấy mày còn không bỏ ra nổi mà dám tự xưng là cậu chủ. Còn dám nói muốn dùng tiền giải quyết việc này. Hoàng Thiên tức giận nói, đá vào bụng Khương Văn Vinh một cái. Ôi! Khương Văn Vinh đau đớn kêu một tiếng, bị đạp đập cả mông xuống đất. Nếu đã không bỏ ra nổi 3.500 tỷ, liền quỳ xuống dập đầu cho tao. Hoàng Thiên cũng không có ý định đòi tiền, càng không có ý định bỏ qua cho Khương Văn Vinh, để con bê này quỳ xuống dập đầu mới là mục đích khương văn vinh cũng biết tránh không khỏi không làm theo lời của hoàng thiên đêm nay sẽ bị đánh chết tươi ở đây mẹ kiếp thù này cậu chủ đây nhất định sẽ báo hoàng thiên mày chờ đó cho tao trong lòng khương văn vinh âm thầm thề nhưng không biểu hiện ra bên ngoài cắn răng quỳ gối dưới chân hoàng thiên dập đầu trước mặt hoàng thiên ba cái đây đúng là mua dây buộc mình nếu không phải Khương Văn Vinh muốn để Hoàng Thiên phải quỳ xuống đất dập đầu, Khương Văn Vinh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Mày nhớ kỹ cho tao, về sau nếu còn dám có ý đồ với em gái tao, tao nhất định sẽ thiến mày. Đột nhiên Hoàng Thiên kéo lấy tóc Khương Văn Vinh, nghiêm khắc cảnh cáo anh ta. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sát ý của Hoàng Thiên, trong lòng Khương Văn Vinh rơi lộp bộp, thật sự là bị dọa cho sợ hãi. Tôi nhớ kỹ, tôi nhớ kỹ rồi. Khương Văn Vinh vội vàng đồng ý. Cút cho tao. Trong phòng rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, Liễu Thành Giang sớm đã phát ngốc, lúc này rốt cuộc cũng đã hoàn hồn lại. Liễu Thành Giang đã sớm thấy rõ, sở dĩ cậu Thiên tức giận như thế, tất cả là do bọn Khương Văn Vinh trêu chọc em gái cậu Thiên. Cậu Thiên thật đúng là thương em gái đến phát cuồng mà. Bọn Khương Văn Vinh trêu chọc em gái của Hoàng Thiên, chính là đi tìm đường chết trong lòng liễu thành giang âm thầm nghĩ đến chuyện này lúc này đi tới gần hoàng thiên cậu thiên cậu thật sự quá lợi hại liễu thành giang tôi bội phục liễu thành giang không biết nói lời nịnh nọt gì trên mặt tràn đầy nụ cười nói với hoàng thiên hoàng thiên nghe vậy mỉm cười công phu nịnh hót của liễu thành giang này thật chẳng ra làm sao cả ông chủ giang gây rắc rối cho ông rồi hoàng thiên nói không không cậu thiên nói gì vậy Liễu Thành Giang vội vàng lắc đầu, sau đó rất lo lắng nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, cậu phải cẩn thận Khương Văn Vinh một chút. Cậu ta là con trai của Khương Lạp. Đêm nay cậu ta phải ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ tìm cậu trả thù. Hoàng Thiên nghe Liễu Thành Giang nói câu này, anh nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nói đêm nay đã xả hết tức giận, nhưng cũng chọc phải phiên phức không nhỏ. Hoàng Thiên vô cùng rõ ràng, còn bê khương văn vinh kia chỉ vì muốn thoát thân cho nên mới bất đắc dĩ dập đầu xin lỗi sau khi ra khỏi khách sạn anh ta chắc chắn sẽ tính kế xem trả thù như thế nào nhưng hoàng thiên cũng đã sớm thành thói quen đương nhiên cũng sẽ không sợ chuyện này cảm ơn ông chủ giang nhắc nhở tạm biệt hoàng thiên khách sáo nói một câu sau đó kéo tay hoàng linh ra khỏi phòng liễu thành giang mang theo bốn đàn em ân cần đưa hoàng thiên đến cửa chính của khách sạn đối với hoàng thiên cực kỳ nhiệt tình sau khi ra khỏi khách sạn Đường Nhân, Hoàng Thiên lái xe chở Hoàng Linh đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô cảm thấy lòng mình giống như một con thỏ nhỏ, loạn không tưởng tượng nổi. Đối với Hoàng Thiên mà nói, đêm nay chỉ là một cảnh bình thường, nhưng đối với Hoàng Linh mà nói, nó quá mức chấn động. Mà Hoàng Linh cũng rất lo lắng, dù sao trong trường học, không ai dám trêu chọc Khương Văn Vinh, Khương Văn Vinh ở đại học Bắc Ninh đã lập nên quyền uy vô cùng lớn, Hoàng Thiên chọc phải một tên khó chơi như vậy. Làm sao Hoàng Linh có thể không lo lắng? Đối với cô em gái này của mình, Hoàng Thiên vẫn hiểu rất rõ. Không cần hỏi, Hoàng Thiên vẫn có thể đoán được Hoàng Linh đang suy nghĩ cái gì. Lo lắng à? Hoàng Thiên mỉm cười, nhìn Hoàng Linh một chút. Hoàng Linh gật đầu nói, "Anh, từ giờ trở đi anh phải cẩn thận một chút, Khương Văn Vinh kia, cha anh ta là ông trùm của thế giới ngầm đấy." "Ha ha, yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu." em cũng không cần sợ hãi, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cho người đi theo em đến trường học bảo vệ em. Hoàng Thiên dịu dàng nói với Hoàng Linh. Trong lòng Hoàng Linh sốt ruột, mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng cô đã bị người anh trai không có quan hệ máu ngủ này làm cho cảm động. Mỗi khi cô cảm thấy bất lực, Hoàng Thiên luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, tuy không phải anh em ruột nhưng lại thân hơn cả anh em ruột. Hoàng Linh không nói gì nữa, cô vụng trộm lau nước mắt, Hoàng Thiên đưa Hoàng Linh về nhà, nói chuyện với cha nuôi Hoàng Phúc trường một lúc rồi lái xe rời đi. Trên đường về nhà, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Tiêu Văn Hạ, để ngày mai Tiêu Văn Hạ bắt đầu mang theo hai anh em đi với Hoàng Linh đến Đại học Bắc Ninh. Đối với vấn đề an toàn của em gái, Hoàng Thiên không dám chủ quan. Lúc Hoàng Thiên về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Vừa mới vào cửa, Hoàng Thiên đã nhìn thấy một kẻ rất đáng ghét. Trương Lan Phượng Lúc này Trương Lan Phượng đang ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa, Lâm Huỳnh Mai cũng tới, đang tán gẫu với Lâm Ngọc An. Thấy Hoàng Thiên trở về, trên mặt Trương Lan Phượng lập tức nở nụ cười, đứng dậy nói, ồ, con rể của tôi đã về. Hoàng Thiên thấy thế cao mày, đêm nay Trương Lan Phượng có chút khác thường. Chuyện bất thường xảy ra tất có điểm, rốt cuộc là Trương Lan Phượng đang dở trò quỷ gì. Hoàng Thiên một bụng nghi hoặc, im lặng nhìn sự khác thường của Trương Lan Phượng hồi trước trương lan phượng bị trần giang lừa suýt nữa thì gài bây lâm ngọc an nếu không phải là hoàng thiên đến kịp thời lâm ngọc an đã không tránh khỏi tai họa chuyện này hoàng thiên nhìn mặt mũi của lâm ngọc an coi như là thả cho trương lan phượng một ngựa về sau hoàng thiên đưa lâm ngọc an dọn ra khỏi nhà tiến vào sơn trang cầm viên vì muốn cách xa trương lan phượng một chút bởi vì hoàng thiên nhìn thấy trương lan phượng liền cảm thấy khó chịu nào nghĩ tới Vậy mà đêm nay Trương Lan Phượng dẫn Lâm Huỳnh Mai tìm tới cửa, nhìn thấy vẻ nhiệt tình của bọn họ, trong giây lát Hoàng Thiên không thể thích ứng được. Có chuyện gì, Hoàng Thiên cũng không cho Trương Lan Phượng sắc mặt tốt, lãnh đạm hỏi một câu. Trương Lan Phượng vẫn luôn là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhìn thấy Hoàng Thiên hờ hững với bà ta. Bà ta tức giận đến nỗi trái tim nhảy tưng tưng. Nhưng Hoàng Thiên đã khác xưa, cũng không còn là đồ bỏ đi mặc cho bà ta trả đạp, bà ta không dám nổi giận với Hoàng Thiên cố nén tức giận trương lan phượng nở nụ cười sán lạn con rể mẹ có chút chuyện cần con giúp trương lan phượng khó khăn nở nụ cười nói với hoàng thiên nhìn thấy bộ dạng thấp hèn này của trương lan phượng hoàng thiên khó chịu không muốn trả lời náo loạn nửa ngày thì ra là trương lan phượng có chuyện muốn nhờ trách không được khuôn mặt cười giống như hoa cúc trong lòng hoàng thiên âm thầm hư một tiếng lúc này ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn trương lan phượng nói có chuyện gì cứ nói đi Trương Lan Phượng có chút xấu hổ, trước kia bà ta vẫn luôn áp đảo một phương, hiện tại trái ngược, trước mặt Hoàng Thiên bà ta một chút địa vị cũng không có. Ở bên cạnh, Lâm Ngọc An thấy rõ ràng, cô khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Cô biết, Sở Dĩ Hoàng Thiên có thái độ như vậy với Trương Lan Phượng, hoàn toàn đều là do Trương Lan Phượng tự mình gây ra. Con rể, con giúp mẹ một chuyện đi, nếu không mẹ nhất định sẽ chết, em gái con Huỳnh Mai cũng không sống nổi đột nhiên trương lan phượng nhăn nhó vô cùng kích động nói với hoàng thiên khiến hoàng thiên khẽ giật mình sắc mặt trương lan phượng thật sự thay đổi rất nhanh mới vừa rồi còn cười rực rỡ như vậy làm sao nháy mắt cái đã bật khóc rồi ha ha nghiêm trọng đến vậy cơ à làm sao còn chưa chết thế hoàng thiên mỉm cười hỏi trương lan phượng đúng vậy không nghiêm trọng thì đêm hôm khuya khoát mẹ tới tìm con làm gì hoàng thiên con nhất định phải giúp mẹ giải quyết chuyện này Trương Lan Phượng gióng giặc nói. Nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên của Trương Lan Phượng, trong lòng Hoàng Thiên có chút khó chịu. Giống như mình nợ bà ta cái gì vậy? Sống chết của bà và cậu chủ tôi đây có một xu quan hệ nào sao? Thấy Hoàng Thiên không biểu lộ thái độ, Trương Lan Phượng gấp đến nỗi đổ mồ hôi, bà ta cũng biết trước kia mình không coi Hoàng Thiên là người, đã đắc tội với Hoàng Thiên quá nhiều. Nhưng bây giờ chỉ có Hoàng Thiên là có thể giúp bà ta, nếu Hoàng Thiên không giúp bà ta, Bà ta thật sự sẽ đi vào bước đường cùng. Trương Lan Phượng rất gian xảo, nhìn thấy Hoàng Thiên không tình nguyện giúp mình, bà ta lập tức nhìn về phía Lâm Ngọc An, bày ra dáng vẻ tội nghiệp. Dù có thế nào đi nữa Lâm Ngọc An cũng là con gái ruột của bà ta, sẽ không xem náo nhiệt của bà ta. Quả nhiên, Lâm Ngọc An vừa nhìn thấy bộ dạng sốt ruột đến đáng thương của Trương Lan Phượng, cô thật sự không chịu nổi. Coi như Trương Lan Phượng không tốt, cũng là mẹ ruột của Lâm Ngọc An mẹ đừng có gấp, Hoàng Thiên sẽ không mặc kệ mẹ đâu. Lâm Ngọc An nhanh chóng an ủi Trương Lan Phượng. Hu hu, mẹ thật sự không còn đường sống nữa rồi. Trương Lan Phượng đúng là giỏi diễn, lấy ra một cái khăn tay rồi bụng mặt khóc to. Cái này, Hoàng Thiên cực kỳ im lặng, Trương Lan Phượng là ai, anh còn không biết sao. Bà già này gan lớn tay trời, không thể tùy tiện khóc, hiện tại 89 phần là đang giả vờ. Hoàng Thiên, anh giúp mẹ một chút có được không? chắc chắn là mẹ thực sự không còn cách nào mới đến cầu xin anh lâm ngọc an nhìn qua hoàng thiên nói nhìn thấy vợ mình sốt ruột đến nóng này hoàng thiên rất bất đắc dĩ mau nói đi có chuyện gì xảy ra hoàng thiên hỏi trương lan phượng trương lan phượng thấy anh trả lời lập tức nín khóc lúc ngẩng đầu lên trên mặt một giọt nước mắt cũng không có một mực giả khóc có thể có nước mắt sao là thế này mẹ nợ tiền người ta tiền này nếu như không trả, người ta sẽ bức chết mẹ, còn Huỳnh Mai cũng sẽ rất thảm. Lúc Trương Lan Phượng nói lời này, trên mặt hiện ra sự hoảng sợ, có thể nhìn ra được, đúng là bà ta rất sợ hãi. Nợ tiền Hoàng Thiên khẽ cao mày, nghĩ thầm không phải là Trương Lan Phượng đang dở trò gì chứ, tùy tiện tìm một cái cớ như thế, muốn xin ít tiền tiêu xài sao. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Thiên cũng không coi trọng chuyện này lắm, coi như cho trương lan phượng ít tiền cũng không phải vấn đề gì lớn miễn là bà ta đừng làm phiền đến mình nợ bao nhiêu hoàng thiên thuận miệng hỏi một câu a à, một tỷ con rể con bỏ ra chút tiền này chính là mưa bụi con nhất định phải giúp mẹt trương lan phượng than thở nói cái gì một tỷ lâm ngọc an nghe lời này của trương lan phượng cô lập tức không kìm chế được vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hô lên dù sao mấy năm nay lâm ngọc an cũng rất khó khăn mặc dù đã biết chồng mình là cậu chủ thiên ở thủ đô nhưng nghe trương lan phượng nợ người ta đến một tỷ lâm ngọc an vẫn rất khiếp sợ hoàng thiên nghe một chút phản ứng cũng không có đúng như trương lan phượng nói chút tiền ấy đối với hoàng thiên mà nói không tính là cọng lông gì lâm huỳnh mai đứng một bên nhìn trương lan phượng cô ấy chừng trương lan phượng một cái mở miệng nhỏ ra vừa định nói chuyện trương lan phượng lại hung hăng nháy mắt với cô ấy Gia hiệu không cho phép cô ấy lắm miệng. Lâm Huỳnh Mai không lên tiếng, nhưng cô ấy không phục lắm, cũng rất chướng mắt Trương Lan Phượng. Ánh mắt Hoàng Thiên sắc bén cỡ nào, giờ phút này đã nhìn ra chuyện Trương Lan Phượng nói không hề đơn giản như vậy, nếu không Lâm Huỳnh Mai cũng sẽ không chừng mắt với Trương Lan Phượng. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có hứng thú hỏi nhiều như vậy. Chuyện của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên cũng lười quản. Bà đi về trước đi, ngày mai tôi sai người đem tiên qua cho bà. Hoàng Thiên nói với Trương Lan Phượng. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, rốt cuộc Trương Lan Phượng thở vào một cái, lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy thì mẹ phải cảm ơn con rồi. Ha ha, thời gian cũng không còn sớm, con và Ngọc An nghỉ ngơi sớm một chút. Trương Lan Phượng cười ha ha, dắt tay Lâm Huỳnh Mai, uốn éo cái mông đi ra ngoài. Lâm Ngọc An tiên Trương Lan Phượng xuống dưới lầu rồi mới trở về từ đầu đến cuối hoàng thiên nửa nằm ở trên ghế sofa cũng không ra ngoài tiễn trương lan phượng chồng lại gây phiền phức cho anh rồi hai mẹ cũng không để cho người ta bớt lo lâm ngọc an khẽ thở dài một hơi trước mặt hoàng thiên cô có chút hổ thẹn hoàng thiên cầm bàn tay ngọc ngà của lâm ngọc an cười nhạt một tiếng đồ ngốc có cái gì tốn kém mà không phải tiêu pha đâu anh không muốn nhìn thấy em khó xử lâm ngọc an nghe vậy trong lòng cảm động cô khẽ gật đầu một cái sau đó tựa đầu vào bờ vai của hoàng thiên hoàng thiên thuận thế kéo lấy lâm ngọc an hai vợ chồng ai cũng không nói gì hưởng thụ thời khắc ôm nhau hạnh phúc này không biết qua bao lâu điện thoại của lâm ngọc an vang lên nhìn dãy số đúng là trương lan phượng gọi tới mẹ về đến nhà rồi ạ à? lâm ngọc an hỏi hu hu ngọc an con mau bảo hoàng thiên đến cứu mẹ và huỳnh mai đi chậm một chút là không thể nhìn thấy chúng ta nữa rồi trương lan phượng khóc hô lên lâm ngọc an nghe lời này trong lòng lập tức rơi lộp bộp cô nghe ra được hiện tại trương lan phượng đã cực kỳ sợ hãi giọng nói đang run rẩy mặc dù vừa rồi trương lan phượng cũng khóc trước mặt hoàng thiên nhưng đó là khóc giả kém khóc thật quá xa nhưng bây giờ nhất định là trương lan phượng đang khóc thật lâm ngọc an có thể nghe ra mẹ rốt cuộc là có chuyện gì mẹ và huỳnh mai đang ở đâu lâm ngọc an gấp đến độ đứng dậy từ trong ngực hoàng thiên sốt ruột hỏi trương lan phượng đầu bên kia điện thoại đổi một người đàn ông nói chuyện chỉ nghe thấy giọng nói âm trầm của người đàn ông này ha ha đừng hỏi nữa mẹ và em gái cô đều đang ở trong tay tôi muốn bọn họ sống qua đêm nay lập tức mang một tỷ tư tới một phần cũng không thể thiếu anh là ai anh đang ở đâu tim lâm ngọc an giống như bị treo lên căng thẳng hỏi đối phương ha ha giọng nói của cô thật dễ nghe, dáng dấp em gái cô đẹp như vậy, chắc chắn là cô cũng không kém. Cô nghe cho kỹ, anh đây đang ở sòng bài thiên hồng, nhanh mang tiền mặt đến tìm anh đi. Người đàn ông đầu bên kia điện thoại cười ha ha phóng đáng, lời nói cực kỳ ngả ngớn. Được, anh tuyệt đối đừng làm bậy, tôi sẽ mang tiền đến cho anh ngay bây giờ. Lâm Ngọc An nói. Ha ha, anh chờ em, tốt nhất là em nên nhanh lên người đàn ông cười gắn nói xong liền cúp điện thoại lâm ngọc an cầm điện thoại sắc mặt của cô trắng bệch mẹ và em gái vừa rời đi vẫn chưa tới nửa tiếng tại sao lại có thể bị người bắt đi hoàng thiên nhất định là mẹ bị chủ nợ khống chế người đàn ông kia muốn em giao một tỷ tư lâm ngọc an nói với hoàng thiên âm lượng trong điện thoại của lâm ngọc an rất lớn vừa rồi hoàng thiên đã nghe thấy rất rõ ràng người đàn ông đầu bên kia điện thoại quả thực là tìm đường chết, dám trêu chọc Lâm Ngọc An. Vợ mình bị loại người này mở miệng trêu chọc, phàm là đàn ông đều không có cách nào nhẫn nhịn được huống chỉ là Hoàng Thiên. Ngọc An, em đừng gấp, anh sẽ cứu mẹ im ra. Hoàng Thiên đứng dậy, vỗ cánh tay Lâm Ngọc An an ủi cô. Em đi chung với anh." Lâm Ngọc An nói, Hoàng Thiên biết chắc chắn là tâm trạng Lâm Ngọc An đang vô cùng rối loạn, để cô ở nhà chờ cô sẽ càng sốt ruột hơn, cho nên Hoàng Thiên liền đồng ý hai người ra khỏi nhà, đột nhiên Lâm Ngọc An nói, đã trễ như vậy, ngân hàng đều đóng cửa rồi, không thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy. Trong tay Hoàng Thiên cũng không có một tỷ tư tiền mặt, mà Trương Lan Phượng nói nợ người ta một tỷ. Đối phương lại muốn một tỷ tư, Hoàng Thiên cũng không biết rốt cuộc là Trương Lan Phượng nợ bao nhiêu. Không quản Trương Lan Phượng nợ bao nhiêu, thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là chuyện đương nhiên, Hoàng Thiên chuẩn bị lấy tiền chuộc người coi như xong. Xong bài thiên hồng kia, Hoàng Thiên cũng biết, cách trung tâm giải trí Tiêu Văn Hạ mở rất gần, cách khoảng mấy trăm mét. Mà Tiêu Văn Hạ quản lý mấy chỗ ăn chơi, trong tay nhiều tiền mặt, giao ra mấy tỷ tiền mặt cũng không thành vấn đề. Cho nên Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Tiêu Văn Hạ, để anh mang một tỷ tư tiền mặt đem đến sòng bài Thiên Hồng trước, cứu Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai ra rồi nói. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An lên xe. Đừng lo lắng, anh đã cho người đưa tiền rồi. Hoàng Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An gật đầu, cô cũng yên tâm không ít, cảm giác có một người chồng yêu thương cô cỡ này, thật sự là rất hạnh phúc. Hoàng Thiên lái xe chở Lâm Ngọc An, lái về phía sòng bài Thiên Hồng. Mười mấy phút sau, Hoàng Thiên lái xe đến nơi. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An xuống xe, đi vào sòng bài Thiên Hồng. Sòng bài không tính là lớn, tất cả có mười mấy bàn đánh bài, lúc này lại không có khách. Ngoài cổng còn có bốn người đàn ông mặc vest đen, đều là những người trẻ tuổi, vẻ mặt độc ác, có lẽ chính là xã hội đen. Bốn người đàn ông mặc vest đen thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An tiến đến, bọn họ cũng không ngăn cản. Chờ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An tiến vào cửa, bọn họ mới lập tức chặn lại. Hôm nay sòng bài không kinh doanh nhi mấy người tới đây làm gì? Một người đàn ông mặc vest đen âm trầm hỏi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Mang tiền đến chuộc người. Hoàng Thiên rất bình thản trả lời. "A, à, ha ha, vậy tiền đâu? Mày mang hai tay trống không mà dám đến nơi này?" Người đàn ông mặc vest đen nhếch miệng, lạnh lùng hỏi Hoàng Thiên. "Đã cho người đưa tới, ai là người có quyền định đoạt trong số mấy người, để người đó ra gặp tôi." Hoàng Thiên trầm ổn nói. "Ôi, khẩu khí không nhỏ, mày đi theo tao." Người đàn ông mặc vest đen tức cười, sau đó dẫn đường ở phía trước dẫn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đi lên lầu 2. Mặt khác, ba người đàn ông mặc vest đen còn lại lập tức kéo cửa cuốn xuống khóa lại, đi theo sau lưng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, cũng đi lên lầu 2. Lâm Ngọc An thấy đối phương khóa cửa, cô âm thầm lau mồ hôi. Rõ ràng, rất có thể đối phương không chỉ vì tiền. Nếu không thì khóa cửa làm gì? Cũng may có Hoàng Thiên ở bên cạnh, Lâm Ngọc An còn có thể bình tĩnh. Hoàng Thiên vừa lên lầu 2, liền nghe được giọng nói vang dội của Tiêu Văn Hạ. Anh siêu, một tỷ tư một phần cũng không thiếu đang ở đây, anh còn muốn thế nào? Tại sao không thả người? Rõ ràng là Tiêu Văn Hạ đang nổi giận, nhưng Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai còn đang ở trong tay đối phương, anh ta cũng không dám xúc động. Sau lưng Tiêu Văn Hạ còn có hai đàn em đi theo. Choang, âm thanh thủy tinh vỡ, ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của Tiêu Văn Hạ. Đứng trước mặt Tiêu Văn Hạ là một người đàn ông hơn 20 tuổi, vừa mới dùng chai bia đập vào đầu tiêu văn hạ. Có là đầu sắt cũng không chịu nổi cú đập này, tiêu văn hạ lắc lư mấy cái, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, đầu óc quay cuồng. Người đàn ông hơn 20 tuổi kia, dáng dấp rất trắng trẻo, dáng người có vẻ hơi gầy gò, nhìn lên khuôn mặt lại có khí chất hào hoa phong nhã, có điều hai mắt lóe ra vẻ dữ tợn, nhìn thật kinh người. Sau khi dùng chai rượu đập vào đầu tiêu văn hạ, người đàn ông này thuận thế nhặt lên một chai bia rỗng, muốn đập tiếp vào đầu tiêu văn hại hai tên đàn em của tiêu văn hạ vừa muốn ra tay liền bị mấy người đàn ông mặc vest cản lại. Hoàng thiên thấy tiêu văn hạ sắp bị vỡ đầu, lập tức quát to một tiếng, dừng tay. Một tiếng quát này, khí thế mười phần. Người đàn ông hơn 20 tuổi kia sửng sốt, không nện vào đầu tiêu văn hạ nữa, ánh mắt quét về phía Hoàng thiên. Ánh mắt Hoàng thiên và người đàn ông này đụng nhau, không khỏi bắn ra tia lửa, ánh mắt của đối phương quá dữ tợt, xem ra chính là một kẻ vô cùng tàn bạo. Tất Thiên Vương, hai người này nói là mang tiền đến chuộc người. Người đàn ông mặc vest đen dẫn Hoàng Thiên lên lầu, một mực cung kính nói với người đàn ông hơn 20 tuổi. Tất Thiên Vương Hoàng Thiên nghe thấy thì im lặng, đầu năm nay Thiên Vương trở nên đáng giá như vậy sao? Có phải là ai cũng dám tự xưng là Thiên Vương? Chị Lâm Huỳnh Mai khóc lóc hô lên, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến tái nhợt hoàng thiên và lâm ngọc an nhìn về hướng đối diện trong lòng bọn họ trầm xuống chỉ thấy trương lan phượng và lâm huỳnh mai đứng ở đó hai tên đàn ông mặc vest cầm hai con dao bổ dưa hấu lớn gác trên cổ trương lan phượng và lâm huỳnh meo dưới ánh đèn ánh sáng của những con dao bắn ra bốn phía lưỡi dao rất sắc bén mẹ huỳnh meo lâm ngọc an gấp đến mức không biết nên làm thế nào cho phải cô nào đã gặp qua tình cảnh này tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra cổ họng cô vốn cho rằng đây chỉ là nợ nần tranh chấp bình thường nhưng bây giờ xem ra không hề đơn giản như vậy tiền cũng đã đưa tới đối phương còn cầm dao muốn ra tay đây rốt cuộc là muốn làm gì lâm ngọc an nghĩ đến việc này theo bản năng muốn đi qua cứu trương lan phượng và lâm huỳnh mai làm sao hoàng thiên có thể để lâm ngọc an đi qua anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay lâm ngọc an anh hạ không sao chứ hoàng thiên đi qua đỡ tiêu văn hạ dậy không sao. Tiêu Văn Hạ ôm đầu, dưới chân cũng không vững, thất tha thất thểu. "Người đẹp, em đến rồi, chúng ta nói chuyện thôi, ha ha." Tất Thiên Vương kia nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, cười híp mắt nói năng rất bất lịch sự. Hoàng Thiên kéo Lâm Ngọc An ra sau lưng, lúc này đi tới trước mặt tên họ Tất. "Tiền đã mang tới cho mày, tại sao không thả người?" Hoàng Thiên trầm giọng nói, thật ra giờ phút này anh đang kìm nén lửa giận thằng khốn họ tất này dám nói chuyện như thế với Lâm Ngọc An, làm sao Hoàng Thiên có thể tha cho gớ. Lúc này tất thiên vương mới nhìn Hoàng Thiên, lập tức nhếch miệng. Con mẹ mày, ở đây có phần của mày nói chuyện sao? Mày là ai? Tất thiên vương khinh miệt hỏi Hoàng Thiên. Tao là ai mày không xứng được biết, lập tức thả người ra cho tao. Hoàng Thiên nói. Ha ha, mày và người đẹp này cùng đi, chẳng lẽ là bạn trai cô ấy? Tất Thiên Vương hả hê cười một tiếng, chỉ Lâm Ngọc An sau đó hỏi Hoàng Thiên. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, tên họ tất này dám. Đây coi như có ý đồ tới Lâm Ngọc An nô tao là chồng cô ấy, có vấn đề gì không? Hoàng Thiên kiềm chế cơn tức trong đầu, dù sao Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai còn đang ở trong tay đối phương, nếu như phạm sai lầm, Ngọc An sẽ đau lòng rất lâu. Trong nháy mắt, sắc mặt tất thiên vương trầm xuống, trên mặt hiện lên vẻ ghen ghét, không sai, Tên này đúng là đang ghen ghét. Mấu chốt là do Lâm Ngọc An quá xinh đẹp, trong lòng Tất Thiên Vương không cam chịu, tại sao Hoàng Thiên lại có thể có người vợ xinh đẹp như vậy. Vấn đề lớn đây, tao với mày tâm sự một lát đi, chúng ta nói đến trước mắt, Trương Lan Phượng là mẹ vợ mày. Lâm Huỳnh Mai là em vợ mày phải không? Tất Thiên Vương xoay tay chỉ Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, hỏi Hoàng Thiên. Không sai, còn mày là ai? Hoàng Thiên nhẫn nại hỏi thằng khốn mày nghe cho kỹ, tao là Tất Siêu, một trong tứ đại thiên vương của Hải Phòng. Tất Siêu tự giới thiệu, lúc nói lời này, vẻ mặt gã vô cùng kiêu ngạo, giống như trái đất không chứa nổi gã vậy. Hải Phòng Hoàng Thiên lại một lần nữa nghe được cái tên này, không khỏi chấn động trong lòng. Con trai lớn Khương Văn Vinh ở Hải Phòng, vừa mới bị Hoàng Thiên ngược một trận, tạm thời lặng lẽ lắng xuống. Thật sự không ngờ, ở đây vậy mà lại xuất hiện một người Hải Phòng khác, vẫn là một trong tứ đại thiên vương. Xem ra thành phố Hải Phòng này, các thế lực đang xâm nhập thành phố Bắc Ninh còn làm ẩm, đến tận nơi này. Hoàng Thiên nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi hư lạnh một tiếng, anh cảm thấy hẳn là mình sẽ coi trọng cái Hải Phòng này một chút. Được, tất đại thiên vương, mày muốn một tỷ tư. Đã đưa tới rồi, thả người đi. Hoàng Thiên nói. Tất siêu lạnh lùng cười, nói với Hoàng Thiên, em vợ mày và tao đính hôn, mẹ vợ mày muốn tao đưa một tỷ tiền lễ cưới hỏi tao một phần cũng không đưa thiếu mẹ nó hiện tại em vợ mày không chấp nhận hôn sự này mày nói tao có thể bỏ qua cho cô ta sao cái gì hoàng thiên nghe vậy thật sự là mở rộng tầm mắt không nghĩ tới trong này còn có nhiều chuyện như vậy lâm huỳnh mai đính hôn cùng người ta lúc nào một câu cũng chưa nghe nói của ngọc an chuyện này bắt đầu từ khi nào rồi hoàng thiên quay đầu nghỉ ngờ hỏi lâm ngọc an Lâm Ngọc An càng sốc hơn, cho tới bây giờ cô chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nhìn về phía Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, chỉ thấy lúc này lông mày Lâm Huỳnh Mai hơi dựng thẳng, lại trừng Trương Lan Phượng một cái, dáng vẻ rất tức giận. Mà bộ dạng Trương Lan Phượng trột dạ, cực kỳ xấu hổ. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An thấy thế, hiểu ra tất cả, lời mà Tất Siêu vừa nói, đều là sự thật. Nếu không, làm sao Trương Lan Phượng có thể không dám phản bác, còn trột dạ như thế bà ta lấy một tỷ của mày từ khi nào? Hoàng Thiên chỉ trương Lan Phượng, hỏi Tất Siêu. Tất Siêu hừ một tiếng, nói, một tuần trước, thường xuyên đến chơi bài với dì Hà, để bọn tao dẫn đường. Tiền lễ hỏi đã nhận gạch dưới rồi, bây giờ lại đổi ý. Cũng không hỏi thăm Tất Siêu tao là yêu. Ai nha, Tất Thiên Vương, không phải tôi đã đồng ý trả một tỷ này cho cậu rồi sao? Lại nói, cậu nhất định muốn thêm 400 triệu, con rể tôi cũng cho người đưa tới rồi, cậu thả tôi ra đi trương lan phượng thấp thỏm thương lượng với tất siêu phi bà phượng nói thật cho bà biết ông đây không quan tâm đến chút tiền ấy đêm nay con gái của bà là người của tôi lúc nào tôi ngán thì thả cô ta về nếu mấy người không đồng ý ông đây liền để mấy người xuống báo tin với diêm vương tất siêu giữ dằn quát trương lan phượng trương lan phượng bị dọa đến thẻ lưỡi một tiếng cũng không dám phát ra lâm huỳnh mai nghe xong lời này lớn tiếng nói tất siêu anh thật không biết xấu hổi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua anh, làm sao tôi có thể gả cho anh đây? Là mẹ tôi vụng trộm nhận tiền lễ hỏi, căn bản là tôi không biết gì hết. Nói đến đây, Lâm Huỳnh Mai vô cùng oan ức, cô ấy có cảm giác giống như mình phải chịu tai họa trời giáng xuống. Mắt Trương Lan Phượng vòng tới vòng lui, trong lòng rất bối rối. Lâm Huỳnh Mai một câu cũng nói không sai, bà ta đúng là tham tiền, thấy tất siêu nhiều tiền, trước hết lừa gạt một tỷ tiêu xài một thời gian, nếu tất siêu và Lâm Huỳnh Mai thành đôi thì tốt, không thành, lại đem tiền trả về. Nhưng Trương Lan Phượng nào nghĩ tới, vậy mà bối cảnh của tất siêu lại khủng bố như vậy, là một trong tứ đại thiên vương của Hải Phòng, lần này gây ra chuyện lớn rồi. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng nghe rõ chuyện gì xảy ra, hai người tức giận không nhẹ Trương Lan Phượng này, quả thực rất có bản lĩnh, dám làm ra chuyện hoang đường này. Mẹ, một tỷ mẹ nhận của người ta đâu hết rồi, Lâm Ngọc An không nhịn được, im lặng chất vấn Trương Lan Phượng. Mặt mao của Trương Lan Phượng nóng lên nói: Mẹ chơi bài thua hết rồi. A, à, đánh bài gì mà lớn vậy? Một tuần thua tận một tỷ. Lâm Ngọc An cực kỳ giật mình, cổ phục Trương Lan Phượng sát đất. Hoàng Thiên càng không còn lời nào để nói với Trương Lan Phượng, nhưng hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Mang tiền đi đi, lập tức thả người cho tao. Hoàng Thiên đã không còn đủ kiên nhãn để rông dài, lạnh giọng nói với tất siêu. Ha ha, tiền đương nhiên là tao phải lấy, nhưng vợ và em vợ của mày, đêm nay cũng không thể rời khỏi đây. Tất siêu tà ác cười một tiếng, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hoàng Thiên, không nhanh không chậm nói. Trương Lan Phượng lại làm ra chuyện hoang đường như thế, trong lòng Hoàng Thiên hoàn toàn không thoải mái chút nào. Bây giờ nhìn thấy tất siêu lại đáng ghét như thế, cơn tức giận của Hoàng Thiên đã không nén nổi nữa, cái tên cặn bã này, lại dám có ý dâm với Lâm Ngọc An, sao Hoàng Thiên có thể bỏ qua cho gã được? Mày cũng biết tìm đường chết đấy. Sắc mặt Hoàng Thiên trở nên âm trầm, bước hai bước đến trước mặt Tất Siêu. Tất Siêu chẳng buồn quan tâm đến Hoàng Thiên. Theo gã thấy, bây giờ đàn em của anh ta có tới 7-8 người lật, mà bên Hoàng Thiên mới có 4 người có sức chiến đấu. Số người khác nhau không chỉ một phần, Tất Siêu cảm thấy bản thân không có lý do gì phải sợ Hoàng Thiên cả. Ha ha ha! Bố mày thích tìm đường chết đấy, mày lại có thể làm gì được? Mẹ nó, trông chết dẫm như mày lại có con vợ đẹp thế. Có lý nào lại như thế chứ? Tất siêu cười ha hả, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua người của Lâm Ngọc An, tên này thật khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng mà. Bốp! Hoàng Thiên nhanh chóng vớ lấy một chai rượu từ trên bàn cạnh người, căm hận nên vào đầu của tất siêu. Ui ra mẹ kiếp! Tất siêu trở tay không kịp, bị bình rượu đập mạnh vào. Đau đớn đến mức mắt muốn trợn lên. Đầu thằng nhãi này cũng thật cứng, bị đập một chai rượu mà vẫn không ngã. Mảnh thủy tinh vỡ tan rơi trên đất, giờ nhìn trên đầu của Tất Siêu đã chảy máu rồi. Làm thịt nó Tất Siêu cực kỳ tức giận chỉ vào Hoàng Thiên, ra lệnh cho đàn em. Hoàng Thiên vững chãi đứng đó, đối với anh mà nói, đối phó với mấy tên đàn em này của Tất Siêu chẳng áp lực tí nào cả. Tiêu Văn Hạ đứng một bên nhìn thấy rõ ràng anh ta vừa nhìn thấy mấy tên đàn em của Tất Siêu hướng về phía Hoàng Thiên thì đỏ cả mắt lên. Đối với Tiêu Văn Hạ mà nói, Hoàng Thiên chính là đại ca của anh ta, hơn nữa còn là anh em tốt của anh ta. Lên. Tiêu Văn Hạ vẫy tay, mang theo hai tên đàn em bước lên, đứng ở trước mặt Hoàng Thiên. Sáu tên đàn em của Tất Siêu, đối phó với ba người bọn Tiêu Văn Hạ, cũng không chiếm được ưu thế. Mấu chốt là Tiêu Văn Hạ quá mạnh, khả năng đánh nhau vô cùng dữ dội những năm này không làm gì khác, nếu tiêu văn hạ không phải đang đánh nhau, thì cũng là trên đường đi đánh nhau. Chưa đến một phút, tiêu văn hạ mang theo hai tên đàn em càng đánh càng hăng, đánh cho sáu tên đó nằm dạp trên đất. Má nó! Tất siêu không thể ngờ rằng kết quả lại thành thế này, bởi vì khi nãy gã đã thăm dò sức mạnh của tiêu văn hạ rồi. Tiêu văn hạ bị một chai rượu của gã đập vỡ đầu, sức mạnh cũng thường thôi. Nhưng sao bây giờ tiêu văn hạ lại khỏe như vâm thế được? nhìn động tác và lực khi ra tay lúc nấy chắc chắn là con nhà võ tất siêu có hơi ngẩn ra căm thức nhìn chằm chằm tiêu văn hạ thực ra vừa nãy tiêu văn hạ không dám ra tay với tất siêu dẫu sao cũng là mẹ vợ và em vợ của hoàng thiên đàn em của tất siêu đặt dao dưới cổ tiêu văn hạ sợ ném chuột vỡ bình mà thôi vừa nấy hoàng thiên đã ra tay trước thì tiêu văn hạ cũng không kiêng nể như thế nữa cho nên mới dũng mãnh như thế không nhìn ra, con mẹ mày còn có khả năng như thế. Tất siêu trà cổ tay áo, hàn học nhìn chầm chầm tiêu văn hạ nói. Cậu thiên, đập chết hay sao đây? Tiêu văn hạ quay đầu xin ý kiến hoàng thiên. Cái tên tất đại thiên vương này thì giao cho cậu, không phải vừa nãy anh ta đập một chai rượu vào cậu sao? Có thù thì báo đi. Hoàng thiên hời hợt nói với tiêu văn hạ. Đã rõ thưa cậu thiên. Tiêu văn hạ nói, đã lại gần tất siêu, hoàng thiên liền đứng một bên xem đánh nhau vừa nãy anh đã thấy rất rõ ràng rồi tiêu văn hạ ứng phó với vài đàn em của tất siêu chẳng có chút vấn đề nào thế nên hoàng thiên cũng không ra tay anh phải cho tiêu văn hạ cơ hội lấy lại mặt mũi chứ để tiêu văn hạ xử lý tất siêu là được rồi tất siêu thấy tiêu văn hạ bước lại gần chỗ gã trong lòng gã có hơi hoảng sợ sức mạnh của tiêu văn hạ tất siêu đã thấy rồi tên này đoán chừng nếu mình phải đấu với tiêu văn hạ không cần bất cứ mưu cái gì để thẳng hờ hờ muốn ra tay với tao tất siêu bày ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo khinh thường hỏi tiêu văn hạ tiêu văn hạ đã đầy một bụng tức từ lâu bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn chưa chịu thiệt thòi như hôm nay đâu trước mặt đàn em của bản thân lại bị người ta dùng chai bia đập đầu điều này với tiêu văn hạ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhất đừng phí lời nữa ra tay đi chỉ tao với mày đánh nhau thôi tiêu văn hạ sầm mặt nói với tất siêu Tất siêu còn lâu mới muốn đánh một mình với tiêu văn hạ, nhưng sáu tên đàn em của gã đã bị hạ đo ván rồi, còn hai tên đàn em còn lại đang dùng dao uy hiếp Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, gã chỉ có thể đánh một mình với tiêu văn hạ. Tìm chết. Tất siêu hét lớn một tiếng, đột nhiên vung năm đấm, đánh vào mặt của tiêu văn hải cú đấm này, mang theo gió, vù vù trong chốc lát liền lao tới. Trong lòng tiêu văn hạ kinh sợ, người có chuyên môn vừa ra tay liền biết sức chiến đấu ra sao, sức mạnh của tên tất siêu này còn rất khát nhưng tiêu văn hạ cũng nghiêm túc, nghiêng đầu tránh đi, tránh cú đấm này. Bốp! Ướp! Tiêu văn hạ đau đớn kêu lên, lùi hai bước về sau, bụng dưới đã bị tất siêu đá trúng. Cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, tiêu văn hạ thầm kêu khổ. Xem ra bản thân so với tên tất siêu này, sức mạnh còn kém xa rất nhiều. Hoàng thiên thấy thế cũng không nhịn được nhíu mày. Lúc nãy tất siêu vừa ra tay, hoàng thiên liền nhìn ra tên này rất có bản lĩnh chẳng trách lại là một trong tứ đại thiên vương hải phòng tên tất siêu này cũng rất khát hoàng thiên nghĩ đến đây anh đã quyết định tự mình ra tay rồi tiêu văn hạ chỉ ngây người một chốc rồi lại lao vào đánh nhau với tất siêu mang mặt mũi của hoàng thiên tiêu văn hạ cũng không muốn mất mặt anh ta đã quyết định không thể thua dưới tay tất siêu được hai người đánh cùng một chỗ trở nên rất cẩn thận không dám lơ là chút nào sau hơn một phút chỉ nghe tiếng bôm bốp tiêu văn hạ bị tất siêu đá mạnh một cú vào ngực dầm tiêu văn hạ rên rỉ một tiếng ngã xuống đất lại nhìn tiêu văn hạ thần sắc có vẻ không ổn sắc mặt cũng trở nên trắng bệch ha ha quậy nửa ngày trời cũng chỉ có bản lĩnh từng đó tất siêu đắc ý cười ha ha khinh thường nhìn tiêu văn hạ miệng cười sắp kéo đến mang tai luôn rồi tiêu văn hạ vừa định đứng dậy đánh tiếp hoàng thiên đã nhanh chóng bước tới gạch dưới ngăn anh ta lại. Cậu nghỉ ngơi một lúc trước đã, để tôi xử lý cái tên họ tất này. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng cậu Thiên. Vẻ mặt Tiêu Văn Hạ xấu hổ, cảm thấy tối nay thực sự rất mất mặt. Sao nào, mày muốn đấu với tao à? Tất siêu nở nụ cười rất khoe khoang, hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy, tao đến đánh với mày, mày ra ai trước đi? Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói. Đôi mắt Tất Siêu lóe lên vẻ hung tợn, vừa nãy thắng Tiêu Văn Hạ, gã đã có phần tự mãn rồi. Hơn nữa dù Hoàng Thiên có không qua đây, Tất Siêu cũng không định bỏ qua cho Hoàng Thiên, gã chuẩn bị trước mặt Lâm Ngọc An, hành hạ Hoàng Thiên một phen. Ha ha, đây là mày tự đi tìm ngược, tao sẽ giúp mày thực hiện. Tất Siêu ha ha cười lớn, sau đó bắt đầu ra tay trước, mạnh mẽ vung chân quét về hướng Hoàng Thiên. Cái tên Tất Siêu này rất lợi hại, nhưng Hoàng Thiên còn lợi hại hơn. Audio điện tử võ tấn bền Từ nhỏ Hoàng Thiên đã được học võ với sư phụ, bản lĩnh không phải mạnh bình thường. Thấy lực đá chân của tất siêu khá mạnh, Hoàng Thiên cũng không tránh đi, ra tay nhanh như chớp, cứng rắn đỡ đòn quét chân của tất siêu. Không hay rồi. Chân của tất siêu bị giữ lại, lập tức nhận ra rằng không ổn rồi. Không đợi tên này phản ứng lại, Hoàng Thiên đã phi một chân tới, đá mạnh vào cái chân còn lại của tất siêu. Giác tất siêu kêu gào một tiếng, trọng tâm cơ thể không vững, ngã mạnh xuống đất. Đang định bò dậy, thì tất siêu phát hiện ra bản thân không dậy được. Bởi vì cái tiếng rắc giòn tan lúc nấy, xương hông gã đã, đã bị chật khớp rồi. Khiến tất siêu đau tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nói không nên lời. Tiêu văn hạ ở một bên tự cảm thấy khâm phục hoàng thiên trong lòng. Cậu thiên quả là cậu thiên, quả nhiên rất mạnh mất ra tay với tất siêu chỉ cần một chiêu, Hoàng Thiên đã đánh cho Tất Siêu nằm ra đất, bản lĩnh này quá mạnh rồi. Sáu tên đàn em của Tất Siêu cũng ngã ra đất, lúc này đều không đứng dậy được, chỉ có thể mở mắt nhìn chừng chừng. Hai người đang cầm con dao gọt hoa quả đó, còn đang khống chế Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, không có lệnh của Tất Siêu, bọn họ cũng không dám làm lung tung. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai thấy Hoàng Thiên đánh Tất Siêu nằm ra đất, trong lòng bọn họ đều vô cùng xúc động. Đặc biệt là Trương Lan Phượng Bà ta muốn thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Con rể đánh đẹp lắm, đánh chết cái tên khốn họ Tất đó đi. Trương Lan Phượng không nhịn được hét to lên với Hoàng Thiên, nếu không phải trên cổ còn bị dí dao gọt hoa quả, bây giờ bà a còn có thể nhảy lên. Hoàng Thiên cạn lời nhìn Trương Lan Phượng, nghĩ rằng trên cổ còn có dao đang dí vào. Sao bà ta không yên tĩnh một chút đi? Câm mồm, còn nói nữa sẽ giết chết bà một tên cầm dao gọt hoa quả nói với trương lan phượng sau đó tát trương lan phượng một cái trương lan phượng cũng thành thật lại không dám la to nữa tất siêu lau mồ hôi lạnh nằm trên đất đau đớn ra lệnh giết chết bọn họ giết chết bọn họ đi cái này hai tên cầm dao gọt hoa quả ngây người một lúc bọn họ cũng chưa chuẩn bị tâm lý này nếu thật sự giết người thì lớn chuyện rồi lâm ngọc an vừa thấy tất siêu ra lệnh như thế sợ tới trắng bệch cả mặt, muốn qua bên đó cứu Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Hoàng Thiên thấy không cho tất siêu biết tay thì không ổn, anh lấy một con dao găm từ trong ngực tiêu văn hạ, sau đó đẻ lên cổ của tất siêu. Mày dám, có tin là một dao giết mày luôn không Hoàng Thiên hử nói. Lưỡi dao sắc bén dán ở trên cổ, tất siêu bị dọa tới run rẩy. Tứ đại thiên vương của hội chó hoang thì sao chứ? Chết tới nơi rồi thì cũng phải sợ thôi trước tiên bọn mày đừng có ra tay. Tất siêu với tay với hai tên đàn em cầm dao, đã không còn vẻ ngạo mạn của lúc trước nữa. Hai tên cầm dao gọt hoa quả đó hoàn toàn không định ra tay. Bọn họ cũng đoán tất siêu sẽ bị dọa sợ rồi. Bốp bốp, Hoàng Thiên đấm tất siêu hai cái, hừ nói, lập tức thả người. Không thả, tao điệt mẹ mày tên họ Hoàng kia, mày đợi đó cho tao. Tất siêu cắn răng gào lên, tên này đã tức tới bốp khói rồi. Được, có gan thì mày đừng có thả hoàng thiên hừ lạnh một tiếng dao găm rạch một nhát trên cổ tất siêu a à, tất siêu nào có từng chịu như thế đau đớn kêu to lên hoàng thiên đã không còn kiên nhẫn nữa lại tiếp tục rạch thêm một nhát a à, yun tất siêu đau đến sắp nhảy dựng lên gã thực sự chịu không nổi nữa thả người thả người mau thả người ra tất siêu gào lên với hai tên đàn em giọng nói run rẩy hai tên cầm dao gọt hoa quả đó cũng đâu dám không vâng lời ngoan ngoãn thả trương lan phượng và lâm huỳnh mai ra trương lan phượng kích động muốn hỏng mất trong chỗ chết có đường sống nếu không phải hoàng thiên giúp thì tối nay cái mạng nhỏ của bà ta cũng không giữ được nữa vụt trương lan phượng còn chạy nhanh hơn cả thỏ vụt một cái đã lùi về sau lưng hoàng thiên bà ta cũng biết nơi nào là an toàn nhất hoàng thiên rất cạn lời quay đầu nhìn trương lan phượng một cái vốn trương lan phượng đã đủ phiền rồi bà ta còn ghé sát vào người mình đứng sang chỗ bên cạnh đi hoàng thiên nói trương lan phượng bị dọa đến nhảy dựng hoàng thiên cứ hử tới hử lui với bà ta như thế sao bà ta có thể chịu phục được nhưng trương lan phượng cũng không dám nói gì căm hận nhìn hoàng thiên một cái chạy tới ở bên phía lâm ngọc an lâm huỳnh mai cũng chạy đến bên cạnh lâm ngọc an cô ấy cũng có cảm giác sống sót sau cái chết hoàng thiên nhìn tất siêu như một con chó chết lúc này tên tất đại thiên vương này đã yên phận hơn nhiều không còn kiêu ngạo nữa tám tên đàn em của tất siêu cũng rất yên lặng tất cả đều không muốn đánh nhau nữa hoàng thiên cũng không có tâm trạng trì hoãn ở chỗ này lúc này nói với tiêu văn hạ anh hạ những người này giao cho anh đừng giết người là được tôi hiểu rồi tiêu văn hạ lớn tiếng đồng ý anh ta vẫn chưa hết tức giận đâu hoàn toàn không thể cứ bỏ qua cho bọn tất siêu như thế được hoàng thiên gật đầu sau đó nói với người đàn ông mặc vest đen khóa cửa lúc trước, mau mở cửa cuốn rêu. Vâng vâng. Người đàn ông mặc vest đen vừa mới bị đánh, bò từ dưới đất lên đáp lại, đi mở cửa cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì nữa, đưa Lâm Ngọc An ra khỏi sòng bài Thiên Hồng. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai cũng không dám dừng lại, theo Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ra ngoài. Hoàng Thiên vừa mới ra khỏi sòng bài, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tất Siêu và đám đàn em. Tiêu văn hạ sao có thể tha cho tất siêu được, mang theo hai tên đàn em, hành hạ tất siêu đến chết không được sống cũng không xong. Hoàng thiên đưa Lâm Ngọc An lên xe, Trương Lan Phượng không nói hai lời, tất chủ động ngồi vào trong xe. Lâm Huỳnh Mai cũng lên xe, cô ấy không dám đi với Trương Lan Phượng, nhớ nửa đường lại xảy ra việc gì bất chắc, ngồi ở trong xe của Hoàng thiên vẫn đảm bảo hơn. Hoàng thiên, đưa mẹ và Huỳnh Mai về nhà trước đi. Lâm Ngọc An bình ổn lại tâm trạng lo lắng, nói với Hoàng thiên. Ừ. Hoàng Thiên gật đầu, lái xe đưa Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai về nhà. Tố chất tâm lý của Trương Lan Phượng cũng khá mạnh, chỉ qua thời gian một lúc, bà a đã có thể chậm rãi điều chỉnh lại. Con rể à, tối nay con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, may mà có con giúp. Trương Lan Phượng cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng lười để ý đến Trương Lan Phượng, tiếp tục lái xe không quan tâm đến bà ta. Trương Lan Phượng rõ ràng là rất xấu hổ nhưng vẫn muốn kiếm chủ đề để trò chuyện với Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nhìn ra, Hoàng Thiên rất ghét Trương Lan Phượng, nếu Trương Lan Phượng còn nhiều lời thêm nữa, rất có thể sẽ chọc giận Hoàng Thiên. Mẹ, mẹ có thể đừng làm những chuyện hoang đường như thế nữa được không, nào có ai làm như mẹ. Tùy hứng quyết định chuyện đính hôn của Huỳnh Mai như thế. Lâm Ngọc An nói với Trương Lan Phượng, cô cũng muốn ngăn Trương Lan Phượng lại, không để Trương Lan Phượng tiếp tục đi làm phiền Hoàng Thiên nữa trương lan phượng nghe thế liền nghi người nhưng rất nhanh đã ngang ngược không để ý nữa Chật, sợ gì chứ dẫu sao con rể mẹ cũng lợi hại có thể giúp mẹ trừng trị trương lan phượng dầu môi nói chuyện này lâm ngọc an thấy trương lan phượng nói như thế cô cũng không còn gì để nói hoàng thiên nghe lời này cũng đủ tức rồi anh cho dừng xe lại bà nghe tôi nói đây tối nay là lần cuối cùng giúp bà nếu bà lại dây vào những cái vấn đề thối nát này thì tự mình giải quyết đi hoàng thiên chỉ vào mũi trương lan phượng mà nói con nhìn con đi con đang nói cái gì vậy mẹ là mẹ vợ của con mà con lại nói chuyện như vậy với mẹ sao sắc mặt trương lan phượng tỏ vẻ khó chịu trách móc hoàng thiên những lời nói này hoàng thiên đã nghe đủ rồi xuống xe ngay lập tức Hoàng Thiên không muốn lãng phí lời nói với Trương Lan Phượng nên đã đuổi Trương Lan Phượng xuống xe ngay lập tức. Điều này khiến Trương Lan Phượng vô cùng tức giận, bà ta phát hiện ra Hoàng Thiên không coi bà ta ra gì. Cậu, được rồi, tôi xuống xe cũng được, cậu đưa một tỷ tư cho tôi. Trương Lan Phượng không biết xấu hổ nói. Hoàng Thiên không nói nên lời, Trương Lan Phượng đúng là không ra thể thống gì, một tỷ tư kia là tiêu văn hạ mang qua, là tiền dùng để chuộc trương lan phượng và lâm huỳnh mai trương lan phượng vẫn muốn số tiền này sao lâm ngọc an cũng không chịu được nữa cô lớn tiếng nói với trương lan phượng mẹ rốt cuộc mẹ làm sao vậy dù sao cũng đã cứu mẹ về đây rồi sao lại vẫn có thể đưa ra yêu cầu như vậy chứ trương lan phượng nghe thấy vậy lập tức cảm thấy không bằng lòng ngọc an những lời vừa rồi của con mẹ không thích nghe con cũng không nghĩ xem hoàng thiên là con rể của mẹ cậu ta lại giàu có như vậy chẳng nhẽ không thể cho mẹ một khoản tiền sao? Mẹ con đánh bài hết tiền rồi, nếu không thì sao có thể gây ra tai họa này chứ, đúng không? Trương Lan Phượng vẫn tỏ ra vẻ hợp lý và hỏi lại Lâm Ngọc An. Sau này mẹ đừng đánh bài nữa, một tuần mà đã thua đến một tỷ, dù trong nhà có cả núi tiền cũng không đủ cho mẹ thua như vậy đâu. Không còn cách nào khác, Lâm Ngọc An cao giọng nói. Được rồi, được rồi, mẹ không đánh bài nữa, con bảo Hoàng Thiên đưa một tỷ tư kia cho mẹ đi, mẹ muốn chuẩn bị một số đồ trang sức và quần áo mới không còn đồng nào để mua rồi trương lan phượng mặt dày nói hoàng thiên không nghe nổi những lời này nữa anh bắt đầu khởi động xe và phóng vụt đi nhanh chóng đến nhà của trương lan phượng sau khi tiến trương lan phượng đến dưới nhà hoàng thiên không nói một lời nào trương lan phượng cũng biết rằng hoàng thiên rất ghét bà ta nhưng bà ta không hề để tâm chút nào vì bây giờ trong đầu bà ta chỉ nghĩ về một tỷ tư kia con rể à nếu tất siêu lại đến đây tìm mẹ quấy giày thì phải làm sao? Con giúp mẹ nghĩ ra cách gì với nhé? Sau khi Trương Lan Phượng đưa Lâm Huỳnh Mai xuống xe, bà ta nhòi người về phía trước cửa kính xe lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự đã chịu đựng bà già này đủ rồi, anh thậm chí không thèm nhìn qua Trương Lan Phượng, lập tức lái xe rời khỏi đây. Ô hay, Huỳnh Mai, con nhìn xem, thái độ của cậu ta như vậy, giàu có rồi thì không coi chúng ta ra gì nữa, đây là cái thứ gì thế không biết. Trương Lan Phượng nhìn chầm chầm theo hướng mà Hoàng Thiên rời khỏi, rồi quay sang nói với Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai cũng cảm thấy mẹ mình có phần quá đáng, lúc này mới nói, được rồi mẹ, mẹ có thể dừng nói được rồi đấy. Cái gì, ngay cả con cũng không muốn nghe mẹ nói nữa có phải không? Trương Lan Phượng tức giận quay sang hỏi Lâm Huỳnh Mai. Nếu không có anh rể cứu chúng ta ra, thì không chắc chúng ta có thể sống sót được qua đêm nay, sao mẹ lại còn nói là anh rể không tốt chứ? Lâm Huỳnh Mai nói lại: "Đủ rồi, đủ rồi, con cũng theo phe nó rồi, Hoàng Thiên là anh rể của con, con là em vợ chẳng nhẽ lại không được một khoản tiền của cậu ta sao? Hơn nữa bây giờ chỉ con cũng chuyển ra ngoài ở rồi, không có tiền thì chúng ta làm sao sống đây?" Trương Lan Phượng nói. Lâm Huỳnh Mai không nói nên lời, cô ấy cũng không muốn để ý đến Trương Lan Phượng nữa, một mình đi lên tầng sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An về đến nhà thì cũng đã sắp đến 12 giờ đêm rồi. Chuyện xảy ra tối nay, đối với Hoàng Thiên mà nói cũng không có gì là to tát. Tên Tất siêu đó, Hoàng Thiên hoàn toàn không để tâm đến. Nhưng Lâm Ngọc An lại rất sợ hãi, cô cũng rất biết ơn Hoàng Thiên, cũng biết rằng Hoàng Thiên là vì cô mới ra tay cứu Trương Lan Phượng như vậy. "Chồng à, cảm ơn anh nha." Lâm Ngọc An cảm động đứng trước mặt Hoàng Thiên, nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói mỗi lần đối diện với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên ngay cả khi tâm trạng không tốt thì cũng đều cảm thấy ổn hơn nhiều. Hơn nữa, Lâm Ngọc An lúc này quả là làm mê hoặc lòng người, ánh nhìn chiều miến khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Không phải đã nói với em rồi sao, không cần với phải cảm ơn anh như vậy. Hoàng Thiên mỉm cười, ôm Lâm Ngọc An vào lòng. Lâm Ngọc An cũng mỉm cười dịu dàng, cô vòng tay qua eo Hoàng Thiên, giấu mặt vào bờ vai anh. Chồng à, anh cũng đừng giận mẹ nữa nhé. Dù thế nào thì đó cũng là mẹ của em, em thay mặt mẹ xin lỗi anh nhé. Lâm Ngọc An nhẹ nhàng nói. Những lời này khiến trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghĩ theo một cách khác, nếu anh là Lâm Ngọc An, có một người mẹ như Trương Lan Phượng thì không biết sẽ phải làm như thế nào. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy thương cho Lâm Ngọc An. Cô bị mắc kẹt giữa mẹ và chồng của mình, cũng thật là khó xử. Ngọc An em đừng lo lắng, coi như là vì em, anh cũng không đôi co với mẹ em nữa. Hoàng Thiên An ủi Lâm Ngọc An, vâng xung quanh mắt của Lâm Ngọc An hơi ướt, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô cảm thấy mình đã tìm được một người đàn ông tuyệt vời, thật lòng yêu thương cô. Đêm hôm đó, thật sự là một đêm ngọt ngào. Không làm thêm không cũng không được, bởi vì bây giờ Hoàng Thiên rất mong Lâm Ngọc An nhanh chóng có em bé. Hai vợ chồng mãi đến 3 giờ sáng mới ôm nhau ngủ. Buổi sáng hôm sau, Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đến công ty. Sau khi trở về, Hoàng Thiên vừa đến cửa khu thì anh nhìn thấy một chiếc may bách mang biển hiệu của thành phố đang dừng ở cổng, dừng ở ngay đó rất dễ nhìn thấy. Nhìn thấy xe của Hoàng Thiên đi tới, từ trong xe hai người đàn ông đeo kính đen nhanh chóng bước xuống, họ bước xuống để mở cửa xe. Cửa xe mở ra, một đôi nam nữ từ trong xe bước ra. Người đàn ông khoảng ngoài 4, 50 tuổi, nhìn vẻ ngoài vừa thấp vừa mập, nhưng lại rất có phong độ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, khắp người toàn là trang sức, dáng vẻ trông rất nữ tính, dáng người càng thêm nóng bỏng. Đó chính là ông Kha Phù ở trên tỉnh, đi cùng là người tình của ông ta Lăng Thanh Trúc Hoàng Thiên ngồi trong xe nhìn thoáng qua thấy ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc, cảm thấy khá bất ngờ. Tại sao ông Kha Phù lại đưa Lăng Thanh Trúc đến thành phố Bắc Ninh này chứ? Đến cũng được nhưng sao lại đến biệt thự này? rõ ràng là ông Kha Phù đến tìm Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cảm thấy rất đột ngột. Chỉ thấy ông Kha Phù bước từng bước đến phía xe của Hoàng Thiên, đứng bên cạnh xe Hoàng Thiên cúi người mỉm cười. Lăng Thanh Trúc cũng lon ton chạy theo đến bên cạnh xe của Hoàng Thiên, vì cô ta mang giày cao gót nên suýt chút nữa thì bị trẹo chân. Cậu Thiên! Ông Kha Phù nhẹ nhàng chào hỏi Hoàng Thiên, trong bộ dạng rất khiêm tốn. Chào cậu Thiên! Lăng Thanh Trúc cũng mỉm cười, khuôn mặt thùy mị đầy quyến rũ. Nếu đây là ở trên tỉnh thành thì chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên. Một ông chủ ở trên tỉnh thành, trên đó làm gì có ai là không biết đến ông ta chứ? Nhưng ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc lại đứng trước mặt một người trẻ tuổi như vậy, cảnh này ở trên tỉnh thành chắc chắn sẽ thu hút nhiều chú ý. Hoàng Thiên lại rất bình tĩnh, anh hạ cửa kính xe xuống, nói với ông Kha Phù bằng giọng lạnh nhạt, sao ông lại đến đây? Ông Kha Phú cũng biết gần đây Hoàng Thiên có ấn tượng không tốt về ông ta, và đây cũng là điều khiến ông ta phải phiền muộn nhất. "Cậu Thiên, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu." Ông Kha Phú nói đến đây, nét mặt bỗng trở nên rất nghiêm túc. "Có chuyện gì ông cứ nói đi." Hoàng Thiên nói. Ông Kha Phú nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên, "Cậu Thiên, có phải cậu đã đụng đến hội chó hoang rồi không?" Ngay khi ông Kha Phú nói đến ba từ hội chó hoang, rõ ràng giọng nói cũng trở nên run rẩy. Không những vậy nét mặt cũng trở nên không tự nhiên, bộ dáng rất sợ hãi, kiêng rè. Hoàng Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào ông Kha Phù, vì vậy anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của ông Kha Phù. Hoàng Thiên rất giỏi trong việc nắm bắt những chi tiết nhỏ như vậy, vì vậy mặc dù ông Kha Phù đã cố che giấu biểu cảm, nhưng Hoàng Thiên cũng đã thấy được. Vừa hay, tôi cũng có kết chút ân oán với hội chó hoang đấy hoàng thiên thản nhiên nói biểu cảm trên gương mặt càng trở nên bình tĩnh hơn ông kha phù trong lòng âm thầm bái phục ngưỡng mộ với hoàng thiên ông ta phát hiện ra hoàng thiên quả thật cái gì cũng dám làm hội chó hoang ai mà dám động vào chỉ sợ hoàng thiên lần này chết chắc rồi ông kha phù âm thầm nghĩ một chút trong lòng nhưng ông ta không thể hiện ra ngoài vẫn tỏ vẻ ân cần cậu thiên cậu có thực sự biết đến sự khủng bố của hội chó hoang không hoàng thiên không có ấn tượng tốt đẹp gì với ông kha phù này biểu hiện và tính cách của ông ta lần trước đã làm hoàng thiên rất thất vọng một người nhìn người khác không vừa mắt người ta làm cái gì cũng cảm thấy chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì bây giờ hoàng thiên nhìn ông kha phù cũng vậy anh cảm thấy thật khó chịu ha ha đáng sợ đến mức nào cơ hoàng thiên lạnh lùng cười hỏi ông kha phù ông kha phù nuốt một ngụm nước bọt nghiêm túc cẩn thận nói với hoàng thiên cậu thiên thế lực đáng sợ của hội chó hoang chủ yếu ở tỉnh thành Mấy năm nay đã phát triển ngày càng lớn mạnh, hiện tại đã ở trên đầu tôi rồi. Nói đến đây, gương mặt của ông Kha Phù hơi nóng lên, dù sao ông ta cũng được công nhận là người đứng đầu tỉnh thành, thậm chí trong toàn tỉnh, thế lực của ông ta cũng là to lớn nhất. Mặc dù không theo dõi ông Kha Phù, nhưng thế lực của ông ta ở trong tỉnh thành này, Hoàng Thiên vẫn biết một chút. Ngay cả người đáng sợ như Lã Việt, trước mặt ông Kha Phù, vẫn chỉ là một thằng nhóc non nớt mà thôi nếu không phải hoàng thiên đã thâu tóm lã việt thì lã việt ở trong mắt ông kha phù cũng không có gì đáng để tâm vì vậy hoàng thiên khá ngạc nhiên ông rất sợ hội chó hoang hoàng thiên suy nghĩ một chút hỏi ông kha phù gương mặt ông kha phù hơi nóng lên xấu hổ nói với hoàng thiên cũng không phải là sợ hãi chỉ là có chút kiêng kỵ họ với tôi chính là nước sông không phạm nước giếng nếu hội chó hoang không đến khiêu khích tôi tôi cũng sẽ không động chạm đến bọn họ đúng rồi cậu chủ thiên ông kha phù nói không sai ông chùm của hội chó hoang là khương lạp là một người lòng dạ độc ác thủ đoạn nham hiểm hơn nữa thành viên của hội chó hoang cũng rất nhiều chúng ta phải cẩn thận một chút lăng thanh trúc đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng muốn nhắc nhở hoàng thiên hai người chạy đến thành phố bắc ninh này chỉ để nói thông tin này với tôi thôi sao hoàng thiên hỏi ông kha phù và lăng thanh trúc thực ra hoàng thiên đã sớm nhận ra hai người này vội vã chạy đến thành phố Bắc Ninh, nhất định không phải chỉ để thông báo tin tức này, mà còn có mục đích khác. Ha ha, tôi biết mà, không có chuyện gì có thể qua được mắt của cậu chủ thiên. Ông Kha Phù mỉm cười, nịnh nọt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng nói chuyện vòng vo lan man của ông Kha Phù, trong lòng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nếu là lã Việt, anh ta sẽ nói thẳng với Hoàng Thiên, nào có cái bộ dạng nói chuyện vòng vo như vậy của ông Kha Phù ông có chuyện gì thì mau nói không có việc gì thì biến về tỉnh thành của ông đi hoàng thiên rất không kiên nhãn nói với ông kha phù ông kha phù nhìn thấy lập tức vội vàng nói chính là có việc này ông chủ của hội chó hoang là khương lạp rất khâm phục ngưỡng mộ cậu thiên đây ông ấy muốn được nói chuyện với cậu nghe vậy sắc mặt hoàng thiên lập tức trầm xuống anh cũng đến phục ông kha phù này đây là muốn đến làm sứ giả đưa tin sao ông kha phù làm loại chuyện này bề ngoài là muốn giảng hòa ân oán của hoàng thiên với kẻ thù của anh trên thực tế ông kha phù tính toán làm người tốt ở cả hai bên sau đó thu lợi về phía mình hoàng thiên ghét nhất chính là loại người hai mặt như thế này cái này ông kha phù bị lời nói của hoàng thiên làm cho nghẹn ngào có chút không nói nên lời nhưng những gì hoàng thiên nói cũng không sai ông kha phù chạy đến thành phố bắc ninh để làm người giảng hòa ông ta cũng không dám không đến bởi vì lần này là Khương Lạp kêu ông ta đến tìm Hoàng Thiên. Thế lực của Khương Lạp bây giờ, ông Kha Phù cũng không dám đắc tội, nói chính xác là ông Kha Phù có chút sợ hãi Khương Lạp. Cậu Thiên, cậu cứ nghe tôi đã, Khương Lạp không có ý gì khác cả, chỉ là muốn trò chuyện với cậu mà thôi. Trên trán của ông Kha Phù đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có chút sốt xăng, chỉ sợ Hoàng Thiên không đến gặp Khương Lạp, vậy ông ta biết giải thích với Khương Lạp như thế nào. Hoàng Thiên sao có thể tin vào mấy lời vô nghĩa này của ông Kha Phù? Anh vừa đánh cho con trai của Khương Lạp là Khương Văn Vinh một trận, thế mà Khương Lạp vẫn muốn làm bạn với anh à? Nhưng hiện tại là Khương Lạp đã tự tìm đến tận cửa, Hoàng Thiên cũng muốn trực tiếp gặp mặt với Khương Lạp. Anh muốn nhìn xem ông chủ của hội chó hoang này rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng Thiên nghĩ một lúc, liền nói với ông Kha Phù: Được thôi, nếu ông ta muốn làm bạn với tôi, tôi vẫn rất chào đón ông ta hiện tại ông ta đang ở thành phố nào ông kha phù không nghĩ đến lần này hoàng thiên lại dễ nói chuyện như vậy ông cứ nghĩ hoàng thiên sẽ rất tức giận khương lạp đã gây áp lực cho ông ta nếu ông ta làm không tốt chuyện này chắc chắn sẽ đắc tội với khương lạp tốt quá rồi tốt quá rồi khương lạp đi cùng với tôi hiện tại ông ta đã đặt sẵn bàn tiệc chỉ chờ đợi mỗi cậu mà thôi ông kha phù cười và liên tục nói với hoàng thiên Hoàng Thiên nhìn bộ dạng nham hiểm này của ông Kha Phù, quả thật chỉ muốn tát cho ông ta vài phát. Lăng Thanh Trúc cũng rất vui vẻ, hai mắt nhìn chầm chầm Hoàng Thiên, nháy mắt ra hiệu với anh. Cậu chủ thiên, có câu tại bàn ăn là nơi thích hợp nhất để giải quyết mâu thuẫn. Ông Kha Phù và tôi có nghe nói cậu và con trai của Khương Lạp có chút mâu thuẫn nhỏ. Cậu hãy nhân cơ hội này giải quyết hiểu lầm này đi thôi. Lăng Thanh Trúc cười nói với Hoàng Thiên. Không cần nói nữa, hai người dẫn đường đi. Trên mặt Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, thản nhiên nói với ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, liền quay người đi khởi động xe, cô ta cũng rất vui vẻ. Nhưng ông Kha Phù có kinh nghiệm lão luyện hơn Lăng Thanh Trúc rất nhiều, ông ta cảm thấy Hoàng Thiên là người sâu không lường được, tâm trạng vui vẻ hay tức giận đều không thể hiện ra bên ngoài, khiến ông ta không thể nhìn thấu được. Ông Kha Phù cũng lên xe, chiếc may bách của ông ta đi đầu, dẫn đường cho Hoàng Thiên đến gặp Khương Lạp. Hoàng Thiên lái xe phía sau, tuy rằng anh biết Khương Lạp này cũng không có ý gì tốt đẹp cả, nhưng anh cũng không mang đàn em đến cùng. Dù sao đây cũng là thành phố Bắc Ninh, còn sợ Khương Lạp dở trò. 10 phút sau, chiếc xe may bách của ông Kha Phù dừng lại trước cửa lớn của nhà hàng Vạn Hoa. Hoàng Thiên hiểu rằng Khương Lạp muốn gặp anh ở đây. Ông Kha Phù cùng với Lăng Thanh Trúc xuống xe, đến giúp đỡ Hoàng Thiên mở cửa xe hai nữ tiếp tân của cửa tiệm vô cùng ngạc nhiên. Người đi xe may lại đi mở cửa xe cho người đi xe BYD, bộ dạng lại nghiêm chỉnh như cấp dưới. Đây là tình huống gì vậy? Cậu Thiên, chính là chỗ này, Khương Lạp đang ở bên trong đợi chúng ta. Ông Kha Phù gật đầu, không người nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bước xuống xe, anh hỏi ông Kha Phù, ông đã báo cho Khương Lạp biết chưa? Tôi báo rồi, báo rồi, Khương Lạp đã cung kính đứng đây đợi anh rồi ông kha phù vội vàng nói trong lòng hoàng thiên không vui lắm tên khương lạp này cũng ngạo mạn gớm lại còn không ra đón tiếp anh nữa đại ca của hội chó hoang thì làm sao không phải vẫn phải chạy đến thành phố bắc ninh khoe mẽ hay sao mặc dù trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng hoàng thiên cũng không nói ra anh nhanh chân bước vào bên trong ông kha phù và lăng thanh trúc giống như học sinh đang lên lớp họ đi theo sau hoàng thiên cũng nhanh chóng đi vào hai người bảo vệ đeo kính dâm đi sau cùng một nhóm người đi lên tầng 3, đi vào cửa của gian phòng xa hoa. Trong mỗi gian phòng đều có những nhân viên phục vụ tương ứng, họ đứng ở cửa chính, luôn sẵn sàng nghe theo sai khiến bất cứ lúc nào. Thế nhưng người trong gian phòng sớm đã giao hẹn với nhau, hai nhân viên phục vụ ở cửa chính chào hỏi mấy người Hoàng Thiên, sau đó mở cửa phòng ra. Cậu Thiên, cậu mau vào đi, anh Lạp đang đợi ở bên trong đấy ạ. À? Ông Kha phù nở một nụ cười, ông ta làm động tác mời vào với Hoàng Thiên. Lúc này ông ta cũng không nói thẳng ra tên Khương Lạp nữa mà dùng mấy chữ anh Lạp, bởi vì ông ta sợ Khương Lạp sẽ nghe thấy. Hoàng Thiên thật sự không chút do so dự, anh nhanh chóng đi vào. Ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc đi theo sau, cuối cùng là hai vệ sĩ đeo kính dâm. Trước một cái bàn trong căn phòng có một người đàn ông để dâu dài, khoảng tâm hơn 40 tuổi. Dáng người ông ta rất gầy, da bọc xương, nhưng lại cao tới 1m8, là kiểu người đàn ông cao gầy sau người đàn ông đó có ba người thanh niên đang đứng yên tại chỗ, ba người thanh niên này đều có vẻ mặt hung dữ, cả người đều lộ ra sự ngang tàng, lạnh lẽo. Ngoài ra còn có bốn người đàn ông mặc áo đen đang đứng bên cạnh ba người thanh niên kia, trên người họ cũng lộ ra sự dữ dẫn, không dễ dây vào. Người đàn ông dâu dài đứng ở cửa nhìn lướt qua một cái, thấy Hoàng Thiên bước vào, hai mắt ông ta híp lại, khí lạnh tỏa ra từ trong ánh mắt ấy, khiến người ta không rét mà run. Thấy Hoàng Thiên đi tới, người đàn ông dâu dài vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Ông Kha Phù nhanh chóng đi tới trước mặt người đàn ông dâu dài, cười nói, anh Lạp, người này chính là Hoàng Thiên, cậu Thiên. Ừ Khương Lạp ừ một tiếng, kiêu ngạo ngồi trên ghế, ông ta cũng chẳng thèm chào hỏi Hoàng Thiên. Ông Kha Phù lại lập tức quay đầu lại nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, người này là người tôi đã nói với cậu, đại ca của hội chó hoang. Không cần ông Kha Phù giới thiệu, vừa vào cửa hoàng thiên đã nhìn ra được người này là khương lạp mấy người khác đều đứng chỉ có khương lạp là ngồi rất dễ để đoán ra địa vị thấy khương lạp bày ra dáng vẻ như này hoàng thiên cũng chẳng biết nói sao tên nhóc khương lạp này cũng tỏ vẻ quá đấy cậu thiên ha ha tôi nói này ông kha phù ông gọi tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa này là cậu thiên sao khương lạp cười khẩy thành tiếng nhìn ông kha phù khinh bỉ lời này cũng không khách sáo chút nào Vừa mới gặp mặt, Khương Lập đã công kích Hoàng Thiên, rõ ràng là đang muốn khiêu khích mà. Ông Kha Phù nghe thấy những lời châm biếm của Khương Lập, biểu cảm trên mặt ông ta rất khó xử, nhưng thật ra trong lòng đã vui tới nở hoa rồi. Bởi vì ông Kha Phù không khiến Khương Lập tức chết, tốt nhất là để cho Khương Lập ở đây mà tỏ ra hung ác với Hoàng Thiên một trận, với tính cách của Hoàng Thiên, chắc chắn anh sẽ tiến Khương Lập đến Tây Thiên. Tới lúc đó, cả tỉnh cũng giống y như mấy năm về trước ông Kha Phù có thể thừa sức một tay che trời. Anh Lạp, chắc anh không biết rồi, cậu Thiên đây không phải người bình thường, tôi gọi cậu ấy một tiếng cậu Thiên là lẽ đương nhiên thôi. Ông Kha Phù rảo hoạt nói, lời này vừa nịnh nọt được Hoàng Thiên, lại vừa có thể khiến lửa giận trong lòng Khương Lạp bùng cháy. Quả nhiên, mục đích của ông Kha Phù đã đạt được, Khương Lạp hít mắt rồi lại trừng mắt, liếc nhìn Hoàng Thiên một cái rồi bĩu môi nói với ông Kha Phù, ha ha, không nhìn ra được cậu ta có điểm nào là không bình thường cả. Đây rõ ràng là một thứ rẻ rách mai. Không không không, cậu Thiên không phải thứ rẻ rách gì, cậu ấy lợi hại lắm đó. Ông Kha Phu tiếp tục đổ dầu vào lửa. Bốp! Khương Lạp hoàn toàn nổi cáu, lúc này ông ta đạp mạnh một cái xuống bàn, sau đó đứng hẳn dậy. Vậy ư, tôi lại muốn xem xem cậu ta lợi hại như nào. Khương Lạp vô cùng khinh địch, ông ta cũng thấy Hoàng Thiên một mình đi tới đây, do đó lại càng không coi Hoàng Thiên ra gì ông kha phù vừa nhìn thấy khương lạp tức giận trong lòng liền vui vẻ không thôi nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ lo lắng nói anh lạp đừng kích động anh ngàn vạn lần đừng động vào cậu thiên nếu không thì anh sẽ hối hận đấy khương lạp nghe thấy lời này còn người ông ta trợn trừng lên đây đã không còn là tự dưng nổi cáu nữa mà khương lạp đã thật sự tức đến nỗi máu dồn lên não rồi hơn nữa từ trước đến giờ khương lạp luôn coi trời bằng vung ông ta chưa từng xem ai ra gì cả nếu không thì trong thời gian ngắn ngủi có mấy năm như vậy, ông ta đã chẳng đè ép ông Kha Phù xuống thế. Từ đầu đến cuối Hoàng Thiên vẫn đứng yên không nói gì, anh im lặng nhìn ông Kha Phù ở đó đóng kịch. Với trí thông minh của Hoàng Thiên, sao anh lại không nhìn ra ông Kha Phù đang giả vờ là người tốt, nhưng thực chất đang ngấm ngầm thêm dầu vào lửa chứ? "Được rồi lão Phù, ông đừng có ở đây ra vẻ người tốt nữa, ông làm vậy không thấy mệt sao?" Hoàng Thiên cười lạnh, anh nói với ông Kha Phù Mẹ kiếp. Trái tim ông Kha phù lục bộp một tiếng, ông ta cứ nghĩ mình đóng kịch như vậy là quá xuất sắc rồi, nào ngờ vẫn bị Hoàng Thiên nhìn ra tất cả. Cậu Thiên, tôi không hiểu lời cậu nói có ích. Sau này sẽ tính sổ với ông sau. Khuôn mặt Hoàng Thiên trầm xuống, sau đó anh ném ông Kha Phù sang một bên. Vẻ mặt ông Kha Phù tím tái, ông ta cố tỏ ra bình tĩnh. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng Hoàng Thiên lại y như đang đi guốc trong bụng ông ta, ông ta nghĩ gì đều bị anh nhìn rõ hết. Chút tính toán nhỏ mọn này đã đắc tội với Hoàng Thiên rồi, giờ phải làm gì cho phải đây? Ông Kha Phù phiền muộn, đầu ra đầy mồ hôi, Lăng Thanh Trúc cũng hoang mang, cô ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho ông Kha Phù. Khương Lạp vẫn rất biết cách nhìn người, bây giờ ông ta cũng nhìn ra được Hoàng Thiên thật sự không dễ dây vào. Thế nhưng vừa nấy khi Hoàng Thiên đi vào bên trong, Khương Lạp đã trông mặt mà bắt hình rong, vậy nên ông ta đã xem thường hoàng thiên quá rồi ha ha cậu thiên cậu không hề đơn giản nha ngay cả ông kha phù cũng bị cậu dạy dỗ ư khương lạp đứng trước mặt hoàng thiên cười ha ha mấy tiếng tôi không có hơi sức tranh cãi với ông nói đi ông tới bắc ninh tìm tôi có chuyện gì hoàng thiên hỏi ngược lại khương lạp khương lạp rất khó chịu ông ta nhận ra vốn dĩ không thể khiến hoàng thiên sợ hãi gì ngược lại hoàng thiên hình như còn chẳng thèm để ông ta vào trong mắt đúng là một tên nhãi vô cùng ngạo mạn khương lạp âm thầm cắn răng nhưng ông ta vẫn nở nụ cười nói tốt lắm tôi rất thích như người nhanh gọn như cậu thiên vậy tôi nói thẳng nhẽ tôi tới đây là muốn người nói tới đây khương lạp giữ răn quan sát hoàng thiên giống như bất cứ lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống hoàng thiên vậy muốn người muốn người nào hoàng thiên hỏi khương lạp đàn em của tôi có bốn người đứng đầu cậu có nhìn thấy ba người thanh niên ở phía sau tôi không ngoài ba người bọn họ ra thì vẫn còn có một người nữa đang ở trong tay cậu cậu lập tức thả nó ra ngay khương lạp dùng giọng điệu như đang ra lệnh hung hãn nói với hoàng thiên cuối cùng hoàng thiên cũng đã biết được mục đích khương lạp đến thành phố bắc ninh tên này đến vì tất siêu hôm qua sau khi giao tất siêu cho tiêu văn hạ hoàng thiên đưa lâm ngọc an về nhà thực tình không biết tiêu văn hạ xử trí tất siêu ra sao chắc hẳn tiêu văn hạ không thả tất siêu đi bằng không Khương Lạp cũng sẽ không đích thân đến tận nơi đòi người. Ha ha, ông đến đòi tôi người, tôi còn định tìm ông đấy. Hoàng Thiên cười lạnh tanh, nói với Khương Lạp. Khương Lạp nhướng mày và bảo, tìm tôi, cậu tìm tôi làm gì? Về sau hãy quản thúc đám đàn em của ông cho chặt, nếu còn chạy tới thành phố Bắc Ninh gây rối, thì đừng trách tôi nặng tay. Hoàng Thiên xâm mặt lại, cảnh cáo Khương Lạp. Mẹ kiếp! Vừa nghe Hoàng Thiên nói vậy, Khương Lạp lập tức giận xì khói. Tên nhãi danh này là cái thá gì? Dám lên mặt dậy đời tao, lập tức giao tất siêu ra đây cho tao, nếu không tao sẽ khiến mày không thể bước ra khỏi căn phòng này. Khương Lạp trừng mắt dữ tợn, không nể nang gì Hoàng Thiên nữa. Ông Kha Phù ở bên cạnh chứng kiến tất cả, ông ta hiểu Khương Lạp khá rõ, biết Khương Lạp chuẩn bị ra tay rồi đây. Vốn dĩ ông Kha Phù muốn khoanh tay đứng nhìn Khương Lạp ra tay với Hoàng Thiên, nhưng hiện giờ thì không ổn, Hoàng Thiên đã vạch chân mánh khóe này của ông Kha Phù. Nếu như Hoàng Thiên thực sự có mệnh hệ nào ở đây thì chắc chắn món nợ này sẽ bị đổ lên đầu ông Kha Phù. Vậy nên ông Kha Phù sợ hãi, vội vàng chạy tới khuyên ngăn, anh Lạp Anh tuyệt đối đừng có manh động, cậu Thiên là khách tôi mời tới, có tôi ở đây thì không cho phép anh động chạm gì tới cậu ấy. Những lời ông Kha Phù nói nghe cũng rất có khí thế, đương nhiên, cũng phải gông mình lên mới nói ra được. Tuy thể lực của Khương Lạp còn lớn hơn cả ông Kha Phù, nhưng dù gì ông kha phù cũng là một thế lực không hề nhỏ chưa đến mức vạn bất đắc dĩ khương lạp cũng không muốn chơi bài ngửa với ông kha phù huống hồ tất siêu còn đang trong tay hoàng thiên khương lạp ngẫm nghĩ cười gần và bảo được thôi lão phù tôi nể mặt ông lần này tạm thời không đụng đến tên họ hoàng đây nhưng cậu ta cũng nên biết điều nếu không lập tức thả tất siêu tôi không tha cho cậu ta đâu ông kha phù nghe thấy vậy mới yên tâm ông ta quay lại nói với hoàng thiên cậu thiên nên lý hòa vi quý thì hơn, tay tất siêu đó, cậu yên tâm, để tôi khuyên nhủ anh Lạp, mọi người bắt tay làm hòa được không? Lão Phù, ông qua đây. Hoàng Thiên vẫy tay gọi ông Kha Phù tới. Ông Kha Phù ngớ ra nhưng vẫn bước lên hai bước đến trước mặt Hoàng Thiên. Bốp! Hoàng Thiên vung tay tát thẳng vào mặt ông Kha Phù, một cái tát thật mạnh. Ôi mẹ ơi! Ông Kha Phù đau điếng ré lên thất thanh, tay ôm mặt, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, không biết vì lý do gì mà Hoàng Thiên đánh ông ta. Bốp bốp. Hoàng Thiên lại giáng tiếp hai cái bạt tai xuống, tát cho ông Kha Phù nổ đom đóm mắt. Cậu Thiên, cậu, cậu làm gì vậy? Ông Kha Phù lắp bắp, run run hỏi Hoàng Thiên. Xem như ông không còn mặt mũi nào rồi nhé, hai mặt đều diễn người tốt sung sướng lắm đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi ông Kha Phù. Ông Kha Phù vừa thẹn vừa tức, nhưng lại bị Hoàng Thiên dậy bảo im thiên thiết cậu thiên tôi tôi ông kha phù không cãi lại được lắp bắp không nói nổi thành lời được rồi ông đứng sang một bên cho tôi đợi xong việc rồi tôi tính sổ với ông sau hoàng thiên mất kiên nhẫn chỉ tay vào góc tường ra hiệu cho ông kha phù đứng vào chỗ đó mặt ông kha phù nóng ran với địa vị của ông ta bị người ta dạy dỗ giữa trốn đông người thế này thực sự không còn mặt mũi nào nữa nhưng đành chịu ông ta không thể chọc hoàng thiên giận được ngoan ngoãn đứng vào góc tường, ông Kha Phù cùng Lăng Thanh Trúc ngơ ngác đứng chờ ra với nhau. Cho đến tận lúc này, họ mới cảm nhận được Hoàng Thiên không chấp nhận được hạt bụi trong mắt đến thế nào. Định dở trò khôn vặt trước mặt Hoàng Thiên là sai lầm lớn. Ha ha ha, đúng là mỗi lúc một thú vị. Hoàng Thiên, xem ra quả là tôi đã xem thường cậu, cậu ghê gớm thật đấy. Khương Lạc bật cười ha hả, mặt mày vui vẻ tươi như hoa, thấy ông kha phù bị đánh đủ làm khương lạp sung sướng dù gì ông kha phù và khương lạp cũng cùng chung thành phố một ngọn núi mà có đến hai con hổ nhưng khương lạp cũng trộm lầu bầu đừng chỉ nhìn bề ngoài huynh hoang của ông ta sâu trong lòng ông ta cũng phải kiêng rẻ hoàng thiên người dám đánh cả ông kha phù phóng tầm mắt ra khắp cả việt nam này cũng không tìm được mấy người nhưng hoàng thiên dám đánh mà còn đánh cho ông kha phù không ho he bật lại hệt như dạy dỗ con cháu trong nhà đừng lại nhảy nữa, tôi cho ông biết, nếu như ông không đến tìm tôi, có thể tất siêu chẳng có chuyện gì. Nhưng ông dùng thái độ này đến tìm tôi đòi người, tôi không thả kẻ đó ra đấy. Hoàng Thiên chỉ thẳng vào mũi Khương Lạp, cao giọng nói. Mẹ kiếp! Khương Lạp tức thì tắt nụ cười, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên một cách ác độc và nói, họ Hoàng kia, nghe nói cậu đánh cả con trai tôi. Mẹ nó chứ, nếu không nể mặt ông Kha Phù, hôm nay tôi cho cậu chết tại đây, cậu có tin không? nói rồi Khương Lạp bước lại gần Hoàng Thiên, bộ dạng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thấy ông ta hoanh hoang như thế, Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh lùng. Ha ha, ông không cần nể mặt lão phù làm gì, muốn thế nào cứ nhắm vào tôi đây. Hoàng Thiên nói với Khương Lạp bằng giọng khinh bỉ. Con mẹ nói lần này Khương Lạp đã hoàn toàn cáo tiết, nếu như ông ta còn chưa chịu làm gì đó thì đám đàn em sẽ đều xem thường ông ta. Cậu đã tự tìm đến cái chết thì không trách tôi được nhé. Khương Lạp nói giọng hung tợn, rồi đột nhiên thọc tay vào giữa eo chuẩn bị móc dao ra. Da. Binh! Úi đét Khương Lạp còn chưa kịp móc con dao ra da đã rú lên một tiếng thảm thiết, ôm mũi ngã ngửa về sau, rơi huyết xuống đất. Hoàng Thiên vừa tung một cú đấm rất mạnh vào mũi của ông tai Khương Lạp đã quá khinh địch, nếu không với bản lĩnh của Khương Lạp thì tuyệt nhiên sẽ không bị Hoàng Thiên đánh ngã chỉ bằng một cú đấm. Mẹ nó chứ, xông lên cho tao, đánh cho nó tàn phết. Khương lạp nằm trên đất còn chưa dậy đã gầm lên quát tháo. Ngay lập tức, một người trong tứ đại thiên vương bước ra, các bước di chuyển tốc độ, đang chạy đà bất chợt phi thân lên tung một cú vô lê nhằm thẳng vào ngực Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trộm cười, màn bay người vô lê của gã này đúng là có thể dọa nạt người khác, chứ thực chất hoàn toàn không có nền tảng gì, chỉ là múa may làm màu mà thôi. Chỉ thấy Hoàng Thiên đột một phung chân lên đạp thẳng vào đùi gã kia. Bị chi ái ui một trong số tứ đại thiên vương của hội chó hoang bị Hoàng Thiên chỉ một cú sút đá bay ra ngoài cửa sổ. Hai giây sau, dưới lầu vọng tới tiếng kêu thất lòng. Gã kia rơi từ tầng ba xuống, ôm lấy chân trái đã gấy kêu gào thảm thiết. Chuyện này, tận mắt chứng kiến rõ ràng, Khương Lạp mới lồng cồm bò dậy không khỏi thất sắc. Cú sút vừa rồi của Hoàng Thiên quá đẹp mắt, nằm bắt lực sút và độ chuyển sắc vừa đủ, không ngờ có thể đá một người sống sờ sờ bay ra khỏi phòng sướng sờ một thoáng, Khương Lạp làm dấu tay, quát lên, xông cả lên, ném thằng danh này ra ngoài cửa sổi. Lời vừa dứt, hai người còn lại của tứ đại thiên vương lao về phía Hoàng Thiên cùng lúc. Bốn thành viên khác của hội chó hoang cũng đồng loạt nhấc ghế chuẩn bị xông tới đánh đập Hoàng Thiên. Ngay cả khi những người này chưa ra tay, Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra được, thực lực của họ chỉ là ở mức bình thường, không có ai là người quá tài giỏi hai người được gọi là tứ đại thiên vương cũng có thể coi như tạm được, còn bốn thành viên còn lại của hội chó hoang thì cũng không có gì đáng lo ngại. Đối với năng lực của Hoàng Thiên mà nói, thì để đấu lại được với những người này gần như không cần phải tốn một chút sức lực nào. Một mớ hỗn loạn trong phòng, Hoàng Thiên giống như hổ chui vào giữa bầy cừu, không đến một phút, đã khiến những tên này ngã nhào xuống đất. Nhìn xuống mặt đất, cả sáu thành viên của hội chó hoang đều nằm la liệt trên mặt đất, trong đó có cả hai trong bốn người của Tứ Đại Thiên Vương. Một người của Tứ Đại Thiên Vương vẫn nằm trên mặt đất ở bên ngoài của khách sạn, chân đã bị gãy thậm chí còn không thể đứng dậy được. Khương Lạp đã mở to mắt nhìn thấy hết những điều này, ông A tưởng chừng như không dám tin vào mắt mình. Hoàng Thiên thật sự quá mạnh rồi, sức mạnh này thật sự đã bùng nổ. Khương Lạp kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, trong ấn tượng của ông ta, Tứ Đại Thiên Vương trong tay ông ta đều đã rất lợi hại rồi, nhưng không thể ngờ được ở trước mặt của Hoàng Thiên họ thậm chí không chịu nổi một đòn. Không hổ danh ông Kha Phù nói cậu rất lợi hại, quả nhiên không hề đơn giản. Khương Lạp hừ lạnh lùng một tiếng, hai con mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không có hứng thú nói chuyện với những người này cho tốn nước bọt, lúc này anh đi đến bên cạnh Khương Lạp, một tay liền nắm lấy cổ áo của ông ta. Khương Lạp không hề có một chút hoảng sợ, tố chất tâm lý vốn có của ông ta thật sự không giống với những người bình thường khác. Chết tiệt, bỏ ra. Khương Lạp lớn tiếng quát, dùng tay đấm vào mặt Hoàng Thiên. Cú đấm này rất đáng sợ, tốc độ và sức lực rất nhanh và mạnh, người bình thường dường như sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng Hoàng Thiên lại không giống như người bình thường, nên với cú đấm này của Khương Lạp gần như chỉ là một cú đấm bình thường. Chỉ nhìn thấy Hoàng Thiên nghiêng nhẹ đầu, nhẹ nhàng tránh khỏi cú đấm của Khương Lạp, sau đó Hoàng Thiên liền tát một cái thật mạnh lên mặt của Khương Lạp, giống như xả hết sự tức giận lên đó. Những tiếng kêu bông bốp không ngừng vang lên bên tai, khiến toàn thân Khương Lạp sướng sờ, hoa mắt bối rối thậm chí quên cả đánh trả. Mấy thành viên của hội chó hoang ngã nằm dưới mặt đất nhìn thấy ông chủ của họ bị Hoàng Thiên đánh ra nông nỗi này, bọn họ đều sướng sờ và nghỉ ngờ cuộc sống này. Phải biết ở trong tỉnh thành, Khương Lạp là một nhân vật rất có tiếng. Ngày trước có ông Kha Phù ở trên, Khương Lạp vẫn được coi là một ông chủ lớn ở trong tỉnh, nhưng gần nửa năm vừa qua, thế lực của Khương Lạp đã vượt qua ông Kha Phù, trở thành ông chủ lớn nhất của tỉnh thành. Với thân phận của Khương Lạp, lại bị một thanh niên đánh cho ra nông nỗi này, quả thực đã khiến cho những thành viên của hội chó hoang phải kinh ngạc. Hoàng Thiên, mẹ kiếp, mày, mày dám đánh tao à? Khương Lạp lắp bắp nói, mắt trợn trừng hét lên với Hoàng Thiên. Bốp bốp bốp. Hoàng Thiên không nói một câu nào, cúi xuống tắt liên tục vào mặt Khương Lạp. Không đến nửa phút sau, mặt của Khương Lạp đã sưng vù đến mức không thể tưởng tượng nổi, mũi và miệng của ông ta chảy đầy máu, cảm thấy vô cùng mất mặt. Khương Lạp cuối cùng cũng tỉnh lại, ông ta rất muốn đánh lại Hoàng Thiên, nhưng bị Hoàng Thiên đạp một cú ngã nhào xuống đất, lúc lâu sau cũng không đứng dậy được. Trình độ của ông mà cũng là ông chủ của hội chó hoang sao. Tôi nghĩ ông vẫn nên về nhà dỗ bọn trẻ thì hơn. Hoàng Thiên chỉ tay vào Khương Lạp đang ngồi dưới đất, lạnh lùng nói. Khương Lạp làm sao có thể chịu đựng được những lời châm chọc như vậy? Ông ta là một người có tiếng, bị người khác đánh cho ra nông nỗi này, lại còn bị chế diêu, ông A thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Mẹ nó chứ, mày cứ đợi đấy, tao sẽ giết chết mày. Khương Lạp lớn tiếng mắng, ông ta cũng chỉ là muốn tìm lại chút sĩ diện, hoàng thiên thấy khương lạp vẫn còn nói ra được những lời ô uế anh không khỏi có chút tức giận cầm một chiếc ghế bên cạnh lên hoàng thiên đi đến bên cạnh khương lạp tức giận đập chiếc ghế vào đầu ông ta về phần khương lạp ông ta có bị đập chết hay không hoàng thiên cũng không nghĩ nhiều như vậy bụp ôi mẹ ơi khương lạp kêu gào lên vì đau đớn đầu của ông ta bị đập choáng váng máu chảy ròng ròng ông cứ mắng nữa đi Hoàng Thiên chỉ tay vào mũi của Khương Lập, lạnh lùng nói. Khương Lập tức đến phát điên, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, nhưng ông ta không dám mắng lại. Ông ta cũng nhìn ra rồi, Hoàng Thiên ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu còn chọc giận đến Hoàng Thiên ông ta sẽ bị đánh cho sống không bằng chết ở đây. Dường như Khương Lập đã sợ rồi, nếu ông ta tiếp tục mắng nhiếc Hoàng Thiên thì rất có thể ông ta sẽ bị Hoàng Thiên đánh chết. Không chửi nữa sao, không còn hung hăng nữa hả? Hoàng Thiên ngồi xổm xuống, võ võ vào bên gò má Khương Lạp, lạnh lùng hỏi. Khương Lạp cảm thấy vô cùng xấu hổ, ông ta đường đường là ông chủ của hội chó hoang, ở một tỉnh thành lớn như vậy, ngay cả ông Kha Phù cũng còn phải khúm núm trước mặt ông ta. Vậy mà hôm nay, ở một thành phố hạng hai như thành phố Bắc Ninh này, lại bị một thằng trẻ danh hơn 20 tuổi này đánh, hơn nữa còn bị đánh cho tơi tả. Chết tiệt, cái thằng tên là Hoàng Thiên kia, rốt cuộc nó là cái thá gì, sao lại to gan dám làm như vậy chứ? Trong lòng Khương Lạp thầm nguyền rủa phần nào đoán được thân phận của Hoàng Thiên, ông ta cảm thấy ở đằng sau Hoàng Thiên nhất định phải có một cánh tay vững chắc, nếu không thì Hoàng Thiên sẽ không dám ra tay với ông ta như thế này. Hoàng Thiên, coi như mày mạnh, hôm nay tao bị như vậy rồi, mày còn muốn như thế nào? Khương Lạp nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết, Khương Lạp đang giả bộ bị ức hiếp, chỉ để lấy lại chút mặt mũi, nhưng hoàng thiên không muốn cho tên này còn mặt mũi hôm nay chỉ muốn nghiêm khắc dạy dỗ ông ta Bốp! hoàng thiên lại cho anh ta hai cái bạt tai khiến cổ ông ta kêu răng rắc gọi tôi là cậu thiên hoàng thiên nói khương lạp trợn mắt tức giận đến suýt chất ông ta cũng biết nếu tiếp tục gây sự với hoàng thiên thì sẽ không có lợi gì cho ông ta chỉ có thể bị đánh thậm tệ hơn nên xử lý phù hợp với tình hình lúc này khương lạp biết rất rõ điều này cậu thiên khương lạp lý nhí kìm nén lại cơn tức giận kêu lên một tiếng buổi sáng không ăn cơm sao hoàng thiên không hài lòng hỏi cậu thiên tôi nhận thua rồi khương lạp mở to đôi mắt đỏ ngầu như ứa máu của mình gào lên với hoàng thiên khương lạp bị tát bay mất chiếc răng cửa không ngừng kêu đau bị tê liệt như vậy rồi mà nói nhỏ không được nói to cũng không xong sao hoàng thiên à chuyện vẫn chưa kết thúc đâu trong lòng khương lạp cảm thấy đau khổ và tức giận ông ta thầm nhủ là phải giết chết được hoàng thiên ông gào gì vậy vẫn còn không chịu thua đúng không hoàng thiên hỏi khương lạp chịu thua tôi chịu thua rồi cậu thiên tôi thua rồi cậu tha cho tôi đi khương lạp cố đè nén lửa giận trong lòng giọng nói lần này không to cũng không nhỏ điều chỉnh rất tốt tôi nghe được rồi sau này ông và người của ông không được bước chân vào thành phố bắc ninh dù là một bước nếu còn để tôi bắt được sẽ đánh gãy hết chân chó của các người hoàng thiên túm lấy tóc khương lạp nghiêm túc cảnh cáo ông ta khương lạp nghiến răng nghiến lợi gật đầu một cách giận dữ hoàng thiên cũng biết khương lạp vẫn chưa chịu nhận lỗi nhưng hoàng thiên cũng không muốn để tâm đến chuyện này nữa anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng cậu thiên để tôi đưa cậu về nhé ông kha phù nghiêng người ra vẻ hiếu khách với hoàng thiên hoàng thiên chỉ lạnh lùng nhìn qua ông kha phù một cái rồi không để ý đến ông ta nữa ông kha phù tỏ vẻ lúng túng bắt tay ông ta biết hôm nay đã xúc phạm đến hoàng thiên sau khi hoàng thiên đi ra ngoài lái xe rời khỏi đây và lái về nhà vừa đến cửa nhà hoàng thiên nhận được một cuộc gọi chính là số của tiêu văn hạ gọi đến chỉ nghe thấy giọng nói của tiêu văn hạ ở đầu dây bên kia rất vội vàng cậu thiên không hay rồi xảy ra chuyện rồi trái tim hoàng thiên trùng xuống trước nay tiêu văn hạ luôn là người điềm tĩnh anh ta nóng vội thế này chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới đánh cho đại ca của hội chó hoang một trận đã lại có chuyện rồi có thể xảy ra chuyện gì được sao thế hoàng thiên trâm giọng hỏi là em gái anh gặp chuyện tiêu văn hạ thấp thỏm nói với hoàng thiên trời đầu hoàng thiên ong ong đúng là sợ của nào trời cho của ấy Mấy bữa nay cứ sợ em gái sẽ gặp chuyện, nên mới kêu tiêu văn hạ phái người bảo vệ em gái, thế nào mà vẫn có chuyện được. Em gái tôi làm sao? Hoàng Thiên sốt ruột hỏi. Gặp mặt rồi nói, tôi đang ở trước cổng trường Đại học Bắc Ninh. Tiêu văn hạ trả lời. Tôi lập tức đến ngay. Hoàng Thiên nói rồi cúp máy, lái xe thẳng đến Đại học Bắc Ninh. Suốt dọc đường đi, Hoàng Thiên phóng như bay, chỉ hận không thể bay đến Đại học Bắc Ninh ngay lập tức. Đến trước cổng trường Đại học Bắc Ninh, Hoàng Thiên thấy Tiêu Văn Hạ dẫn theo mười mấy đàn em đứng đó hồi hộp chờ đợi. Hoàng Thiên xuống xe, xài bước đi về phía họ. Tiêu Văn Hạ vội dẫn người tới đón, sắc mặt Tiêu Văn Hạ nặng nà, lúc nhìn Hoàng Thiên, Tiêu Văn Hạ ái náy vô cùng, không bảo vệ được Hoàng Linh, không làm tròn trọng trách mà Hoàng Thiên đã giao. Cậu Thiên Tiêu Văn Hạ cúi đầu, hết sức ái náy nói đi em gái tôi sao rồi hoàng thiên hỏi tiêu văn hạ sáng sớm nay tôi đã phái hai người anh em đắc lực đi bảo vệ em gái anh sau khi em gái anh tới trường họ cũng luôn túc trực ngay trong trường nhưng vừa mới đây thôi họ đều bị người ta đánh gãy chân đã đưa đến bệnh viện rồi nói đến đây tiêu văn hạ nghiến răng giận dữ rồi trình bày tiếp tôi hay tin vội vàng dẫn người tới em gái anh đã không còn ở trường nữa không biết là đã đi đâu nghe tiêu văn hạ nói xong hoàng thiên không khỏi siết chặt năm tay hai người mà tiêu văn hạ phái đi bỗng bị người ta đánh gãy chân còn em gái thì không rõ tung tích hoàng linh ngoan ngoãn là thế chắc sẽ không có chuyện trốn học đi chơi rất có thể cô bé đã bị người ta bắt đi không thể tự chủ là kẻ nào đã bắt hoàng linh đi hoàng thiên ngẫm nghĩ anh lập tức nhớ ngay tới khương văn vinh khương văn vinh vẫn luôn nham nhè có ý đồ với hoàng linh tuy đã bị anh dạy cho một trận nhớ đời nhưng rất có khả năng thằng trẻ trâu đó vẫn xuống tay với hoàng linh nghĩ đến đây hoàng thiên không nói một lời dảo bước đi vào trong trường bảo vệ trước cổng vừa định ngăn hoàng thiên lại đã bị anh vung tay đẩy ra nhìn sắc mặt giận dữ của hoàng thiên còn có một đám người đi theo đằng sau bảo vệ cũng không dám ngăn lại tiêu văn hà cũng dẫn mấy đàn em theo hoàng thiên vào trường hoàng thiên từng đến trường thăm hoàng linh Biết lớp của Hoàng Linh ở đâu nên anh đi thẳng một mạch đến khu giảng đường Vừa lên đến lầu 2 Hoàng Thiên đã nghe thấy giọng cười hư hỏng của một nam sinh ngay đầu cầu thang Hề hề, giáo sư Hồng Lần này Hoàng Linh thê thảm rồi Cậu chủ Vinh bắt cô ta đi Chắc chắn sẽ thịt cô ta ha ha đúng thế cái con điếm lắng lỡ ấy Cậy có thằng anh chống lưng cho nó Sáng nay gặp tôi cũng không thèm chào hỏi Mẹ kiếp, dám không coi tôi ra gì Này thì vinh váo phen này bị cậu chủ vinh cho tàn đời, xem nó còn mặt mũi nào về lại trường học không. Tay giáo sư quách nước hồng đó cười sảng khoái trên nỗi đau của người khác. Hô hô, mọi người không thấy sáng nay Hoàng Linh vinh váo thế nào đâu. Còn dẫn hai vệ sĩ theo sau, phen này cho hết hống hách. Một cô gái cười khúc khích, bĩu môi kể lại. Hừ, mang theo hai vệ sĩ có tác dụng quái gì, vẫn bị người của cậu chủ vinh đập gấy chân đấy thôi. Hai tay vệ sĩ đấy nhập viện cả rồi nam sinh kia cười khẩy. Được rồi, được rồi, đừng đứng đây nói nữa, để sinh viên khác nghe thấy không hay đâu, hai em mau về lớp đi. Giáo sư Quách Đức Hồng Hạ thấp giọng nhắc nhở. Hoàng Thiên đã nghe rất rõ cuộc trò chuyện của ba người họ. Nam sinh đó chính là Võ Ngọc Minh, còn nữ sinh kia là bạn gái của Võ Ngọc Minh, tên Hồ Hoàng Anh. Lòng Hoàng Thiên vốn đã đang như lửa đốt, nghe xong cuộc nói chuyện phiếm của ba người kia, cơn giận của Hoàng Thiên thật sự bùng cháy có thể thấy em gái anh học trong môi trường này chảy chật thế nào và đúng như mình đã dự đoán quả đúng là do khương văn vinh làm lúc này sắc mặt hoàng thiên u ám đi qua góc cầu thang đến trước mặt đám người quách đức hồng ái anh anh giáo sư quách vừa nhìn đã nhận ra ngay hoàng thiên miệng há hốc sợ hãi làm sao ông ta có thể ngờ được rằng hoàng thiên lại bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình và lại xuất hiện vào đúng lúc này những lời họ vừa nói chắc đã bị Hoàng Thiên nghe thấy hết. Audio điện tử võ tấn bền Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh cũng hoảng hồn, họ giật thoát mình, sợ vãi ra quần đến nơi. Hoàng Thiên dùng gót giày đập vào mặt họ, đến giờ mặt vẫn còn sưng, tạo thành nỗi ám ảnh tâm lý. Hoàng, Hoàng Giáo sư Hồng lắp bắp, sợ đến nỗi không nói nên lời Hoàng Thiên không có thời gian lãng phí với ba kẻ cặn bã này anh túm tóc giáo sư Hồng. Em gái tôi đâu? Hoàng Thiên Quát hỏi. Tôi, tôi có biết đâu? Giáo sư Hồng trả lời giọng run lẩy bẩy. Mày cũng không biết hả? Hoàng Thiên Quát hỏi Võ Ngọc Minh, cùng lúc cũng túm cả tóc tên trẻ châu ấy. Không, không biết. Võ Ngọc Minh run cầm cập đép lời, nụ cười đắc ý khi nấy tắt ngúm. Binh! Hoàng Thiên tung chân đạp mạnh vào bụng Võ Ngọc Minh không phải vừa rồi mày nói em gái tao bị Khương Văn Vinh bắt đi sao? Giờ mày nói rằng không biết. Hoàng Thiên giận dữ quát. Võ Ngọc Minh đau điếng, bị đá trúng bụng dưới, quần đã ướt súng, ngồi bệt trên đất đau toát mồ hôi lạnh. Vâng vâng vâng, Hoàng Linh bị Khương Văn Vinh đưa đi rồi. Võ Ngọc Minh trả lời. Đưa đi đâu rồi? Hoàng Thiên hỏi, rồi tung chân đạp vào cằm Võ Ngọc Minh. Cú đạp này rất mạnh, Võ Ngọc Minh có muốn nói cũng không nói được nữa, vì đã bị đạp sái quay hàm. Thấy Võ Ngọc Minh không thể nói chuyện được nữa, Hoàng Thiên Trừng mắt quát giáo sư Hồng, ông nói. Giáo sư Hồng sợ tái mặt, ông ta phát hiện thấy lúc này Hoàng Thiên như đang muốn giết người vậy. Cậu Thiên, tôi thật sự không biết điều này, hay là thế này đi, tôi cho anh biết số điện thoại của Khương Văn Vinh, anh gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi thử xem. Giáo sư Hồng run cầm cập nói. Hoàng Thiên nghiến răng, anh lấy di động ra, gọi điện cho Hoàng Linh trước. Điện thoại ở trạng thái tắt máy, Hoàng Thiên lạnh cả sống lưng, càng thêm lo lắng. Cầm số điện thoại mà giáo sư Hồng cung cấp, Hoàng Thiên gọi cho Khương Văn Vinh, "Alo, ai đấy?" Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói của Khương Văn Vinh, "Khương Văn Vinh, mày đưa em gái tao đi đâu rồi?" Hoàng Thiên nghiêm giọng hỏi. Khương Văn Vinh đờ đẫn ra mấy giây, rồi bật cười khoái trá "Ha ha ha." ra là Hoàng Thiên à, mẹ nhà nó chứ, mày cũng biết cách đấy, có được cả số điện thoại của tao cơ." Khương Văn Vinh cười đắc chí. "Mày mà dám đụng vào một cọng tóc của em gái tao, tao sẽ nhổ sạch lông trên người mày." Hoàng Thiên nghiêm giọng cảnh cáo Khương Văn Vinh. "Ha ha, mẹ kiếp, mày dọa ai đấy?" Khương Văn Vinh cười trêu ngươi. Giọng cười của tên nhãi này quá ghê tởm, Hoàng Thiên nghiến răng, hận một nỗi không thể băm vằm anh ta ra ngay lập tức nếu không muốn chết thì lập tức nói em gái tao đang ở đâu hoàng thiên nén cơn giận găn giọng chật chật thằng ôn quát tháo cái gì mày nghĩ mày ghê gớm lắm à mày vẫn tưởng cậu đây sợ mày chắc khương văn vinh nói với vẻ đắc ý hoàng thiên cũng thấy băn khoăn khương văn vinh lấy đâu ra cái dũng khí ấy anh ta không sợ bị dạy cho một bài học nữa xem ra tao đánh mày còn hơi nhẹ tay hoàng thiên khống chế ngọn lửa giận trong lòng nói với khương văn vinh cút mẹ mày đi hoàng thiên tao nói cho mày biết cha tao đã mang theo người đến thành phố bắc ninh rồi hôm nay tao không chỉ bắt em gái mày không đâu thằng ôn mày cũng đừng hòng yên ổn cậu đây sẽ cho mày àn đời khương văn vinh hung hăng quát tháo mày không nói là ở đâu chứ gì được tao sẽ tìm được mày đến lúc đó mày đừng khóc là được hoàng thiên nói rồi tắt luôn cuộc gọi anh biết có gặng hỏi Khương Văn Vinh thêm nữa cũng chỉ như đàn gảy tai châu, không hỏi ra được thông tin gì. Cậu Thiên, đã hỏi được đang ở đâu chưa? Tiêu Văn Hạ nôn nóng bước lên hỏi Hoàng Thiên. Chưa, anh thông báo cho mọi người, dù có lật tung thành phố Bắc Ninh lên cũng phải tìm cho bằng được em gái tôi. Hoàng Thiên châm giọng nói với Tiêu Văn Hạ. Giỏi! Tiêu Văn Hạ vâng lệnh, lấy di động ra bắt đầu điều động nhân sự, chuẩn bị tìm Hoàng Linh ở khắp nơi và cả tên Khương Văn Vinh kia nữa. Hoàng Thiên rất có niềm tin với các cấp dưới của Lã Việt, vì hai ba trăm đàn em của Lã Việt đều là thổ địa ở thành phố Bắc Ninh, tìm Hoàng Linh trong thành phố Bắc Ninh này cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng hiện giờ lòng Hoàng Thiên đang nóng như lửa đốt, Hoàng Linh bị Khương Văn Vinh bắt đi, liệu sẽ xảy ra chuyện gì, không khó để lường trước. Tranh thủ Hoàng Linh mới bị bắt đi chưa lâu, phải gấp rút tìm ra Hoàng Linh mới được. Nghĩ một lúc, Hoàng Thiên đã có được phương pháp. Anh gọi điện cho ông Kha Phù. Cậu Thiên! Ở đầu bên kia điện thoại, ông Kha Phù thấp thỏm bồn chồn, không biết phải đối mặt với Hoàng Thiên như thế nào, lòng dạ dối bời. Lão Phù, ông có đang ở cạnh Khương Lạp không? Hoàng Thiên hỏi. Đúng là ông Kha Phù ở cạnh Khương Lạp thật, vốn dĩ họ định cùng nhau trở về tỉnh thành, nhưng Khương Lạp bị Hoàng Thiên đánh trọng thương, dụng mất một chiếc răng, chấn thương khá nặng, nên ông Kha Phù phải đưa Khương Lạp đến bệnh viện. Gã bị Hoàng Thiên Đá bay khỏi cửa sổ tầng 3 cũng đang điều trị nối xương trong bệnh viện, nên ông Kha Phù và Khương Lạp Vân chưa rời khỏi thành phố Bắc Ninh. Nghe Hoàng Thiên hỏi vậy, tim ông Kha Phù đập thình thịch, ông ta tưởng Hoàng Thiên giấy binh đến hỏi tội. Cậu Thiên, tôi, tôi chỉ đi cùng Khương Lạp đến bệnh viện khám vết thương, rồi chúng tôi đừng ai nấy đi, sau này chắc chắn ôi và anh ta không đội trời chung. Ông Kha Phù giải thích với Hoàng Thiên, chỉ sợ Hoàng Thiên giận ông ta. Hoàng Thiên không hơi đâu giận ông Kha Phù vì chuyện này, dù ông Kha Phù có nhận Khương Lạp làm ông thì Hoàng Thiên cũng không có ý kiến gì. Đừng rông dài, ông giữ chân Khương Lạp, nhất định không được để ông ta rời khỏi bệnh viện, hiểu chưa? Hoàng Thiên lớn tiếng quát. Cách làm của tôi quá ngu mốc á. Thiệu Lâm phong trợn trắng mắt nhìn Hoàng Thiên, anh ta không nhịn được thốt ra vài tiếng cười lạnh. Ha ha, làm chân sai vặt là có thể kiếm được mấy trăm tiêu vặt rồi, tôi nhìn anh có vẻ rất nghèo hèn nên mới tỏ ý săn sóc hỗ trợ cho anh, anh lại còn không biết điều, anh nói xem anh ngu ngốc hay là tôi ngu ngốc đây. Thiệu Lâm Phong cười ha ha, còn lắc lư sắp tiền trước mặt Hoàng Thiên. Nói thế là, anh có nhiều tiền lắm hả? Từ đầu tới cuối Hoàng Thiên vẫn duy trì nụ cười mỉm lịch sự trên môi, đối với anh mà nói, cơ bản là mấy thằng cha như Thiệu Lâm Phong không đáng để anh phải tức giận. Thiệu Lâm Phong thấy Hoàng Thiên lại còn dám nghi ngờ của cải của mình, trong lòng anh ta lại khó chịu ngứa ngáy mà đưa tiền khơi khơi trước mặt thế này rồi, nhưng Hoàng Thiên lại không chịu câm khiến anh ta rất xấu hổ. Bộp, Thiệu Lâm Phong ném cả sấp tiền thẳng vào mặt Hoàng Thiên đứng đối diện, dùng vẻ mặt xấu xa nhìn Hoàng Thiên chằm chằm. Chồng chị Ngọc An, anh cũng đừng sĩ diện đến chết như vậy chứ. Lâm Phong đã quan tâm anh như thế rồi, tại sao anh lại không biết nắm bắt cơ hội thế? Số tiền này cầm về trang trải cuộc sống hàng ngày, coi như cũng giúp chị Ngọc An của tôi giảm bớt gánh nặng chứ sao. Liễu Thụy Vân cười hì hì góp lời. Đúng thế, làm thằng đàn ông thì có được dẫn được mới là đàn ông chân chính. Lúc anh đang không tiền tài không quyền lực thì phải biết co vòi cục đuôi, cúi mình với người ta một chút, người như anh mà còn cần mặt mũi làm gì nữa. Lưu Bảo Lâm hít một hơi thuốc, nói với Hoàng Thiên bằng điệu bộ cực kỳ khinh thường. Nói đúng thế cơ chứ, không có tiền thì đừng bày đặt sĩ diện như thế làm gì, xí cơm ăn áo mặc và mặt mũi thể diện, cái nào quan trọng hơn đây? Sao lại không biết điều như thế chứ? Cô gái tên Thẩm Mai Ngọc cũng góp gió, nguồn thiếu một đoạn dài ông kha phù là một gã tinh quái vừa nghe giọng điệu của hoàng thiên ông ta đã biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra hiểu ạ à, hiểu ạ à, cậu yên tâm đi cậu thiên tôi nhất định sẽ nghĩ cách giữ chân khương lạp ông kha phù dối rít nhận lời hoàng thiên không nói gì thêm tắt cuộc gọi xong anh dẫn theo đám người của tiêu văn hạ rời khỏi khu giảng đường ra đến ngoài cổng trường hoàng thiên lên ô tô phóng thẳng tới bệnh viện đám người tiêu văn hạ cũng lên xe mấy chiếc ô tô theo sát hoàng thiên đồng loạt phóng thẳng đến bệnh viện rất nhanh chóng hoàng thiên đã lái xe tới nơi lúc này lăng thanh trúc đang sốt ruột đứng đợi ngoài cổng bệnh viện ông kha phù phái cô ta ra đây đợi hoàng thiên còn ông kha phù ở lại phòng điều trị khoa ngoại cùng khương lạp lo sợ khương lạp đột nhiên đi mất vừa thấy hoàng thiên cuối cùng đã tới lăng thanh trúc vội vàng ra đón cậu thiên đã tới khương lạp chuẩn bị rời khỏi bệnh viện anh hãy nhanh lên ạ. À. Lăng Thanh Trúc nói rồi bước lên tiến sát lại gần Hoàng Thiên, nhìn đến là lẳng lơ. Hoàng Thiên làm gì có thời gian rảnh để tâm đến thói lắng lơ của Lăng Thanh Trúc. Đẩy mạnh cô ta qua một bên, trầm giọng bảo, dân đường. Lăng Thanh Trúc hậm hực nhõng nháo, tức tối trong lòng, bởi mỗi lần gặp Hoàng Thiên cô ta đều tìm cách dụ dỗ, nhưng lần nào Hoàng Thiên cũng không buồn đếm xỉa đến cô ta, khiến cô ta bực bội. Lúc này, lăng thanh trúc ưỡn hẹo đánh mông đi trước dân đường tuy mang giày cao gót nhưng cô ta bước đi không chậm chạp chút nào chỉ chốc lát lăng thanh trúc đã dẫn hoàng thiên đến phòng điều trị khoa ngoại hoàng thiên đẩy cửa đi vào thấy khương lạp đang bưng mặt ngồi trên một chiếc ghế sắc mặt cực kỳ khó coi bác sĩ vừa rửa vết thương cho ông ta cũng đã bôi thuốc ông ta đang ngồi đó nghỉ ngơi ông kha phù ở bên cạnh nói chuyện với ông ta mấy thành viên của hội chó hoang đứng sau lưng ông ta. Vừa trông thấy Hoàng Thiên bất thình lình bước vào, Khương Lạp giật mình hoảng hốt đứng phát dậy, đôi mắt hung tận trợn trừng lên nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, mày còn định làm gì nữa? Khương Lạp có phần căng thẳng, giọng điệu khá ngang ngược nhưng biểu cảm hồi hộp đã bán đứng ông ta. Không đợi Hoàng Thiên đi tới, Khương Lạp thủ đoạn xảo quyệt đã lập tức hiểu ra, nhìn ông Kha Phù trọng trọc giận dữ, Kha Phù. Ông bán đứng tôi. Đâu có, sao lại nói như thế được? Ông Kha phù vờ như không hay biết, hỏi ngược lại Khương Lạp. Có phải ông nói với Hoàng Thiên tôi đang ở đây không? Bằng không làm sao Hoàng Thiên có thể tìm được đến đây? Khương Lạp chất vấn ông Kha Phù. Không cần phải nói, đầu óc của Khương Lạp không hề đơn giản, cũng không thể chấp nhận được có bụi bay vào mắt. Dĩ nhiên ông Kha Phù không chịu thừa nhận, nếu xét về độ láo cá xảo quyệt thì ông Kha Phù không hề kém cạnh Khương Lạp, Hoàng Thiên nào có thời gian và công sức nghe họ trở mặt với nhau. Lúc này, anh bước lại gần Khương Lạp, túng cổ áo ông ta, xách cổ ông ta lên. Mấy thành viên hội chó hoang sau lưng Khương Lạp thấy thế lập tức xông lên định ra ai với Hoàng Thiên. Tuy biết rõ mình không phải đối thủ của Hoàng Thiên nhưng mấy tên nhãi danh cũng phải lao tới thôi, nếu không chắc chắn Khương Lạp sẽ hỏi tội họ. Cùng lúc ấy, mười mấy đàn em mà Tiêu Văn Hạ dẫn theo nhất tề xông lên, đánh ngã các thành viên của hội chó hoang, ra tay đánh một trận như tử. Hoàng Thiên, mày đã đánh tao một trận rồi, còn định làm nữa à? Khương lập tức tối quát vào mặt Hoàng Thiên. Lập tức gọi điện cho con trai mày, bảo nó thả em gái tao ra. Hai mắt Hoàng Thiên như tóe lửa, lạnh lùng quát Khương Lạp. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Hoàng Thiên, Khương Lạp cũng không khỏi cảm thấy căng như dây đàn. Sáng nay, ông ta vừa đến thành phố Bắc Ninh, khương văn vinh đã hỏi mượn mấy người của hắn cũng không biết là đi làm việc gì tao không hiểu mày đang nói gì chẳng lẽ em gái mày đang nằm trong tay con trai tao khương lạp trột giả thấy rõ hỏi hoàng thiên bốp hoàng thiên giơ tay dáng cho khương lạp một bạt tiêu bảo mày gọi thì gọi ngay nói gì nói lắm hoàng thiên tức giận quát tháo khương lạp ức chế sắp sửa phát điên từ thủa ông ta bắt đầu lăn lộn giang hồ đến nay suốt hai ba chục năm chưa từng trải qua thảm cảnh bi kịch như ngày hôm nay. Bị Hoàng Thiên đánh đập không ngượng dậy nổi, tuy Khương Lạp không muốn một chút nào nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lấy di động ra gọi cho Khương Văn Vinh. Văn Vinh, con đang ở đâu? Khương Lạp cố tỏ ra bình thường, giả vờ duy trì bình tĩnh, thực ra trong lòng ông ta đang rất sợ hãi. Cha à, có chuyện gì không? Không có việc gì thì con cúp máy đây, con đang bận giọng nói của khương văn vinh truyền từ đầu bên kia điện thoại đến mày bận cái rắm nói nhanh mày đang ở đâu khương lạp có chút vội vàng vì ông ta không thể chịu được một lần đánh đấm nữa của hoàng thiên nếu không hỏi được khương văn vinh đang ở đâu chắc chắn ông ta sẽ bị hoàng thiên xử lý con cúp máy đây gọi lại cho cha sau khương văn vinh nói xong liền vội vàng cúp máy khương lạp xòe bàn tay giơ điện thoại ra đôi mắt vô tội nhìn hoàng thiên đây là do khương văn vinh cúp điện thoại trước ông ta cũng không có cách nào cả hoàng thiên đâu có quan tâm nhiều như vậy vừa nấy khương lạp nghe điện thoại có mở loa ngoài anh đã nghe thấy hết từng câu từng chữ của khương văn vinh khương văn vinh vội vàng cúp điện thoại như vậy là để làm cái gì hoàng thiên cũng không dám nghĩ tiếp nữa gọi lại cho nó nếu ông không hỏi được tôi sẽ giết chết ông hoàng thiên hét to với khương lạp mẹ kiếp tay Khương Lạp hơi run một chút, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Cho dù Khương Lạp là ông trùm của hội chó hoang, thì ông ta cũng rất sợ Hoàng Thiên. Bởi vì Hoàng Thiên thực sự còn đáng sợ hơn cả ông ta. Trong lòng Khương Lạp cũng hiểu rõ, Hoàng Thiên hiện tại cũng không phải chỉ dọa chơi ông ta, nếu không hỏi được, có lẽ anh sẽ thực sự lấy mạng ông ta mất. Được rồi, được rồi, tôi gọi lại cho nó. Khương Lạp thỏa hiệp, rồi tiếp tục gọi điện cho Khương Văn Vinh nhưng chưa kịp đợi điện thoại kết nối được, Khương Văn Vinh đã tắt điện thoại. Cậu Thiên, thật xin lỗi cậu, đứa con trai này của tôi đã tắt điện thoại rồi. Khương Lạp nơm nớp lo sợ nói với Hoàng Thiên. Đánh chết cái lão chết tiệt này cho tôi. Hoàng Thiên thực sự làm theo những gì đã nói. Lúc này, anh chỉ vào Khương Lạp ra lệnh cho đám đàn em. Bốn năm tên đàn em của Tiêu Văn Hạ lập tức lao lên, đè Khương Lạp xuống đánh hội đồng. À không có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, cậu Thiên, tôi sẽ nghĩ cách cho cậu. Khương Lạp đang ôm đầu hét lên, hiện tại đã sắp bị đánh chết nên ông ta cũng chẳng để ý đến mặt mũi nữa rồi. Không cần ông phải nghĩ cách, tôi sẽ tiến ông lên đường luôn. Hoàng Thiên trầm giọng nói, sau đó cầm một cái ghế đầu định đập mạnh vào đầu Khương Lạp. Chiếc ghế đầu này làm bằng thép không gì, nếu thực sự đập xuống e rằng đầu Khương Lạp sẽ nát bét mất khương lạp thấy mình sắp bị đập trúng đầu sợ tới mức vội vàng hét lớn cậu thiên tôi biết con tôi hiện tại đang ở đâu hoàng thiên đang rất tức giận suýt chút nữa đập vào đầu khương lạp nghe ông ta nói như vậy hoàng thiên lập tức dừng tay tốt hơn hết ông đừng có dở trò quỷ nữa hoàng thiên nói không dám không dám hiện tại nhất định con trai tôi đang ở khách sạn chiêm tình tôi lấy đầu mình ra làm chứng Ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nhìn thấy cảnh này, trong tâm trí họ đều bị chấn động mạnh. Khương Lạp, đại ca của hội chó hoang, một nhân vật đáng sợ như vậy, mà lại bị Hoàng Thiên thu phục đến ngoan ngoãn. Hoàng Thiên sách theo Khương Lạp, giống như đang sách con trai đi vậy, đã dọa ngốc cả ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc. Cậu Thiên, hãy để tôi đi cùng cậu, nhiều người có thể làm được nhiều việc hơn mà. Ông Kha Phù nhìn thấy tình cảnh này của Hoàng Thiên, vội vã tiến đến nịnh nọt hoàng thiên lúc này rất xem thường ông kha phù lão già này chỉ được cái mồm mép gặp phải chuyện quan trọng gì cũng lập tức lươn lẹo rất nhanh không những dối trá mà ông kha phù này còn rất hèn hạ hoàng thiên rất ghét bộ dạng đó của ông kha phù vậy mà ông ta động một cái liền chạy đến dính lấy anh mang theo đàn em của ông đến trông nom kỹ mấy người của hội chó hoang đi hoàng thiên nói với ông kha phù ông kha phù hơi sửng sốt nhưng ông ta nhanh chóng đồng ý và cúi đầu nói với Hoàng Thiên, "Vâng thưa cậu Thiên, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận mấy người này." Hoàng Thiên không nói gì, anh cũng không cho rằng người của Khương Lạp có thể làm được cái gì. Người của ông Kha Phù và hai tên đàn em anh mang đến, trông chừng vài người này cũng không có vấn đề gì. "Mang theo Khương Lạp, đi thôi." Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng Tiêu Văn Hạ mang theo hai người của mình, lôi kéo Khương Lạp cùng đi ra khỏi bệnh viện. Tới cửa bệnh viện, Hoàng Thiên dẫn đầu lên xe, cùng với Tiêu Văn Hạ và mười mấy đàn em của anh ta, nhanh chóng đến khách sạn Chiêm Tỉnh. Dọc theo đường đi, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng lo lắng. Hoàng Linh vẫn đang ở trong tay của Khương Văn Vinh và anh không biết hiện tại con bé như thế nào. Hoàng Thiên lo lắng vô cùng, vội vàng tăng tốc độ lái xe lên nhanh nhất, chưa đầy 10 phút sau, anh đã đến khách sạn Chiêm Tỉnh. Tiêu Văn Hạ và đàn em của anh ta có kỹ thuật lái xe khá tốt mặc dù họ không nhanh như Hoàng Thiên nhưng cũng không bị bỏ lại quá xa. Sau khi Hoàng Thiên xuống xe, Tiêu Văn Hạ cũng vừa dừng xe đến nơi, cùng hai đàn em áp giải Khương Lạp vào trong. Sắc mặt của Khương Lạp rất xấu, rõ ràng ông ta đường đường là ông trùm của hội chó Hoàng Uy nghiêm lừng lẫy. Đến lúc này, việc bị giam giữ như một tù nhân khiến ông ta cảm thấy xấu hổ. Hoàng Thiên vừa định cùng Tiêu Văn Hạ và những người khác tiến vào khách sạn chiêm tình. Thì đúng lúc này, hai chiếc audi ừ xa phóng nhanh tới từ phía sau hoàng thiên trực tiếp lao thẳng vào hoàng thiên sự việc quá đột ngột khiến hoàng thiên vẫn đang lo lắng cho hoàng linh có xảy ra chuyện gì anh thực sự không để ý đến phía sau lưng cậu thiên cẩn thận một tên đàn em của tiêu văn hạ phản ứng rất nhanh hét lên và thô bạo đẩy hoàng thiên sang một bên bịch á tên đàn em của tiêu văn hạ hét lên một tiếng trực tiếp bị một chiếc xe audi tông văng ra xa ra mấy mét ngã xuống đất cái này hoàng thiên hai mắt đỏ bừng nếu không phải đàn em của tiêu văn hạ đúng lúc đẩy anh ra thì hiện tại người bị tông xe chính là anh còn chiếc audi rõ ràng là cố ý tông anh khi từ đường đối diện xông đến đâm phải người cũng không thấy chiếc xe đẹp phanh người lái xe audi thấy chưa đâm vào hoàng thiên gã ta cố ý vòng xe lại chuẩn bị đâm vào hoàng thiên một lần nữa tiêu văn hạ và một tên đàn em khác cũng không còn tâm trí bắt giữ khương lạp nữa lao về phía chiếc xe muốn mở cửa xe. Nhưng cửa xe đã khóa kỹ, căn bản kéo cửa xe cũng vô dụng. Còn một chiếc xe Audi khác cũng lao đến, trực tiếp lái sông về phía Hoàng Thiên và Tiêu Văn Hạ. Hoàng Thiên và Tiêu Văn Hạ đều phản ứng rất nhanh, nhảy sang một bên rồi vội tránh ra. Đại ca, mau lên xe. Lúc này, trong chiếc xe Audi thứ hai, một người đàn ông mang mặt nạ quỷ hét lên với Khương Lạp, sau đó nhanh chóng mở cửa xe. Bây giờ Hoàng Thiên mới nhìn rõ, trong chiếc xe Audi đầu tiên, bên trong là bốn người đàn ông mang mặt nạ quỷ, trong chiếc xe thứ hai cũng có bốn người đàn ông như vậy. Những người đàn ông mang mặt nạ quỷ của chiếc xe thứ hai đang định xuống xe, thì đúng lúc này, hơn 10 đàn em của Tiêu Văn Hạ lái hai chiếc xe vừa đuổi kịp đến đây. Đừng dây dưa nữa, mau chạy đi trước. Khương Lạp vội vàng nói. Ông ta vừa dứt lời, hai chiếc Audi lập tức lao đi, phóng nhanh như đòi mạng ở trên đường. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hoàng Thiên và Tiêu Văn Hạ đều không kịp phản ứng lại, mấy người đàn ông đeo mặt nạ cứ thế mở cửa xe rồi cứu Khương Lạp đi mất. Nhìn thấy đàn em của Tiêu Văn Hạ nằm lăn lộn trên mặt đất, Hoàng Thiên lập tức đi qua. Người anh em không sao chứ? Hoàng Thiên không dám cứ thế đỡ anh A dậy, vết thương nặng như vậy không thể cử động linh tinh được. Cậu Thiên, tôi, tôi không sao. Đàn em này của Tiêu Văn Hạ chảy đầy máu mũi, rõ ràng là đã bị nội thương, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không tránh khỏi bị cảm động, người này anh đã gặp rất nhiều lần rồi, anh ta là trợ thủ đắc lực của Tiêu Văn Hạ, lúc nào cũng đi theo bên cạnh Tiêu Văn Hạ. Không ngờ vào thời khắc sống chết, người anh em nhìn có vẻ ngứa mắt lại có hành động trượng nghĩa như vậy. Hoàng Thiên nhìn chân của anh ta, giày vẫn chưa bị rơi ra, có lẽ sẽ không mất mạng đâu. Mau gọi xe cứu thương đi, Hoàng Thiên ra lệnh. Rất nhanh sau đó, có người vội vã gọi điện thoại cho cấp cứu. Hoàng Thiên để bốn đàn em ở lại chăm sóc người này, còn anh và Tiêu Văn Hạ đưa những người còn lại xông thẳng vào khách sạn Chiêm Tinh. Trước cửa khách sạn Chiêm Tinh rất vắng lặng, ở cửa cũng không có nhân viên phục vụ, khách sạn này có vẻ rất cao cấp, còn việc kinh doanh như nào thì chẳng ra sao cả. Này này này, các anh làm gì đấy? Một người đàn ông trung niên đeo kính ở quầy lễ tân đi ra, ông ta kiêu ngạo chỉ vào đám người Hoàng Thiên lớn giọng quát tháo. Chỗ này có phải có một người tên Khương Văn Vinh đúng không? Ánh mắt Hoàng Thiên tỏa ra sự lạnh lẽo, anh hỏi người đàn ông trung niên. Người đàn ông nghe thấy tên Khương Văn Vinh thì bỗng dưng ngây người, nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. "Mẹ kiếp, không có người này, các anh lập tức đi ra ngoài cho tôi, nơi này không tiếp đón người ngoài." Người đàn ông đeo kính quát một hồi, ông ta chỉ ra cửa, tỏ ý đám người Hoàng Thiên lập tức đi ra mở khách sạn nhưng không kinh doanh vậy các ông mở ra để chơi à tiêu văn hạ trợn tròn mắt bây giờ tâm trạng anh ta không tốt nhìn thấy người đàn ông đeo kính kiêu ngạo như vậy anh ta sao có thể khống chế mình được không kinh doanh là không kinh doanh có biết đây là nơi nào không ha ha có nói các anh cũng không hiểu khuôn mặt người đàn ông đeo kính tỏ ra vẻ điên cuồng hống hách ông ta nhếch môi ôm lấy cánh tay hoàng thiên lấy đâu ra thời gian để đôi co với ông ta lúc này anh phất tay một cái nắm chặt lấy tóc người đàn ông bốp 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 hoàng thiên đè đầu người đàn ông xuống đạp ba phát vào mặt ông ta mẹ nó con mẹ nói người đàn ông đeo kính bị đánh đến kêu oai oái miệng liên tục văng tục nói bậy đúng là cái loại ngứa đòn hoàng thiên nói sau đó lại đạp mấy phát xuống nữa mặt người đàn ông đeo kính đầy máu kính cũng bị đạp cho vỡ toang mắt kính vỡ vụn suýt chút nữa thì đâm thẳng vào mắt. Người đâu, người đâu, có kẻ muốn giết người này, người đàn ông đeo kính gân cổ hét lên. Chẳng bao lâu sau, người bên trong nghe thấy động tính, có 6, 7 người đàn ông côn đổ xông ra. Mấy tên này trông rất hung dữ, khí thế cũng hừng hực, vừa nghe thấy đánh nhau thì xông ra ngay, chuẩn bị sẵn sàng cứu người đàn ông đeo kính. Lên, tiêu văn hạ thấp giọng nói mười mấy đàn em của tiêu văn hạ đều xông lên đón đầu mấy người kia. Nhiều người thì giải quyết nhanh gọn, chưa tới 2 phút, 6, 7 người xông lên kia đã bị đánh bại hết, đầu chảy máu lênh láng. Tiêu văn hạ nhìn mấy người nằm lăn lộn trên mặt đất, trong lòng anh ta rất khó chịu. Côn đồ ở thành phố Bắc Ninh thì tiêu văn hạ không dám nói là quen hết, nhưng ít nhất là anh ta cũng có chút ấn tượng. Thế nhưng mấy tên này, tiêu văn hạ không có chút ấn tượng nào hết, có thể khẳng định rằng từ trước tới giờ anh ta chưa từng gặp qua bọn họ. Hoàng Thiên cũng không đánh người đàn ông đeo kính nữa, anh túm lấy tóc ông ta, để ông ta đứng dậy. Người đàn ông đeo kính bị đánh đến nỗi không dám nổi cáu nữa, ông ta sợ hãi nhìn Hoàng Thiên, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Khương Văn Vinh có ở đây không? Hoàng Thiên tức giận hỏi. Thưa anh, cậu chủ Vinh thật sự không có ở đây người đàn ông đeo kính thật sự bị đánh đến tím tài, ông ta trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều hoàng thiên cũng nhìn ra người đàn ông đeo kính này chỉ là tên hồ giấy bị đánh vài trận đã thành thật rồi loại người này còn dễ đối phó chán còn dám nói dối hoàng thiên đạp mạnh một cái vào người đàn ông đeo kính không có không có anh ơi tôi thật sự không nói dối đâu trước đó cậu chủ vinh có ở đây còn dẫn theo một cô gái tới nữa thế nhưng vừa nấy anh ta nhận điện thoại xong thì đưa cô gái kia đi rồi người đàn ông đeo kính run rẩy nói với hoàng thiên nhận điện thoại rồi đi Hoàng Thiên rất lo lắng, nhưng anh cũng nhận ra, chắc chắn có người đã gọi điện báo in cho Khương Văn Vinh, kêu Khương Văn Vinh nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Là ai đã báo tin? Khương Lạp vẫn luôn bị nhốt trước khách sạn, ông ta chỉ vừa bị nhóm người thần bí kia cứu ra thôi, cứ cho là vừa nãy ông ta gọi điện thì Khương Văn Vinh cũng không chạy trốn nhanh được như vây. Còn mấy đàn em của Khương Lạp đều bị ông Kha Phù canh chừng hết, lẽ nào ông Kha Phù lại lén lút gọi điện cho anh ta? Ông già nhà ông, ông Kha Phù chết tiệt, ông ta đúng là một lão già không đáng tin. Hoàng Thiên thầm chửi như vậy, thế nhưng bây giờ anh cũng không thể chắc chắn là ông Kha Phù cố ý làm thế, chỉ có thể đợi về sau rồi làm rõ chuyện này mà thôi. Ông có biết Khương Văn Vinh đi đâu không? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi người đàn ông đeo kính. Bây giờ Hoàng Thiên đã đoán ra được, người đàn ông đeo kính này chính là người của hội chó hoang. Thưa anh, tôi thật sự không biết hạ. Người đàn ông đeo kính ôm mặt nói mẹ nó ông mà còn không thành thật thì tôi giết chết ông tiêu văn hạ giận dữ anh ta rút dao ra kề lên trên cổ người đàn ông đeo kính việc này khiến người đàn ông đeo kính sợ mất mật đến nỗi đái cả ra quần thật ra người có thể bình tĩnh trước cái chết chẳng có nhiều người đàn ông đeo kính này có phản ứng như vậy là rất bình thường đừng 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 giết tôi tôi hoàn toàn khai ra hết có được không người đàn ông đeo kính bị dọa tới liên tục khua tay buông ông ta ra trước đã hoàng thiên nói với tiêu văn hạ tiêu văn hạ buông người đàn ông đeo kính ra đứng bên cạnh nhìn chằm chằm ông ta chỉ cần ông ta dám dối trá nửa lời tiêu văn hạ sẽ trực tiếp cho ông ta hai nhát anh chính là cậu thiên đúng không tôi thành thật nói cho anh biết mặc dù tôi là người phụ trách của khách sạn này nhưng khách sạn này không phải do tôi đầu tư mà là do hội chó hoang đầu tư tôi cũng là người của hội chó hoang khách sạn này không kinh doanh với người ngoài chỉ kết nạp thành viên của hội chó hoang mà thôi người đàn ông đeo kính căng thẳng nói với hoàng thiên đừng nói mấy lời vô tác dụng như thế này nữa nói cho tôi biết khương văn vinh đi đâu rồi hoàng thiên hỏi người đàn ông đeo kính nghĩ một hồi rồi nói cậu vinh đã biết thành phố bắc ninh không ở lại được nữa có lẽ kế tiếp cậu ấy sẽ quay về tỉnh thành thôi lục soát hết từng phòng một cho tôi hoàng thiên nói với tiêu văn hạ tiêu văn hạ đáp một tiếng sau đó đưa thuộc hạ bắt đầu đi kiểm tra hai mươi mấy phòng trong khách sạn đều bị lục soát hết một lượt, quả nhiên, ngay cả bóng người anh ta cũng không thấy đâu. Cậu Thiên, tôi không dám lừa anh đâu, cậu Vinh của chúng tôi đã đưa cô gái kia đi rồi, phòng còn chưa mở ra thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thì cậu ấy vội vàng đưa cô gái đó rời đi mất. Người đàn ông đeo kính nói. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói như vậy thì Khương Văn Vinh vẫn chưa có thời gian để ra tay với Hoàng Linh, chỉ cần anh đuổi kịp thì Hoàng Linh chắc sẽ không sao đâu. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên lập tức không dám chỉ hoãn thêm nữa. Khương Văn Vinh đi bằng gì? Hoàng Thiên hỏi người đàn ông đeo kính. Anh ta tự lái xe mình rời đi, một chiếc xe Porsche màu trắng. Người đàn ông đeo kính còn rất thành thật, cuối cùng ông ta còn nói ra cả biển số xe cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cắn răng, anh gọi đám người tiêu văn hạ lại, đưa mọi người rời khỏi khách sạn chiêm tinh. Cậu Thiên, tên cặn bã này thì xử lý sao? Tiêu Văn Hạ quay đầu nhìn vào bên trong khách sạn chiêm tỉnh, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không còn hơi sức xử lý đám người đó thêm nữa, lúc này anh nói, tạm thời không cần quan tâm đến bọn họ, nhanh lên xe đuổi theo họ nhanh. Vâng, Tiêu Văn Hạ đáp một tiếng, rồi dẫn theo toàn bộ đàn em lên xe. Hoàng Thiên lái xe đi đầu, đi thẳng lên đường cao tốc vào thành phố. Trên đường, Hoàng Thiên gọi điện cho Lã Việt, Kiều Lão Việt dẫn theo nhiều người tới, cũng lái xe vào thành phố với anh ngay. Nếu như không đuổi theo kịp Khương Văn Vinh thì Hoàng Thiên cũng chuẩn bị thẳng thừng đuổi cùng giết tận. Lần này phải đối mặt trực tiếp với thế lực của hội chó Hoang, Hoàng Thiên cũng không thể không sắp xếp trước được. Đoạn đường này nối thẳng vào thành phố, có thể khẳng định Khương Văn Vinh chắc chắn đi theo con đường này. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiên lái xe lên đường quốc lộ, anh lái xe với tốc độ nhanh nhất. Anh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy con xe Porsche màu trắng của Khương Văn Vinh. Cũng may chiếc xe sang này rất hiếm thấy, trên đường cũng sẽ nhìn rõ hơn, vậy nên Hoàng Thiên không quá lo lắng mình sẽ bỏ lỡ chiếc xe này. Con đường từ thành phố Bắc Ninh vào tỉnh thành dài hơn 100 cây số, trên đường đi, Hoàng Thiên cũng không nhìn thấy chiếc xe Porsche của Khương Văn Vinh. Mãi cho tới khi đuổi đến tỉnh thành cũng không nhìn thấy chiếc xe này, Hoàng Thiên thật sự gấp lắm rồi sau khi đi vào trong thành phố hoàng thiên dừng xe lại bên đường mấy người tiêu văn hạ đều đi phía sau lúc này họ cũng lần lượt dừng xe lại cậu thiên bây giờ phải làm sao đây tiêu văn hạ xuống xe đi đến bên cạnh xe hoàng thiên hỏi hoàng thiên không thông thuộc tỉnh thành này anh nghĩ tới ông kha phù mặc dù lão già này không đáng tin nhưng ông ta cũng đã lăn lộn đây ngót nghét chục năm trời vừa định gọi điện cho ông kha phù thì vào lúc này Điện thoại của Hoàng Thiên vang lên. Alo, Hoàng Thiên nhận điện thoại. Ha ha, tên họ Hoàng kia, nghe nói mày chạy đến khách sạn Chiêm Tinh tìm tao hả? Lại vô phải nơi trống, sướng lắm đúng không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Khương Văn Vinh, giọng điệu vô cùng mỉa mai châm biếm. Hoàng Thiên thật sự hận không thể lập tức giết chết tên Khương Văn Vinh này. Khương Văn Vinh, mày chết chắc rồi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Ha ha, con mẹ nó, đầu mày bị ngập nước rồi hả? Mày chết chắc thì đúng hơn ấy. Tao nói cho mày biết, cậu chủ tao đây đã về tỉnh thành rồi, bây giờ tao đang ở trong nhà, em gái mày cũng bị tao đưa về nhà rồi. Khương Văn Vinh vô cùng khiêu khích người khác, anh ta gần như là muốn chọc tức Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nghe thấy lời này thì trong lòng liền sáng tỏ. Xem ra người đàn ông đeo kính nói không sai, tên cận bã Khương Văn Vinh này quả nhiên là về tỉnh thành rồi. Thế nhưng tên nhóc này cũng ngông cuồng quá rồi, anh ta đã quên mất bản thân mình họ gì, lại càng không biết chữ chết viết như thế nào nữa. Hoàng Thiên nghĩ tới đây, anh nói với Khương Văn Vinh, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Ha ha ha, con mẹ nó, mày biết bài ư. Đợi bọn mày tới tỉnh thành thì tôi đã xử lý xong em gái mày rồi, mày không tới kịp đâu. Ha ha, có phải là tức muốn ói máu không? Khương Văn Vinh cười nắc nẻ, điệu cười vô cùng gian ác tâm lý của hoàng thiên mạnh hơn người bình thường rất nhiều anh biết khương văn vinh đang cố ý khiêu khích anh vậy nên anh càng phải cố bình tĩnh hơn tân họ khương kia mày sẽ chết khó coi lắm đấy hoàng thiên vứt lại một câu này sau đó tắt điện thoại cậu thiên tên nhóc họ khương đó nói gì vậy tiêu văn hạ hỏi hoàng thiên anh phải giữ liên hệ với anh việt mọi lúc mọi nơi đợi sau khi anh ấy đến tỉnh thành rồi thì lập tức tụ họp với chúng ta hoàng thiên nói với tiêu văn hạ Tôi hiểu rồi Tiêu Văn Hạ gật đầu. Hoàng Thiên không nói gì thêm, anh cảm thấy tình hình hiện tại rất phức tạp. Khương Lạp bị mấy người áo đen thần bí cứu đi mất, cũng không biết mấy người đàn ông áo đen đó có phải người của hội chó hoang không nữa. Một trong những người áo đen mặt quỷ gọi Khương Lạp là anh Lạp, Hoàng Thiên đoán những người mặt quỷ này có lẽ không phải người của hội chó hoang. Lúc này Hoàng Thiên cũng chẳng có tâm tư nghĩ mấy điều này, anh gọi điện cho ông Kha Phù, ông kha phù ông có biết nhà của khương lạp ở đâu không sau khi điện thoại được kết nối hoàng thiên hỏi ông kha phù ông kha phù ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng rất nhiệt tình ông ta nói với hoàng thiên cậu thiên cậu phải tới nhà của khương lạp sao cái này được để tôi đưa cậu đi ông quay về tỉnh thành rồi sao hoàng thiên nhíu mày anh cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì anh luôn cảm thấy ông kha phù này khiến người ta rất bất an là người vô cùng nguy hiểm Đúng vậy đó cậu Thiên, cậu đang ở đâu, bây giờ tôi qua đó tìm cậu ngay. Ông Kha Phù rất nghiêm nở, ông ta chủ động nhắc tới việc qua đó tìm Hoàng Thiên. Thời gian không kịp nữa rồi, ông nói cho tôi biết địa chỉ là được. Hoàng Thiên rất gấp, anh không muốn chỉ hoãn thêm một phút nào nữa, bởi vì giờ đây em gái anh đang ở bên cạnh sói ác. Ông Kha Phù vẫn rất mau lẹ, ông ta nói địa chỉ nhà Khương lạp cho Hoàng Thiên, sau đó nói với anh, cậu Thiên, có phải cậu đã ra tay với người của hội chó hoang phải không? cứ coi là vậy đi, Hoàng Thiên thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Vậy thì tốt quá rồi, cậu Thiên, nuôi quân một nghìn năm dùng trong một giờ. Cậu xem ông Kha Phù tôi làm thế nào là tốt, tôi lập lức đi tập hợp người lại, giúp cậu phá hủy hội chó hoang. Ông Kha Phù vô cùng kích động nói. Hoàng Thiên hơi nhíu mày, mặc dù nói lời trên miệng ông Kha Phù khiến người ta rất hợp tai nhưng Hoàng Thiên lại không tin tưởng được lão già này, sau khi tiếp xúc một thời gian hoàng thiên đã nhìn rõ ông kha phù là dạng người như nào rồi lúc này ông kha phù chủ động xin đi giết giặc như thế hoàng thiên cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm cảm ơn ý tốt của ông nhiều nhưng tự tôi có thể làm được hoàng thiên khéo léo từ chối sau đó anh nhanh chóng lên xe lái thẳng đến nhà khương lạp tiêu văn hạ cũng lên xe lúc nào anh ta cũng giữ liên lạc với lã việt anh ta đưa mười mấy đàn em đi theo sau hoàng thiên lái xe đến nhà họ Khương. Hoàng Thiên bật Google Map lên, ấn theo địa chỉ ông Kha Phù nói, chưa tới 10 phút sau anh đã tìm thấy nhà họ Khương. Chỗ này không phải nơi xa xỉ lộng lẫy gì, nó thuộc vùng ngoại ô, nhưng bù lại lại rất thanh tính, xem ra Khương Lạp vẫn rất biết hưởng thụ cuộc sống, lại còn xây nhà ở đây nữa. Anh nhìn về phía trước, một tòa biệt thự hai tầng nguy nga sừng sướng đặt tại đó, từ bên ngoài nhìn vào liền thấy chủ nhân nơi này rất tinh tế, diện tích biệt thự cũng không hề nhỏ, phải lên tới hơn 1.000 mét vuông, nơi này còn chưa được coi là đất thổ cư trong thành phố mà giá trị đã lên tới mấy chục ngàn tỷ rồi. Cậu Thiên, hay là chúng ta đợi anh Việt đến rồi cùng đi vào? Sau khi Tiêu Văn Hạ xuống xe, anh ta đi tới bên cạnh xe Hoàng Thiên, khuyên bảo. Thật ra điều Tiêu Văn Hạ suy xét cũng rất thấu đáo, bởi vì nơi này dù sao cũng là nhà của Khương Lạp, là căn cứ của hội chó hoang. Trước mắt tính cả Hoàng Thiên thì bọn họ mới có mười mấy người, tự nhiên xông vào, có thể sống được hay không còn chưa nói trước được. Sao Hoàng Thiên có thể không nghĩ tới điểm này được, nhưng thời gian không đợi anh, Hoàng Linh vẫn còn đang ở trong tay Khương Văn Vinh đấy. Đi vào, Hoàng Thiên thấp giọng nói, sau đó anh đẩy cửa xe ra, nhanh chóng bước vào cửa nhà họ Khương. Tiêu Văn Hạ nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào, anh ta cũng nhanh chóng dẫn theo đàn em đi theo sau, đi vào cửa chính của nhà họ Khương mặc dù trong lòng tiêu văn hạ rất rõ ràng đi vào cửa nhà họ khương chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang hổ nhưng anh ta không thể do dự anh ta cũng không muốn nhìn thấy hoàng thiên xảy ra chuyện cậu thiên hay là chờ anh việt đến đi tôi đoán chừng anh ấy sẽ đến nhanh thôi tiêu văn hạ theo sát hoàng thiên khuyên nhủ không kịp nữa rồi hoàng thiên không quay đầu lại đi vào cửa nhanh chân đi về hướng biệt thự nhà họ khương Mặc dù Tiêu Văn Hạ là nhân vật đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng giờ phút này anh ta vẫn có chút lo lắng, bởi vì nơi này là tỉnh thành, không phải địa bàn của Lã Việt. Mà tình thế hiện tại chó hoang đã lấn át ông Kha Phù, đến cả ông Kha Phù cũng không đối phó được hội chó hoang, có thể thấy được thế lực hội chó hoang này lớn bao nhiêu. Chỉ bằng mười mấy người này, có thể làm gì được. Trong lòng Tiêu Văn Hạ không chắc, thế nhưng mắt đã thấy Hoàng Thiên đi vào biệt thự nhà họ Khương, anh ta cũng chỉ đành kiên trì đi theo. Mười mấy tên đàn em của Tiêu Văn Hà cũng đều nghiêm túc, bọn họ đều đã ôm ý nghĩ cho dù hôm nay có phải chết cũng cam tâm. Ngày bình thường Hoàng Thiên đối đãi với những anh em này vô cùng thẳng thắn và thân thiết, trong lòng những người này đều rất phục Hoàng Thiên. Nếu không, sống chết trước mắt làm gì có ai dám bán mạng. Người đâu, cút khỏi đây. Hoàng Thiên vừa đi vào biệt thự, một ông lão mặc đồ thời xưa đứng ở cửa, trợn tròn đôi mắt hình tam giác quát to. Tâm trạng Hoàng Thiên đang rất xấu, thấy lão già này sủa bậy giống như con chó, làm sao Hoàng Thiên có thể nuông chiều ông ta? Chát! Hoàng Thiên vung mạnh bàn tay thô giáp, không nói hai lời ra tay ngay lập tức. Ôi con mẹ nói! Ông lão mặc đồ thời xưa bị tát đến lảo đảo, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Bị chi! Hoàng Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn con chó giữ nhà này, đá vào bụng ông ta một cái. Một ôi! Ông lão mặc đồ thời xưa gần như tắt thở sau cú đá, thân thể nằm ngang bay xa hơn 2 mét, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Có mang dao không? Hoàng Thiên không quay đầu lại hỏi Tiêu Văn Hạ. Có mang. Đưa cho tôi. Hoàng Thiên vừa đi vào bên trong, vừa xòe tay ra phía sau. Tiêu Văn Hạ nhanh nhẹn đưa một con dao quân dụng tới, nhét vào trong tay Hoàng Thiên, giờ phút này trên dưới toàn thân anh đều lộ ra sát ý cực kỳ mạnh. Mẹ kiếp! đứa nào đấy dám xông vào biệt thự nhà họ Khương? Vào lúc này, hai người đàn ông mặc vest đen từ trên lầu hai lao xuống, một tên trong đó dùng tay chỉ Hoàng Thiên chửi ầm lên. Hoàng Thiên một lời cũng không phát ra, anh trực tiếp đi tới trước mặt hai người đàn ông mặc vest đen. Muốn chết à? lấy ở đâu ra thằng pháo hôi này vậy? Không muốn sống nữa à? Người đàn ông mặc vest đen đi trước vô cùng ngang ngược, miệng chửi bới ầm. Trong tay còn cầm một cây gậy cảnh sát vung lên muốn đập vào đầu Hoàng Thiên. Thân thể Hoàng Thiên dễ dàng né tránh một đòn này, không đợi người đàn ông mặc vest lại ra tay, dao găm trong tay Hoàng Thiên liên đâm ra ngoài. Phập! Ôi ai, người đàn ông mặc vest bị một dao của Hoàng Thiên đâm trúng bụng dưới, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu ở bụng chảy ra. Bịch! Hoàng Thiên đạp một cái lên người đàn ông mặc vest rồi đi lên cầu thang. Một người đàn ông mặc vest khác thấy đồng bọn bị đâm trọng thương, gã không khỏi sửng sốt một chút, cảm thấy vô cùng tức giận. Nhìn lên mặt Hoàng Thiên, lúc này trong mắt Hoàng Thiên hiện đầy tơ máu, sát ý nồng đậm. Người đàn ông mặc vest vừa mới ngây người, Hoàng Thiên đã nắm chặt lấy cả vạt của gã. Mày muốn chết hay muốn sống? Hoàng Thiên trực tiếp gác dao lên cổ họng người đàn ông mặc vest, chỉ cần tên này dám không thành thật, Hoàng Thiên lập tức giết gỡ cái này ai chịu nổi đây. Dao kề cổ, có thể, lấy mạng gã bất cứ lúc nào. Chẳng qua là người đàn ông mặc vest này đi theo Khương Lạp Kiếm miếng cơm ăn thôi, muốn gã liều mạng, gã không nỡ. Anh trai anh trai, anh đừng làm loạn, em muốn sống em muốn sống. Người đàn ông mặc vest ngoan muốn giống như cháu trai, hoảng sợ nói với Hoàng Thiên. Khương Văn Vinh ở đâu? Hoàng Thiên quát. Ở, ở lầu 2 ạ. À. Người đàn ông mặc vest sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, đưa tay chỉ lên lầu 2. Hoàng Thiên cắn môi một cái níu lấy cà vạt của người đàn ông mặc vest, kéo gã lên lầu 2. Vừa lên lầu 2, Hoàng Thiên Liên thấy hơn 20 người đàn ông mặc vest, xếp thành hai hàng, đứng ở hai bên hành lang. Những người này, trong tay mỗi người đều có vũ khí, đa số là gậy cảnh sát, có mấy người đàn ông mặc vest còn cầm dao nhọn trong tay, tất cả đều tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Nhìn thấy Hoàng Thiên lên lầu 2, 20 người liền tiến đến vây quanh, vây quanh đám người Hoàng Thiên bảo vệ cậu thiên cho tốt, tha rằng đầu mình không còn, cũng phải cam đoan cậu thiên không có việc gì, hiểu chưa? Tiêu Văn Hạ nói với đàn em. Hiểu rõ. Mười tên đàn em của Tiêu Văn Hạ hô lên đồng ý, nhau nhau cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến một trận đẫm máu với đám người hội chó hoang. Đám người hội chó hoang mặc vest, người cầm đầu là một tên đầu chọc, người này hơn 30 tuổi. Hai con mắt sói lóe lên hung tợn, nắm trong tay một con dao nhọn, nhìn chồng chọc vào Hoàng Thiên thằng danh mày tới đây tặng đầu đấy hả biết nơi này là đâu không tên đầu chọc giữ săn quát hoàng thiên mặc dù số người không chiếm ưu thế nhưng hoàng thiên lại không hề sợ hãi anh lạnh lùng nhìn tên đầu chọc này một chút hoàng thiên liền bước qua mấy bước huống chỉ hoàng linh còn đang ở trong tay khương văn vinh một phút không thấy cô tâm trạng hoàng thiên không có cách nào buông xuống cho nên hoàng thiên không có thời gian để lãng phí với những người của hội chó hoang này anh lạnh lùng hỏi tên đầu chọc khương văn vinh ở phòng nào ôi xem ra mày biết nơi này là nhà họ khương vậy mà con mẹ nó còn muốn tới tìm chết tên đầu chọc bày ra dáng vẻ chiêu tức rất hả hê hỏi hoàng thiên khương văn vinh ở phòng nào giờ phút này hoàng thiên vô cùng gấp gáp hỏi người đàn ông mặc vest bị anh bắt theo cổ người đàn ông mặc vest này còn bị hoàng thiên giữ lấy giờ phút này Hoàng Thiên đang vô cùng giận dữ, đã ấn lưỡi dao trên cổ gã mạnh hơn, máu liền chảy ra từ cổ. Ở, phía sau anh ta, người đàn ông mặc vest run rẩy chỉ căn phòng sau lưng tên đầu chọc. Hoàng Thiên đi thẳng đến căn phòng kia, tên đầu chọc thấy Hoàng Thiên muốn xông vào, làm sao gã có thể đồng ý. Lập tức chặn Hoàng Thiên lại. Danh con, tao thật bội phục lá gan của mày, nếu mày đã muốn chết, ông đây liền thành toàn cho mày. Tên đầu chọc rất phách lối nói với Hoàng Thiên, sau đó liền vung con dao nhọn lên muốn đâm vào ngực Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mau chóng né sang một bên, con dao quân dụng trong tay anh nhanh chóng đâm ra, đâm thẳng vào xương sườn của tên đầu chọc. Mẹ kiếp! Tên đầu chọc kinh hãi, Hoàng Thiên vừa ra tay gã đã nhìn ra, thực lực của Hoàng Thiên rất mạnh mẽ nhưng tên đầu chọc này cũng có chút bản lĩnh, nhưng người né tránh một dao kia của Hoàng Thiên, gã trở tay muốn bắt lấy cánh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rút dao về, lại lấy tốc độ cực nhanh đâm vào ngực tên đầu chọc. Chỉ thoáng qua, mồ hôi trên trán tên đầu chọc đã chảy ra, Hoàng Thiên ra tay quá nhanh, mà đòn nào cũng là đòn chí mạng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ chết dưới đao của Hoàng Thiên. Một người liều mình, vạn người chứa địch. Giờ phút này Hoàng Thiên thật sự giết đến đỏ cả mắt, anh không quan tâm mình chém giết bao nhiêu. Tên đầu chọc này là thủ lĩnh nhỏ của hội chó hoang, tại nhà họ Khương, gã rất được coi trọng mà thực lực của tên đầu chọc cũng rất mạnh, cho nên tên khốn này mới kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng khi đấu với Hoàng Thiên, tên đầu chọc liền cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, gã cảm thấy mình vì thời có thể mất mạng. Trong lòng trột giả, có thực lực cũng không phát huy ra được, tên đầu chọc bị Hoàng Thiên làm cho phải lùi liên tiếp về phía sau, mắt thấy sắp không chống đỡ được. Mẹ chúng mày, bọn mày đều chết hết rồi đấy à, lên cho tao, cùng tiến lên cho tao. Tên đầu chọc giận dữ, quát mấy tên đàn em bên người. Hơn 20 thành viên của hội chó hoang, tất cả đều vò tới như ong vỡ tổ. Bao vây Hoàng Thiên và đám người Tiêu Văn Hạ lại. Đi chết đi. Tiêu Văn Hạ vùng tay lên, ra lệnh cho mười mấy tên đàn em. Có thể đi theo Tiêu Văn Hạ, đều là những người biết đánh nhau, mà phải dùng cả mạng sống để đánh, mười mấy người này, không một ai sợ hãi. Hai bên hỗn loạn một hồi, không tới một phút, liền có mấy người nằm xuống cùng lúc đó trong phòng ngủ của khương văn vinh hoàng linh bị khương văn vinh dồn đến góc tường cầm trong tay một cây lau nhà rằng co với khương văn vinh tiếng chém giết bên ngoài trong phòng ngủ cũng nghe được rất rõ ràng nhưng khương văn vinh lại không hề hoảng loạn bởi vì tên khốn này biết đây là nhà họ khương của anh ta có thùng sắt bảo vệ nhưng khương văn vinh cũng không biết bên ngoài có ai đến anh ta cũng lười ra xem giờ phút này hồn của anh ta đã bị hoàng linh câu đi chỉ muốn nhanh chóng kéo hoàng linh vào lòng mình ha ha mẹ nó ông đây vừa mới về tới nhà mà đã có người tìm tới cửa rồi khương văn vinh lạnh lùng cười ha ha nhìn qua hoàng linh nói nhất định là anh tôi tìm tới khương văn vinh anh mau thả tôi ra ngoài nếu không anh ấy sẽ không tha cho anh đâu giọng nói hoàng linh run rẩy trước ngực phập phà phập phồng nói với khương văn vinh khương văn vinh vốn không hề coi ai ra gì Nơi này có hơn 20 thành viên của hội chó hoang, coi như Hoàng Thiên có tới thật thì đã sao chứ. Bình thường nhà họ Khương không có nhiều người bảo vệ như vậy, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, Khương Văn Vinh điều thêm 20 thành viên có thực lực của hội chó hoang tới nhà chờ lệnh, chính là để đề phòng Hoàng Thiên tìm tới cửa. <laughs> ha ha hai em thật đúng là coi trọng anh trai mình. Coi như bên ngoài đúng là anh ta tới thì sao, anh ta có thể làm gì tôi đây. Khương Văn Vinh rất đắc ý cười ha ha. Sau đó liền hướng về phía Hoàng Linh. Hoàng Linh gấp đến độ sắp khóc, tên Khương Văn Vinh này nhớ thương cô đã lâu rồi, khi ở trường học vẫn luôn quấy rối cô, không nghĩ tới hôm nay, thứ bại hoại này dám quá đáng như thế anh, anh đừng tới đây. Hoàng Linh cầm cây lau nhà, cảnh cáo Khương Văn Vinh. Nhưng hành động này không có tác dụng, Khương Văn Vinh bước mấy bước đã đến gần Hoàng Linh, vươn tay giật lấy cây lau nhà. Bạn học Hoàng Linh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em đã bị em mê hoặc rồi hôm nay có là diêm vương tới cậu chủ tôi đây cũng muốn có được y mồ khương văn vinh nói đến đây đã có chút không khống chế nổi bản thân vươn hai tay muốn ôm hoàng linh hoàng linh bị dọa đến hoa dung thất sắc sau khi cô bị khương văn vinh bắt cóc từ trường học liền bị cưỡng ép đến khách sạn chiêm tinh về sau lại bị bắt đến tỉnh thành này đến nhà họ khương thật không ngờ cuối cùng cô vẫn phải chịu tai hỏa của khương văn vinh bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn chết hoàng linh cũng có khương văn vinh anh đừng có bắt nạt người khác tất cả mọi người đều là bạn học tại sao anh phải làm như vậy hoàng linh khóc lóc chất vấn khương văn vinh khương văn vinh nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của hoàng linh trong lòng càng ngứa hơn mà lời nói này của hoàng linh cũng chỉ có cô gái ngây thơ như cô mới có thể hỏi quả thật đối với anh ta mà nói có chút buồn cười ha ha em nói không sai chúng ta đều là bạn học Em sớm tối đều muốn tìm đàn ông mà, tại sao không tìm đến người bạn học này thế?" Khương Văn Vinh vô liêm sỉ cười, lại muốn ôm Hoàng Linh. Hoàng Linh tránh sang một bên, hiện tại cô vô cùng gấp gáp, lớn tiếng nói, "Anh mà lại đây, tôi liền đập đầu chết ở đây." Khương Văn Vinh khế giật mình, anh ta cũng không muốn trong nhà xảy ra án mạng, vậy coi như to chuyện rồi. Nhưng tên khốn này rất nhanh liền cười đắc ý, nói, "Mẹ nó em hù dọa tôi đấy à?" dáng rất xinh đẹp như vậy, làm sao em có thể muốn chết được? Mau ngoan ngoãn nghe lời, đừng có cho mặt mũi lại không cần. Khương Văn Vinh vừa dỗ vừa dọa, lại nhào tới. Bịch! Hoàng Linh căn răng một cái rồi nhắm mắt, dùng đầu hung hăng đập vào mặt tường. Mẹ kiếp! Khương Văn Vinh giật nảy mình, anh ta nào có nghĩ Hoàng Linh lại mạnh mẽ như thế? Cô thật sự dám đập đầu vào tường. Lập tức, Hoàng Linh liền hôn mê bất tỉnh thân thể sụi lơ ngả xuống, ngồi trên mặt đất. Mắt Khương Văn Vinh trợn tròn, nhìn thấy đầu Hoàng Linh chảy máu. Nhuộm đỏ một mảng tóc, Khương Văn Vinh cũng không biết có phải Hoàng Linh đã thật sự đập đầu chết hay không. Ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò hơi thở của Hoàng Linh, Khương Văn Vinh yên tâm ngay lập tức. Ha ha, xem ra vẫn là không muốn chết, đập không đủ mạnh. Khương Văn Vinh cười dâm đáng, hung hăng tát mấy cái lên mặt Hoàng Linh audio điện tử võ tấn bền Hoàng Linh đang hôn mê bị tát đến tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt ghê tởm của Khương Văn Vinh. A à anh, anh. Hoàng Linh hoàn toàn tuyệt vọng, chết lại không thể chết, mặt còn đau rát, con sói độc ác Khương Văn Vinh còn ở ngay trước mặt, phải làm sao mới tốt đây? Linh ngoan, người anh trai vô dụng kia của em không cứu được em, em cũng đừng trông cậy vào anh ta nữa. Khương Văn Vinh cười hì hì kéo cánh tay Hoàng Linh liền muốn cưỡng ép vô lễ với cô. Hoàng Linh liều mạng giấy rụa ua, hô lớn, gạch dưới anh đừng chạm vào tôi. Anh trai tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Mẹ nó, nếu Hoàng Thiên dám đến tỉnh thành, cậu chủ tôi nhất định chơi chết nó. Khương Văn Vinh thấy Hoàng Linh hung hăng phản kháng, anh ta nổi nóng gào lên, sau đó tát 10 cái vào mặt Hoàng Linh. Âm thanh chát chát giòn tan, tát Hoàng Linh đến nỗi chảy máu mũi. Mẹ nó, Hoàng Thiên đánh cậu chủ tao, cô đến trả đi. Khương Văn Vinh càng tát càng mạnh, vừa mắng vừa tát Hoàng Linh. Hoàng Linh bị đánh đến nỗi trước mắt chỉ thấy toàn sao, mặt bị con bê Khương Văn Vinh này đánh cho sưng lên. Dầm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đạp ran Khương Văn Vinh đang đánh nhiệt, cửa bị đá văng khiến anh ta giật mình kêu lên. Nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt âm u của Hoàng Thiên đứng ở cửa, trên người còn dính không ít máu, Càng lộ ra sát khí đằng đằng. Anh, cứu em với. Hoàng Linh nhìn thấy Hoàng Thiên, khóc lóc cầu cứu, cô giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Vừa vào cửa Hoàng Thiên đã nhìn thấy một màn này, lửa giận càng bốc cao hơn. Anh nhìn thấy Hoàng Linh ngồi trong góc tường, mũi chảy máu, mặt bị sưng lên, hẳn là bị Khương Văn Vinh đánh. Mà Khương Văn Vinh đang ngồi xổm trước mặt Hoàng Linh, còn đang cầm lấy cánh tay Hoàng Linh, xúc sinh kia muốn làm gì, ai cũng hiểu. Mặc dù anh và Hoàng Linh không có quan hệ máu mủ, nhưng trong lòng Hoàng Thiên từ đầu đến cuối đều coi Hoàng Linh như em gái ruột. Mắt thấy Hoàng Linh bị người bắt nạt thành dạng này, Hoàng Thiên đau lòng đến không thể kìm chế được. Vừa mới trải qua một phen hỗn loạn, tên đầu chọc còn có hai mươi mấy tên thành viên của hội chó hoang, tất cả đều đã nằm xuống. Cơ bản là không còn sức chiến đấu. Bởi vì Hoàng Thiên vẫn giữ vững được một chút lý trí, cho nên anh dẫn theo bọn tiêu văn hạ, chỉ làm tàn phế 10 tên thành viên của hội chó hoang và làm trọng thương mấy tên còn lại, cũng không thật sự giết người. Thằng súc sinh này. Hoàng thiên hét to một tiếng, như một mãnh hổ xuống núi. Nhào về phía Khương Văn Vinh Hy Khương Văn Vinh bị dọa đến mẹ ơi một tiếng, anh ta nằm mơ cũng không ngờ, Hoàng thiên nhanh như vậy đã đến tỉnh. Còn trực tiếp tìm được nhà của anh tan hóa ra vừa rồi bên ngoài hò hét ẩm, thật sự là Hoàng thiên dẫn người giết tới cửa. Khương Văn Vinh hoàng hồn, vội vàng đứng dậy từ trên mặt đất, quay người chuẩn bị nghinh chiến với Hoàng Thiên. Mày, mày đừng tới đây. Khương Văn Vinh rút con dao cắm bên hông ra, đung đưa nó cảnh cáo Hoàng Thiên. Chơi dao trước mặt Hoàng Thiên, Khương Văn Vinh này chính là tìm đường chất. Chỉ thấy Hoàng Thiên bước một bước tiến đến gần Khương Văn Vinh, bằng bàn tay o của mình đã có thể nắm chặt cổ tay đang cầm dao của Khương Văn Vinh. Ôi an đau đau. Khương Văn Vinh hét lên như heo bị chọc tiết, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo ác độc nhìn chằm chằm hoàng thiên ke ngồ con dao trong tay khương văn vinh rơi xuống đất căn bản là tên khốn này không bắt được con dao thằng chó chết em gái của hoàng thiên tao mà mày cũng dám động mày muốn chết phải không hoàng thiên nghiêm nghị quát đâm một dao vào vai phải của khương văn vinh phập một tiếng khương văn vinh kêu lên đau đớn tên bại hoại này đau đến nỗi trợn trắng mắt trong mắt trợn tròn hoàng thiên không hết giận xoay con dao hai lần trên bả vai của Khương Văn Vịnh. Ôi à, Khương Văn Vinh nào chịu được, đau gần như muốn ngất đi. Đúng lúc này, Tiêu Văn Hạ dẫn theo mấy tên đàn em vọt vào căn phòng, những người còn lại canh giữ ở bên ngoài, để phòng thành viên hội chó hoang đứng lên. Cậu Thiên, em gái anh không sao chứ? Tiêu Văn Hạ lo lắng xông tới, ánh mắt rơi vào người Hoàng Linh. Thấy quần áo trên người Hoàng Linh vẫn nguyên vẹn, Tiêu Văn Hạ cũng thay Hoàng Thiên thở dài một hơi, Nghĩ thầm khó trách Cầu Thiên đuổi theo không ngừng, từ thành phố Bắc Ninh đuổi tới tỉnh thành này, nếu không đuổi theo gắt gao, Khương Văn Vinh nhất định sẽ là tai họa của Hoàng Linh. Hoàng Thiên quay đầu nhìn Tiêu Văn Hạ, trầm giọng nói với Tiêu Văn Hạ, đem tên bại hoại này dựng lên. Vâng. Tiêu Văn Hạ sớm đã tức sôi ruột vì tên Khương Văn Vinh này. Hôm nay đã phải chịu đủ dày vò rồi, liều cái mạng già chạy từ thành phố Bắc Ninh đến tỉnh thành. Khương Văn Vinh bị Tiêu Văn Hạ và đám đàn em kéo lên chờ đợi Hoàng Thiên xử lý. Lạch cạch. Khương Văn Vinh giấy ruộng, điện thoại từ trong túi rơi ra. Tiêu Văn Hạ cầm điện thoại Khương Văn Vinh lên xem xét, cũng không biết con bê này gọi một cú điện thoại từ lúc nào. Bên trong điện thoại còn đang kết nối, mơ hồ có thể nghe được đầu dây bên kia có người la to. Mở ra loa ngoài, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vịt được gầm gừ của một người đàn ông, mẹ. Tao mặc kệ bọn mày là ai, lập tức thả cậu chủ Vinh ra nếu không bọn mày đừng hòng sống. Chát! Hoàng thiên giành lấy điện thoại, hung hăng dẫm nát trên mặt đất. Còn dám vụng trộm gọi điện thoại tìm người. Ánh mắt Hoàng thiên lạnh lùng nhìn Khương Văn Vinh, hỏi. Khương Văn Vinh bị dọa đến nối quần đã ướt, những tên khốn này vẫn chừng lên đôi mắt tam giác của mình, quát, không siêu đường chủ cổ đang trên đường dẫn người đuổi tới đây rồi. Mày thức thời một chút liền lập tức thả tao ra, tao có thể tha tội chết cho mày. Mẹ nhà mày! Tiêu Văn Hạ nổi giận, cô lấy một cốc nước hung hăng đập vào mũi Khương Văn Vinh. Ôi mẹ ơi! Khương Văn Vinh đau đến nỗi gọi mẹ, máu mũi chảy ra, mặt bị mảnh kính vỡ rạch rách, thảm đến không mức không thể nhìn. Lúc này Hoàng Thiên không để ý đến Khương Văn Vinh nữa, anh đỡ Hoàng Linh dậy, dịu dàng nói, thằng khốn kia không làm gì em chứ. Hoàng Linh có cảm giác sống sót sau tai nạn, cô kích động không nói nên lời, nước mắt như những hạt ngọc thi nhau chảy xuống. Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây." Hoàng Thiên đau lòng ôm Hoàng Linh vào trong ngực, võ nhẹ sau lưng cô, không biết phải an ủi cô thế nào mới tốt. Lúc này trong lòng Hoàng Linh mới yên ổn lại một chút cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ lại ấm áp của Hoàng Thiên, cô càng khóc khổ sở hơn. "Anh." Gọi một tiếng anh, Hoàng Linh đã khóc không thành tiếng. Hoàng Thiên rất đau lòng cô em gái này, thấy cô khóc thành dạng này, lửa giận trong lòng Hoàng Thiên không có cách nào khác chất trước tiên đưa em gái tôi ra ngoài đi. Hoàng Thiên cắn răng, nói với một tên đàn em của Tiêu Văn Hạ. Đàn em này liền nâng Hoàng Linh ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Tiêu Văn Hạ lăn lộn cùng Hoàng Thiên lâu như vậy, anh ta hiểu rất rõ tính tình của Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên muốn chỉnh Khương Văn Vinh. Mà chắc chắn sẽ không tha thứ cho Khương Văn Vinh Hy nếu không, tại sao phải đưa Hoàng Linh ra khỏi phòng. Khương Văn Vinh cũng không ngốc, anh ta thấy hoàng thiên cho người dẫn hoàng linh ra ngoài đây nhất định là muốn máu của anh ta rồi sợ kinh hãi đến hoàng linh mới không cho hoàng linh nhìn hoàng hoàng thiên mày muốn làm cái gì giọng nói khương văn vinh run rẩy tên này bị dọa đến không nhẹ hoàng thiên không để ý tới khương văn vinh nói với tiêu văn hạ cởi quần anh ta ra tiêu văn hạ đáp một tiếng nhanh nhẹn cởi quần khương văn vinh ra cái này cái này cái này Khương Văn Vinh hoàn toàn sững sờ, thân thể run rẩy không dừng được. Anh ta đã ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Hoàng Thiên, mẹ nó mày muốn làm gì? Tao là cậu chủ lớn của hội chó hoang, mày dám động đến tao dù chỉ một cái, chính là đối địch với toàn bộ hội chó hoang. Khương Văn Vinh run rẩy quát Hoàng Thiên. Dù quát to nhưng lại rất trột dạ, một chút uy lực cũng không có. Hội chó hoang không tầm thường có phải không? hoàng thiên nhặt cây lau nhà bên người lên hung hăng đập vào miệng khương văn vinh hy khương văn vinh bị đập đến nỗi không muốn sống bốn cái răng cửa một cái cũng không sót lại tao để mày làm cậu chủ lớn của hội chó hoang này hoàng thiên vừa đập vừa quát a a con mẹ mày hoàng thiên mày chờ đó cho tao cha tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày mày lập tức thả tao ra ngay khương văn vinh gào rú thảm thiết vẫn không quên đem cha mình ra hù dọa Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm, lần trước thu thập Khương Văn Vinh vẫn còn quá nhẹ, nếu không thì làm sao thứ bại hoại này lại có lá gan động đến Hoàng Linh. Lần này, Hoàng Thiên đã có kinh nghiệm. Từ nhỏ đến lớn, một đầu ngón tay của em gái, tao còn không nỡ động đến, mẹ nó vậy mà mày dám đánh em ấy. Hoàng Thiên giận dữ hỏi Khương Văn Vinh. Tao sai rồi được chưa? Tao xin lỗi Hoàng Linh là được chứ gì? Hoàng Thiên mày thả tao ra đi, mày, mày cởi quần tao làm gì? hu 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 khương văn vinh bị dọa đến bật khóc đương nhiên anh ta cũng sợ hãi hoàng thiên muốn làm vậy với mình đúng là khương văn vinh đã đoán chúng giờ phút này sắc mặt hoàng thiên rất âm trầm soạt một cái lộ ra con dao găm làm gì ấy à hôm nay tao phải phế bỏ mày hoàng thiên nói đến đây trong mắt đã nổi lên tia đỏ lộ ra sát ý lạnh lùng khương văn vinh nghe hoàng thiên nói như vậy lập tức bị dọa đến mức mặt xám như cho suýt nữa thì hôn mê nhưng trong lòng anh ta vẫn còn một chút hy vọng cho rằng hoàng thiên chỉ đang hù dọa anh ta anh ta đường đường là cậu chủ lớn của hội chó hoang hoàng thiên nào dám làm như vậy đây không phải là tự tìm đường chết sao hoàng thiên mày mẹ nó mày đang hù dọa tao có phải không tao nói cho mày biết đừng có đùa kiểu này với tao khương văn vinh hung hoang nhìn chằm chằm hoàng thiên vẫn vô cùng phách lối trong lòng hoàng thiên cảm thấy buồn cười đến lúc này thế mà khương văn vinh còn tưởng rằng mình đang hù dọa anh ta mày cho rằng tao đang đùa giỡn với mày hả hoàng thiên đi tới gần khương văn vinh lấy con dao ra ánh sáng lập lòe của con dao gần ngay trước mắt khương văn vinh đau cả đầu anh a à thật sự sợ hoàng thiên mày đừng quên cha của tao là khương lạp nếu mày dám động đến tao chính là đối địch với toàn bộ hội chó hoang về sau mày đừng nghĩ có thể sống yên ổn miệng nhỏ của khương văn vinh vẫn tiếp tục nói uy hiếp hoàng thiên hy vọng hoàng thiên biết khó mà lui trên đời hoàng thiên ghét nhất là có người uy hiếp anh nếu như khương văn vinh cầu xin tha thứ còn có hy vọng uy hiếp hoàng thiên như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết từ hôm nay trở đi mày sẽ không thể nhớ thương phụ nữ được nữa rồi hoàng thiên lạnh lùng nói mày mày có ý gì sốt cuộc khương văn vinh cũng luống cuống anh ta thấy rất rõ ràng hoàng thiên tuyệt đối không hề dọa anh ta đây là thật sự muốn ra tay bởi vì mày có nhớ thương cũng vô ích hoàng thiên nói xong dao găm trong tay vung lên muốn ra tay a a a không muốn đâu cậu thiên đừng mà khương văn vinh quỷ khóc sói gào bị dọa đến tẻ cả da hoàng thiên nhanh chóng né sang một bên suýt nữa thì bị tên khốn này tiểu lên mặt rồi người trong phòng đều cực kỳ khinh bỉ khương văn vinh mới vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy lát sau đã sợ tè cả ra quần cậu thiên để tôi đừng làm ô uế tay của anh lúc này tiêu văn hạ đi đến gần hoàng thiên cắn răng nói hoàng thiên cũng thật sự không muốn làm ô uế tay của mình tên khương văn vinh này cũng quá bẩn thỉu nước tiểu ướt một gạch dưới mảng lớn được hoàng thiên đưa con dao cho tiêu văn hạ sau đó đứng sang một bên đừng như vậy các người không thể như vậy cậu thiên cậu thiên tôi thật sự biết sai rồi tôi không dám nữa đâu khương văn vinh không biết cầu xin như thế nào mới tốt bị dọa đến toàn thân run rẩy sợ đến phát khóc muộn rồi hoàng thiên cả giận nói sau đó liếc mắt với tiêu văn hạ ra hiệu cho tiêu văn hạ ra tay tiêu văn hạ làm thật giơ tay chém xuống chỉ nghe bên trong căn phòng tất cả đều là tiếng kêu thê thảm của khương văn vinh nửa phút sau khương văn vinh đau đến ngất đi băng bó cho nó một chút, để lại cho nó cái mạng chó. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ gật đầu, anh ta biết Hoàng Thiên cũng không muốn gây ra án mạng ở đây, cho Khương Văn Vinh một bài học khó quên là được rồi. Hai tên đàn em xé ra mảnh vải, băng bó cầm máu cho Khương Văn Vinh. Thật ra Khương Văn Vinh cũng không chảy quá nhiều máu, chỉ là bị cắt, lại không chạm đến động mạch máu, căn bản sẽ không bị chảy máu ồ ạt. Hoàng Thiên nhìn Khương Văn Vinh ngất đi trên mặt đất, lúc này, lửa giận trong lòng anh mới tiêu tan hơn phân nửa. Nghĩ đến em gái cũng bị tổn thương rất nặng, vỡ đầu chảy máu, Hoàng Thiên rất lo lắng. Vốn muốn cho Hoàng Linh trị liệu ở tỉnh trước, nhưng nghĩ tới tình hình ở tỉnh quá phức tạp, Hoàng Thiên vẫn ra lệnh cho mấy tên đàn em hộ tống Hoàng Linh về thành phố Bắc Ninh trước. "Anh, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Đừng ở lại nơi này." hoàng linh không biết bên trong căn phòng khương văn vinh xảy ra chuyện gì thấy hoàng thiên muốn phái người đưa cô về thành phố bắc ninh cô khuyên nhủ hoàng thiên cùng nhau trở về dù sao tỉnh thành này quá nguy hiểm hoàng linh rất lo lắng cho hoàng thiên hoàng thiên nhìn hoàng linh cười nhẹ một tiếng nói anh không có việc gì em nghe lời về thành phố bắc ninh trước vâng hoàng linh khẽ gật đầu cô luôn luôn nghe lời hoàng thiên Mấy đàn em của Tiêu Văn Hạ hộ tống Hoàng Linh về thành phố Bắc Ninh, sau khi chút bỏ được gánh nặng này, Hoàng Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng không còn lo lắng như vậy. Nhìn Khương Văn Vinh nằm trên mặt đất giống như chó chết, đột nhiên Hoàng Thiên nghĩ đến Khương Lạp. Lão già này cũng không phải hạng người tốt, huống chi phế đi cậu em của Khương Văn Vinh, Khương Lạp há có thể từ bỏ ý đồ. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, hai cha con nhà này đều là cùng một loại người, vậy thì liền thu thập cùng một lúc nghĩ đến việc này hoàng thiên cũng không nóng lòng rời khỏi nơi này cậu thiên chúng ta vẫn nên rút lui trước đi lúc này tiêu văn hạ đi đến gần hoàng thiên khuyên hoàng thiên hoàng thiên mỉm cười hỏi tiêu văn hạ chuyện còn chưa giải quyết xong xuôi làm sao có thể rút lui a à, cậu thiên phế khương văn vinh em gái của anh cũng đã cứu ra đủ rồi chúng ta mau rời khỏi đây đi miễn cho đêm dài lắm mộng Tiêu Văn Hạ lo lắng nói với Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên cũng rất rõ ràng, Tiêu Văn Hạ nói đêm dài lắm mộng, cũng không phải là lo lắng vô cớ. Vừa rồi Khương Văn Vinh đã vụng trộm gọi điện thoại, để đường chủ cổ kia tới giúp đỡ, đoán chừng đường chủ cổ kia sẽ nhanh đến thôi. Trừ 4 người hộ tống Hoàng Linh, hiện tại chỉ còn lại 12 tên đàn em, mỗi người đều có những vết thương khác nhau, trong đó còn có mấy người bị thương rất nặng mặc dù khiến hai mươi mấy thành viên hội chó hoang của nhà họ Khương nằm xuống, nhưng tổn thất bên này của Hoàng Thiên cũng rất nghiêm trọng, cơ bản đã không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng thật sự Hoàng Thiên không nghĩ cứ như vậy mà rút lui, Khương lạp được mấy người đàn ông mặt quỷ cứu đi, rất có thể sẽ quay trở về nhà. Hoàng Thiên chuẩn bị thu thập Khương lạp luôn một thể, miễn cho để lại mầm mống tai họa. Nhưng bây giờ Lã Việt còn chưa đuổi tới tỉnh thành, nếu đường chủ của kia thật sự dẫn người tới, vô cùng phiền phức. Nghĩ vậy, hoàng thiên gọi điện thoại cho ông kha phù ôi cậu thiên ông kha phù bắt máy rất nhanh cực kỳ cung kính nói với hoàng thiên ông kha phù tôi muốn mượn một ít người của ông hoàng thiên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp mượn người của ông kha phù thế lực của ông kha phù ở tỉnh thành chắc chắn là không thiếu đàn em cho nên hoàng thiên vẫn suy nghĩ đến ông ta đầu tiên không thành vấn đề cậu thiên cậu đang ở đâu Ông Kha Phù hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi do dự, bởi vì lúc trước ông Kha Phù đã biết anh đến biệt thự nhà họ Khương, tại sao biết rõ rồi còn cố hỏi. Tôi đang ở nhà của Khương Lạp. Hoàng Thiên nói. Được, tôi dẫn người tới ngay lập tức, cậu Thiên ở yên đó chờ tôi, đừng đi đâu cải. Ông Kha Phù gióng giạc nói xong liền cúp điện thoại. Ông Kha Phù nói thế nào? Tiêu Văn Hạ hỏi Hoàng Thiên. Ông ta nói lập tức dẫn người tới, kêu chúng ta ở đây chờ ông ta. Hoàng Thiên Trầm giọng nói. Tiêu Văn Hạ nghe vậy, không khỏi hừ một tiếng. Hừ, nếu đổi thành anh Việt đã sớm dẫn người tới giúp đố. Tên họ Kha này, không có lợi cho ông ta, ông ta sẽ không giúp đốt. Tiêu Văn Hạ khó chịu nói. Hoàng Thiên Há có thể không biết điều này, ông Kha Phù là hạng người gì, Hoàng Thiên đã sớm nhìn thấu. Mà vừa rồi ông Kha Phù nói rõng rạc như vậy, cũng khiến hoàng thiên cảm giác không thích hợp tiêu văn hạ thấy hoàng thiên mãi mà không nói gì thế là anh ta lại nói tiếp cậu thiên vậy chúng ta cứ ở đây đợi ông kha phù sao hoàng thiên suy nghĩ một chút cảm thấy biểu hiện của ông kha phù rất không bình thường ông kha phù biết rõ là hoàng thiên muốn dẫn người đi liều mạng với nhà họ khương nhưng lại không cứ ai đến hỗ trợ rõ ràng là ông ta ngồi trên núi xem hổ đánh nhau thế nhưng vừa nấy khi hoàng thiên gọi điện bảo ông kha phù hỗ trợ Ông ta còn còn có vẻ như rất vội vàng gấp bảo sẽ dẫn người ra hỗ trợ, sự tương phản trước và sau này quá lớn. Chẳng lẽ ông Kha Phù này đang chơi cái kịch bản gì? Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không khỏi nhíu mày. Nếu như ông Kha Phù thật sự đang chơi kịch bản gì, cho dù Hoàng Thiên có ngồi đợi ở chỗ này thì một lúc nữa đường chủ cổ dẫn người đuổi tới, Hoàng Thiên sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Nghĩ đến cách làm người của ông Kha Phù, Hoàng Thiên không thể hoàn toàn tin tưởng ông ta. Tiêu Văn Hạ và hơn mười mấy thuộc hạ đều bị thương, không còn khả năng chiến đấu nữa, Hoàng Thiên phải có trách nhiệm với mấy người anh em này. Anh Văn Hạ, những lời anh vừa nói rất đúng, chúng ta nên rút lui khỏi chỗ này. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ nghe xong thì sửng sốt, nói với Hoàng Thiên, Ngài Thiên, không phải ông Kha Phù đã nói sẽ dẫn người tới sao? Nếu chúng ta đi thì chẳng phải là đang đùa rốn với ông Kha Phù sao? vẻ mặt hoàng thiên trầm xuống hỏi ngược lại tiêu văn hạ nếu như ông kha phù đang chơi đùa chúng ta ta thì sao cái này một câu khiến cho người ta tỉnh mộng tiêu văn hạ nghe hoàng thiên nói xong thì đột nhiên nghĩ đến việc ông kha phù cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cậu thiên nói không sai chúng ta mau dẫn người rời đi thôi đợi lã việt dẫn người tới rồi chúng ta lại xử lý đám bại hoại này tiêu văn hạ nói xong thì vung tay ra hiệu với thuộc hạ bảo bọn họ rút lui khỏi chỗ này mang Khương Văn Vinh đi cùng, nếu có chuyện gì phiền phức xảy ra thì anh ta sẽ trở thành khiên thịt cho chúng ta. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vậy còn hơn 20 người này thì sao? Tiêu Văn Hạ chỉ mấy thành viên hội chó hoang đang bị thương nằm dưới đất không dậy nổi, hỏi Hoàng Thiên. Không cần để ý đến mấy người này, rút lui. Nói xong, Hoàng Thiên đi trước, Tiêu Văn Hạ theo sát phía sau, phía sau cùng là mười mấy thuộc hạ của Tiêu Văn Hạ. Đoàn người vừa mới đi tới sân của biệt thự, còn chưa kịp đi đến cổng thì đã thấy mấy chiếc xe thương vụ màu đen lao vụt tới, dừng ở trước cổng lớn của biệt thự nhà họ Khương. Ngay sau đó, từ trên mỗi chiếc xe thương vụ màu đen có 7, 8 người bước xuống, tổng cộng có khoảng 4, 50 người áo đen tràn vào trong sân. Hoàng Thiên đã từng gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhưng lúc này trong lòng không khỏi run lên một cái. Tranh lệch quá nhiều rồi, nhiều người như vậy, làm sao mà đánh nổi. Coi như anh có năng lực để đột phá vòng vây sông ra ngoài, nhưng còn hơn 10 người anh em phía sau thì sao? Bọn họ chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Nghĩ tới điều này, trên trán Hoàng Thiên nổi gân xanh, nhìn chăm chằm vào đám người này. Người cầm đầu của đám người này khoảng chừng 40 tuổi, dáng dấp gầy nhom nhưng đôi mắt lại rất sáng. Tên này có một bộ dâu cá chê, vẻ mặt dữ tợn, hai con mắt hung ác đảo tới đảo lui trên người Hoàng Thiên. Khi ông ta nhìn thấy Khương Văn Vinh đang hôn mê bất tỉnh, đôi mắt của tên dâu cá trên này đỏ ửng hết cả lên, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Bọn mày thật to gan, dám xông thẳng vào nhà họ Khương, bọn mày chán sống rồi à? Tên dâu cá chê quát ầm lên. Hoàng Thiên không ngại khẩu chiến với tên dâu cá trên này, dưới tình huống này, muốn mang hết tất cả các anh em phá vòng vây ra bên ngoài là chuyện không thể. Vậy nên càng trì hoãn thời gian càng tốt tốt nhất là trì hoãn đến khi Lã Việt dẫn người đuổi tới, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, ông chính là đường chủ cổ sao. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh hỏi tên dâu cá chê. Người đàn ông dâu cá trên trừng mắt nói, không sai, ông đây chính là ngài cổ của chúng mày đấy. Được lắm, thằng danh con, gan mày lớn mày, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được à. Ông cổ, tôi nói nè, ông đừng có mà phách lối như thế, tưởng có nhiều người thì ngon à? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hỏi lại Đường Chủ Cổ. Đường Chủ Cổ chính là một tên vô cùng phách lối, ông ta là cánh tay phải đắc lực nhất của Khương Lạp. Nếu không, Khương Văn Vinh sẽ không cầu cứu ông ta. Thấy Hoàng Thiên không có vẻ gì là sợ hãi, Đường Chủ Cổ rất tức giận. Ông ta cảm thấy như là mình đang bị khinh bỉ vậy. Mẹ, ông đây có nhiều đó, làm sao không phục? lập tức thả cậu Vinh ra. Mày đã làm gì cậu chủ? đường chủ cổ nhãn lại hỏi hoàng thiên ông ta không dám vì tiện ra ta khương văn vinh vẫn còn trong tay hoàng thiên nhớ dâu khương văn vinh xảy ra chuyện gì ông ta không chịu trách nhiệm nổi hoàng thiên không để ý đến đường chủ cổ anh lấy điện thoại ra gọi điện cho ông kha phù alo cậu thiên có gì phân phó giọng nói của ông kha phù truyền tới ông đến đâu rồi hoàng thiên hỏi cậu thiên tôi đang kẹt xe phải hơn nửa tiếng nữa mới đến được tôi cũng rất gấp gáp ông Kha Phù nói. Ông không cần phải gấp, ông có tới hay không cũng không quan trọng. Hoàng Thiên vừa nói xong là cúp điện thoại luôn. Bây giờ Hoàng Thiên đã hoàn toàn nhìn rõ, cái tên ông Kha Phù này đang dở trò. Hoàng Thiên đã đoán đúng, cái tên ông Kha Phù này đang dở trò. Lúc này ông Kha Phù đang ở trong một tòa nhà bình thường ngay phía đối diện, ông ta đang hít mắt nhìn về phía biệt thự của nhà họ Khương nhìn thấy Hoàng Thiên bị đám người đường chủ cổ vây lại, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Thanh Trúc, em xem đi, không ngoài dự liệu của anh, đúng không? Hôm nay cái thằng nhóc Hoàng Thiên kia phải ném mạng ở đây. Ông Kha Phù cười tủm tỉm ôm lấy Lăng Thanh Trúc, bộ dạng cực kỳ hưng phấn. Lăng Thanh Trúc cười híp cả mắt, ướn ẻo trong ngực ông Kha Phù. Ha ha, ông Phù thật giỏi, không những không đắc tội Hoàng Thiên mà còn khiến Hoàng Thiên đi gặp Diêm Vương. Lăng Thanh Trúc cười ha hả nói. Ông Kha Phù được người tình bé nhỏ khen ngợi thì càng thêm đắc ý. Ha ha ha, nhìn tình huống thế này thì Hoàng Thiên chết chắc rồi, hội chó hoang giết Hoàng Thiên, nhà họ Hoàng ở Hà Nội sẽ tha cho hội chó hoang sao. Đến lúc đấy hội chó hoang sẽ bị nhổ tận gốc. Ông Kha Phù vô cùng đắc ý nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc gật đầu, cười quyến rũ nói, đúng đó ông Phù, đúng là một hòn đá ném chúng hai con chim, vừa khiến Hoàng Thiên ngỏm củ tỏi, lại vừa nhổ được cái đỉnh trong mắt mang tên khương lạp hừ hừ mẹ nhà nó cái tên hoàng thiên nó dám đánh ông đây trước mặt tất cả mọi người thù này ông đây nhớ cả một đời ông kha phù nghiến răng nghiến lợi quát đúng vậy đó ông phù cái tên hoàng thiên này chẳng biết trời cao đất rộng là gì cả không những hai lần đánh ngài mà còn đem anh họ trịnh hải và cháu họ trịnh hiếu phong của em đến châu phi làm lao động khổ sai thù này em vẫn còn nhớ kỹ trong mắt lăng thanh trúc hiện lên một tia độc ác người phụ nữ này đủ ẩn nhãn, từ trước đến giờ toàn giả bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng cô ta hận chết Hoàng Thiên. Cung cưng cứ yên tâm, lần này chúng ta sẽ ngồi xem nó chết như thế nào, ha ha ha. Chờ Hoàng Thiên bị hội chó hoang giết chết, chúng ta sẽ ra tay diệt hội chó hoang để báo thù cho Hoàng Thiên, cái lão già Hoàng Văn Thành kia chắc chắn sẽ phải cảm ơn chúng 18. Ông Kha Phù càng nói càng đắc ý, ông ta tự cảm thấy bội phục trí thông minh của mình. Đường chủ cổ sắc mặt âm trầm, trong tay cầm một thanh đao, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Hoàng Thiên cũng đã chuẩn bị xong, anh ta nhìn Tiêu Văn Hạ một cái, ra hiệu anh ta cũng chuẩn bị liệu mạng. Tiêu Văn Hạ hiểu rõ ý của Hoàng Thiên, anh ta lấy ra một thanh đoản đao, bất kỳ lúc nào cũng có thể liều mạng. Thật ra đi vào hoàn cảnh bây giờ, nói gì cũng không thỏa đáng, có thể mở được đường máu thì coi như sống, nếu không chỉ có thể chết ở đây. Đường chủ cổ đã muốn ra mệnh lệnh giết từ lâu, nhưng mà khương văn vinh vẫn còn nằm trong tay của hoàng thiên ông ta vẫn có chút rẻ chừng tôi hỏi lại cậu lần cuối rốt cuộc có giao người hay không đường chủ cổ nổi giận nói ánh mắt hung dữ nhìn hoàng thiên có giỏi thì ông cho người lên đây tôi đảm bảo cậu chủ của các người là người người chết đầu tiên hoàng thiên đột nhiên đưa chân đạp lên cổ của khương văn vinh cảnh cáo đường chủ cố lúc này hoàng thiên thật sự không còn cách nào khác nữa vì muốn bảo tôn mạng sống cho mười mấy anh em trung thành của anh, Hoàng Thiên chỉ có thể lấy Khương Văn Vinh ra làm lá chắn. Mẹ nó! Đường chủ cổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta đang tiến thoái lưỡng nan thì bị hai chiếc Audi phóng qua, dừng ở cổng biệt thự. Đi theo hai chiếc Audi phía sau, còn có thêm mười mấy chiếc nữa. Một trong hai chiếc xe Audi mở cửa xe ra, Khương Lạc khó chịu từ trong xe bước xuống, bốn tên đàn ông đeo mặt quỷ cũng bước xuống. Còn một chiếc xe Audi khác, cũng đi ra mấy tên đeo mặt nạ quỷ, những người này, chính là những người cứu Khương Lạp ở trước của khách sạn Chiêm Tinh ở thành phố Bắc Ninh. Mười mấy chiếc xe theo sau đó, mấy chục thành viên hội chó hoang hội bước xuống, dưới sự lãnh đạo của Khương Lạp, tất cả mấy chục thành viên hội chó hoang hội này đều tràn vào sân. Khuôn viên của nhà Khương Lạp cũng lớn lắm, lúc này có tổng cộng mấy trăm người, ngược lại cũng không quá chén chút. Đường chủ cổ thấy Khương Lạp đã quay về, anh ta liên thở phào nhẹ nhõm những chuyện tiếp theo sau đây giao cho khương lạp xử lý là được rồi còn về khương văn vinh là sống hay là chết cũng đều không còn liên quan đến đường chủ cổ nữa rồi anh cả cậu chủ đang hôn mê mãi vẫn tỉnh tôi không dám hành động bừa bãi khương lạp vẫn còn chưa biết con trai của mình đã bị phế rồi lúc này lo lắng nhìn đến khương văn vinh trái tim của khương lạp đau đến vỡ vụn bởi vì nửa thân dưới của khương văn vinh chảy không ít máu và còn đang băng bó lại nữa rõ ràng là bị thương không nhẹ Văn Vinh, Văn Vinh. Khương Lạp vội đến mắt đỏ hoe, lớn tiếng hét lên với Khương Lạp Văn Vinh. Khương Văn Vinh giống như người chết rồi vậy, hình như vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này Khương Lạp càng lo lắng hơn, ông ta hung dữ chừng mắt nhìn Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, đây đều là chuyện tốt do mày làm đúng không? Mày đã làm gì con của tao hả? Khương Lạp nổi điên hét vào mặt Hoàng Thiên thấy tình hình trước mắt đang bị hơn 100 người của chó hoang hội bao vây, Hoàng Thiên có chút đau đầu. Bên này bản thân anh chỉ có mười mấy anh em mà còn đang bị thương, giờ muốn xông ra khỏi vòng vây này còn khó còn hơn lên trời nữa. Không thể hy vọng ở ông Kha Phù được, Lã Việt thì chưa đến kịp, giờ phải làm sao cho tốt đây. Cậu Thiên, chúng ta hay là cứ thử xông ra ngoài đi, nhân lúc họ không phòng bị. Tiêu Văn Hạ thấp giọng nói. Vốn dĩ là không có cơ hội xông ra ngoài. Hoàng Thiên lắc lắc đầu, trầm giọng nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ cảm thấy có chút tuyệt vọng, trong lòng nghĩ lăn lộn ngoài xã hội sớm muộn gì cũng phải trả, xem ra hôm nay chắc là bị ăn hành ở tỉnh thành rồi. Nhưng mà đi theo Hoàng Thiên, dù có chết, Tiêu Văn Hạ cũng sẽ không hối hận. Mười mấy tên đàn em của Tiêu Văn Hạ cũng như vậy, trong mười mấy người đó, lại không có một người nào tỏ ra khiếp sợ, đều rất điềm tĩnh còn mẹ chúng mày, lẩm bẩm gì đó. Hoàng Thiên, sao trả con trai tao ra đây? Khương Lạp nôn nóng đến phát điên, trừng mắt quát vào Hoàng Thiên. Bảo người của ông mở ra một lối đi, nếu không con trai của ông ngay lập tức sẽ chết tại chỗ. Hoàng Thiên cao giọng nói, hiện giờ anh cũng rất bồn chồn, chỉ còn cách liều một lần. Nếu Khương Lạp không đồng ý, Hoàng Thiên đang chuẩn bị ngay lập tức bẻ cổ Khương Văn Vinh. Khương Lạp đã nếm trải qua rồi, Hoàng Thiên là một con người tàn nhân, lời anh nói không phải là hù dọa ông ta. Ông ta chỉ có một thằng con trai là Khương Văn Vinh thôi, làm sao nỡ để con trai mình chết chứ? Được được được, tên họ Hoàng kia, mày đừng kích động, thả con trai tao ra, điều kiện gì cũng có thể bàn bạc. Giọng điệu Khương lạc nhỏ nhẹ hơn, nhưng ông ta lại không cho người của mình dấn ra. Giang giác. Hoàng Thiên không phí lời với ông ta, trần lớn hơi dùng sức một chút ấy đừng mài. Khương lạp vội la lớn, ông ta sợ đến hồn bay phách lạc, còn tưởng con trai mình sắp chết. Đau chết tôi rồi. Đúng lúc này, Khương Văn Vinh bị đau nên tĩnh lại, khóc thét nói. Con trai, con sao rồi? Khương Lạp nôn nóng đến mức muốn nhào đến, nhưng lại sợ Hoàng Thiên lập tức giết chết con mình, nên ông ta không dám xông lên. Cha ơi cứu con đi, con bị biến thành thái giám rồi. Khương Văn Vinh nhìn thấy cha mình, khóc còn dũng dội hơn cả một bộ dáng sống không bằng chết ôi trời khương lạp gần như ngất đi trong bóng tối đến giờ khương lạp mới hiểu tại sao nửa thân dưới của khương văn vinh lại nhiều máu đến vậy náo loạn cả nửa ngày trời thì ra là đã bị người ta thiến nghĩ đến mình chỉ có một đứa con trai như thôi còn bản thân ông ta từ sớm đã không thể sinh con được nữa khương lạp như phát điên hoàng thiên chết tiệt tao không giết chết mày tao sẽ không mang họ khương nữa Khương Lập Điên cuồng gào thét, nhưng ông không dám ra lệnh cho người của mình lên, vì sợ con trai mình bị giết. Cùng lúc đó, hàng chục chiếc ô tô lao tới, đoàn xe chạy xa ba 300 mét, xe phía trước đã dừng lại ngoài cổng biệt thự của nhà họ Giang. Tiêu Văn Hạ nhìn thấy những chiếc xe này có biển số thành phố Bắc Ninh, lập tức phấn khích. Vì Lã Việt đã đến. Nhìn Hoàng Thiên bên cạnh, trong lòng Tiêu Văn Hạ rất khâm phục, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này. Hoàng Thiên vẫn có thể khống chế và lợi dụng con tin là Khương Văn Vinh để kéo thời gian lâu như vậy. Lã Việt nhanh chóng xuống xe, phía sau là một hai trăm người hùng hổ đi theo. "Khương Lạp, mày không sợ gió lớn sẽ cắt đầu mày à? Mày định giết ai?" Giọng nói hùng hổ của Lã Việt vang lên, trong tay cầm cây gậy vung vẩy, dẫn người của anh ta xông vào. Sân không chứa được nhiều người như vậy, hầu hết người của Lã Việt đều ở ngoài sân, đơn giản là không vào được. Khương lạp mặt mày tái mét, Khương Văn Vinh bị Hoàng Thiên bắt làm con tin là đủ dối ghen rồi, bây giờ quân tiếp viện của Hoàng Thiên lại đến rồi. Cái tên chết tiệt Hoàng Thiên kia, mày đừng có nghĩ rằng mày sẽ ổn khi quân tiếp viện của mày đến đây, tao sẽ giết hết tất cả ngay bây giờ. Khương Lạp hoàn toàn phát điên, trong miệng chửi rủa, dẫn theo đàn em của mình và đường chủ gỗ tiến về phía Hoàng Thiên. Cơn giận của Hoàng Thiên cũng trấn áp lâu lắm rồi, lúc này Lã Việt đã tới nơi, đã đủ thực lực để chiến đấu rồi nhìn thấy khương lạp xông lên trước hoàng thiên sải bước chào hỏi khương lạp vốn cho rằng khí thế của mình sẽ trấn trụ được hoàng thiên nào ngờ hoàng thiên không những không sợ ông ta mà khí thế còn hơn cả ông ta cùng khương lạp xông lên chính chính là đường chủ cổ ngoài ra còn có mấy thuộc hạ của đường chủ cổ nữa mục tiêu của hoàng thiên rất rõ ràng anh không thèm nhìn những người khác mà chạy thẳng về phía khương lạp hoàng thiên hôm nay ông đây lấy mạng mày khương lạp hét lên một tiếng cầm trường đao trong tay chém thẳng xuống đầu hoàng thiên một đao kia vừa chuẩn xác vừa độc ác khương lạp dùng hết sức lực để chém hận không thể bổ hoàng thiên thành hai nửa cơ thể hoàng thiên linh hoạt nghiêng người tránh một đao này sau đó dùng chân phải đá về phía đầu khương lạp bụp á khương lạp bị hoàng thiên đá một phát vào đầu ông ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất nằm trên mặt đất khương lạp cảm thấy chóng mặt dù có cố gắng thế nào thì ông ta chúng không thể chịu nổi một đá này của Hoàng Thiên. Đường chủ cổ mang theo mấy người xông về phía Hoàng Thiên, Tiêu Văn Hạ cũng mang theo mấy thuộc hạ bị thương nhẹ ngăn cản đám người Đường chủ cổ. Cùng lúc đó Lã Việt dẫn theo anh phó cùng mười mấy người trợ thủ đắc lực xông lên phía trước chiến đấu với nhóm người Đường chủ cổ. Trong sân nhà họ Khương đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Hơn 100 người của hội chó hoang, lại thêm một 200 người mà Lã Việt mang đến từ trong sân ra ngoài sân toàn là người. Mặc dù có rất nhiều người của hội chó hoang ở trong sân, nhưng chân chính có thể xông lên đánh nhau thì lại chẳng có bao nhiêu người, chỉ có những người ở phía trước mới có thể tiến đến gần Hoàng Thiên. Mắt thấy một cuộc chiến kịch liệt sắp diễn ra, lúc này Hoàng Thiên không khỏi động lòng chắc ẩn. Những thuộc hạ này của Lã Việt đều có gia đình, sau cuộc hỗn chiến này chắc chắn sẽ có người chết và bị thương. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Khương Lạp, cướp lấy thanh trường đao trong tay Khương Lạp, sau đó vác Khương Lạp lên vêu kêu bọn họ dừng tay. Hoàng Thiên lớn tiếng ra lệnh cho Khương Lạp. Một tiếng quát này vô cùng chấn động, trong giọng nói của anh còn có một cỗ sát khí nồng đậm. Khương Lạp vẫn còn đang chóng mặt, ông A cảm thấy cổ lạnh lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên. Ông ta thấy trong mắt Hoàng Thiên tràn ngập sát khí, giống như là sát thân vậy. Bảo người của mày dừng tay, mẹ nó, bọn mày nghĩ bọn mày đến địa bàn của tao rồi thì có thể rời đi sao? Khương Lạp hung ác nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, giống to. Hoàng Thiên im lặng không nói gì. Anh có thể nhìn ra được, cái tên Khương Lạp này ngông nghênh phách lối ở tỉnh thành đã thành quen. Địa bàn của ông thì sao? Hôm nay Hoàng Thiên tôi còn muốn giết chết ông trên chính địa bàn của ông. Hoàng Thiên xong thì sung trường đao lên chém vào vai Khương Lạp. Áp làm sao Khương Lạp có thể chịu đựng được chuyện này? vai ông ta bị chém gần như đứt lìa, máu không ngừng chảy ra. Hoàng thiên dí đào vào cổ Khương Lạp, lạnh lùng nói, nếu ông mà còn không ra lệnh, tôi sẽ cắt đầu ông xuống. Khương Lạp đau đến mức sắp ngã quy xuống, bả vai toàn máu là máu, cả người đều đau. Ông ta có thể thấy được, Hoàng thiên nói sẽ cắt cổ ông ta thì chắc chắn sẽ làm được. Thua, hôm nay ông ta đã hoàn toàn thua. Còn thua trên chính địa bàn của mình nữa trong lòng Khương Lạp âm thầm suy nghĩ, càng nghĩ ông ta càng tức phát điên. Con mẹ nó ông đang khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi sao? Hoàng Thiên thấy Khương Lạp lề mà lề mề thì tức giận quát lên, trường đao quệt qua cổ Khương Lạp một phát. Á à đừng mà Khương Lạp sợ hãi kêu lên, cổ của ông ta bị rạch một đường, lúc này ông ta thực sự sợ hãi tôi hạ lệch, tôi hạ lệch, đừng giết tôi. Lã Việt nhìn Hoàng Thiên, cuối cùng vẫn bị anh khuất phục. Không sợ cũng không được, Ông ta suýt nữa là bị giết đó, tất cả dừng tay lại hết cho tôi." Khương Lập lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ. Một câu này rất hiệu quả, tất cả thành viên của hội chó hoang đều dừng tay lại, bao gồm cả cái tên đường chủ cổ kia. Thật ra những thành viên của hội chó hoang này cũng không nguyện ý bán mạng cho Khương Lập, bọn họ đi theo Khương Lập là để kiếm ăn chứ không phải để liều mạng thấy Khương Lập hạ lệnh như thế. Mấy thành viên của hội chó hoang này mừng rỡ ra mặt, không ra tay nữa, nhao nhao lùi lại phía sau. Lã Việt, Tiêu Văn Hạ cùng anh Phó và những thuộc hạ của bọn họ cũng dừng tay theo, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu hai bên thật sự đánh nhau, đến lúc đó hai bên sẽ đều lưỡng bại câu thương, Lã, Việt cũng không muốn như thế. Hừ, ông chủ lạp, tôi không ngờ ông lại rác rưởi như vậy. Vào đúng lúc này có một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ khít mũi khinh bỉ một tiếng. Khương Lạp nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ vừa nói chuyện, cái mặt mau của ông ta đỏ ứng hết cả lên, một câu cũng không phản bác được. Lúc này Hoàng Thiên mới chú ý đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bí ẩn này, anh nhận ra đây chính là người mấy ngày trước đã cứu Khương Lạp. Nghe giọng điệu này của anh, anh không phải là thuộc hạ của Khương Lạp. Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ hừ một tiếng, nói với Hoàng Thiên, không phải. Vậy thì anh là ai? Có dám tháo mặt nạ quỷ xuống không? Lã Việt hỏi người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, "Ha ha, ông còn chưa xứng biết ông đây là ai?" Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ cười ha ha một trận, sau đó moi từ phía sau lưng ra một cái móc câu, lao về phía Lã Việt. Gã vừa ra tay cái là mấy tên đeo mặt nạ quỷ kia cũng ra tay theo, trong tay mỗi người đều là một cái móc câu, cùng nhau tấn công Lã Vi, Lã Việt nhìn thấy đám người kia rút ra một cái móc sắt, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bởi vì sau Lã Việt nhìn thấy cái móc sắt kia, anh ta đột nhiên nghĩ về một tổ chức đáng sợ trong truyền thuyết. Gần như ngay lập tức, Lã Việt đau đớn kêu lên một tiếng, trước ngực anh ta bị móc sắt cào qua, để lại một vết thương rất sâu. Tên đeo mặt mặt nạ quỷ vừa làm Lã Việt bị thương cảm thấy rất đắc ý, giờ móc sắt lên chuẩn bị hạ xuống đỉnh đầu của Lã Việt. Ông Lã Việt cẩn thận. Anh phó hô lên một tiếng, vung chiếc con trong tay lên ngăn cản móc sắt. Keng một tiếng sức lực của đối phương tất lớn làm anh phó tê hết cả tay, suýt nữa thì rơi côn xuống đất. Tiêu văn hạ mang theo mười mấy người xông tới giúp đỡ lá Việt và anh phó đối phó với tên đeo mặt nạ này. Tên cầm đầu của nhóm người đeo mặt nạ quỷ này tức giận nhìn Khương Lạp, không hài lòng về biểu hiện của Khương Lạp. Tên đeo mặt nạ cầm đầu xem xét tình xuống, Khương Lạp đã lệnh cho thuộc hạ không được ra tay, mấy tên đàn em đeo mặt nạ của gã hoàn toàn không có cơ hội thắng trước hơn trăm người của Hoàng Thiên vì thế cái tên đeo mặt nạ này vung tay, ra hiệu cho thuộc hạ rút lui. Thân thủ của mấy tên đeo mặt nạ quỷ này rất nhanh, bọn họ lao về phía tường, trèo tường đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình chưa đến 5 giây, đám người Lã Việt không kịp ngăn cản Lã Việt đang muốn mang người đuổi theo nhưng Hoàng Thiên lại ngăn anh ta lại. Bỏ đi, để bọn họ đi đi. Hoàng Thiên nói. Ngài Thiên, thả họ đi sẽ rất phiên phức. Lã Việt rất lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy thì khẽ giật mình, bởi vì anh thấy được vẻ sợ hãi trên mặt Lã Việt. Dựa vào hiểu biết của Hoàng Thiên về Lã Việt, anh biết Lã Việt là một người đàn ông có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, đã bao giờ biết sợ đâu chứ. Nhưng vài người đàn ông đeo mặt nạ quỷ vừa mới chạy trốn lại làm cho Lã Việt sợ hãi, rốt cuộc những người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia có lai lịch thế nào? Sẽ rất phiền phức sao? Hoàng Thiên hơi không hiểu hỏi Lã Việt. Vâng, họ là người của của tập đoàn giết người lửa hồng lã việt khẽ gật đầu rất nghiêm túc nói với hoàng thiên hoàng thiên chưa từng nghe tên tập đoàn giết người này nhưng mà bây giờ cũng không rảnh để hỏi lã việt chỉ có thể chờ đến lúc quay về thành phố bắc ninh mới có thể tâm sự với lã việt đưa khương lạp theo rồi rời khỏi đây hoàng thiên nói với lã việt được lã việt trả lời dẫn theo người áp giải khương lạp đi ra ngoài sân lúc này Lã Việt đã hiểu ý nghĩ của Hoàng Thiên, anh ta biết Hoàng Thiên không muốn bắn giết nhau, dù sao hai bên đều có một hai trăm người, nếu như liều mạng thì khẳng định mỗi bên đều sẽ có thương vong. Khương Lạp sao có thể thành thật để mình bị mang đi chứ? Ông già này vừa thấy mình không có quả ngon để ăn, sao ông ta có thể không cộc cằn chứ? Mẹ nó chứ, Hoàng Thiên, bố mày đã bảo tất cả cấp dưới dừng tay lại rồi, mày còn muốn làm gì nữa? Khương Lạc hung ác chừng mắt, hùng hùng hổ hổ hỏi Hoàng Thiên sắc mặt Hoàng Thiên âm u nhìn Khương Lạp nói, đừng có nói nhảm. Nếu như còn nói thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ cắt đầu lưới của ông. Cái này. Mặc dù Khương Lạp không phục lắm nhưng vẫn ngậm miệng lại, không dám mắng nữa. Hơn 100 cấp dưới của Khương Lạp trơ mắt đứng nhìn tất cả, họ đều không biết phải làm thế nào cho phải. Đặc biệt là đường chủ cổ, gã muốn dẫn người sông lên cứu Khương Lạp, nhưng không có mệnh lệnh của Khương Lạp, gã không dám sông lên. Cho đến khi Lã Việt bắt giữ Khương Lạp đi ra ngoài sân, rốt cuộc Khương Lạp cũng không nhịn được nữa. Ông ta đương nhiên biết, nếu như bị Hoàng Thiên dẫn đi, sống hay chết đều sẽ do Hoàng Thiên làm chủ. Cùng lắm là chết, còn không bằng liều mạng. Nghĩ đến đây, Khương Lạp căng cổ hét, đường chủ cổ, không cần phải để ý đến việc sống chết của tôi, đánh với Hoàng Thiên đi. Đường chủ cổ chỉ đợi có câu nói này của Khương Lạp, con hàng này là một kẻ tàn nhẫn lại còn rất mạnh mẽ lên cho tôi cứu anh cả đường chủ cổ vung tay lên dẫn thuộc hạ sông tới hoàng thiên nhìn thấy khương lạp dám la lên như vậy anh lập tức nghiến răng hoàng thiên không muốn gây ra quá nhiều chết chóc và bị thương cho anh em bên dưới cho nên mới cố hết sức để tránh chém giết đổ máu nhưng khương lạp thật sự là không phối hợp lúc này hoàng thiên không nói theo mã tấu bước nhanh tới bên cạnh khương lạp tao cho mày nói lung tung này hoàng thiên tức giận quát sau đó mạnh mẽ chém vào trên cánh tay của khương lạp awa à, à, à. khương lạp đau đớn liên tục kêu rên ánh mắt hoảng sợ e ngại nhìn hoàng thiên ông ta không ngờ hoàng thiên nói chặt là chặt hoàng thiên không muốn nuông chiều khương lạp lúc này lại là hai cái mã tấu chém vào bên trên hai cái đùi của khương lạp khương lạp đau đến mức co giật nếu như không có cấp dưới của lão việt giữ chặt ông ta thì ông ta đã sụi lơ trên mặt đất từ lâu rồi bảo tất cả cấp dưới của mày cút đi Hoàng Thiên tức giận nói. Vâng vâng vâng. Khương Lạp hung hăng gật đầu, sau đó nói với đường chủ cố đang tới gần. Chủ cố, ông dẫn anh em rời khỏi đây ngay, để tất cả họ về nhà. Lúc nói ra những lời này, Khương Lạp gần như sắp khóc, làm ông chùm mà phải tới mức này, ông ta thật sự rất là bực bội. Đường chủ cổ đang muốn một mất một còn với Hoàng Thiên, nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Khương Lạp, đường chủ cổ tức giận đến mức suýt nữa chửi đồng chết tiệt ông là ông chùm cái lông gà ấy với cái dáng vẻ bị đồn ép như vậy của ông sau này ông không còn là anh cả của tôi nữa đường chủ gồ tức giận không nhẹ chỉ vào mũi của khương lạp nói lời cay độc con mẹ nó khương lạp bị mảng đến mức trợn trăng mắt suýt nữa nghẹn mà chết nhưng mà ông ta cũng không còn mặt mũi mà dạy dỗ đường chủ cổ bởi vì biểu hiện của ông ta lúc này thật sự là đáng xấu hổ Đường chủ cổ mảng xong, đông đảo thành viên của hội chó hoang cũng vô cùng thất vọng về Khương Lạp. Trước kia bị Khương Lạp hù dọa không nhẹ, còn tưởng rằng ông trùm này rất ghê gớm, náo loạn một lúc hóa ra lại là một thứ đồ chơi bị dồn ép sợ đến mức như vậy. Âm thanh chửi đồng lập tức không ngừng vang lên bên tai, phần lớn thành viên của hội chó hoang đều đang mảng Khương Lạp mất mặt, không có ai phục Khương Lạp. Trái tim Khương Lạp cũng đang chảy máu, ông trùm như ông ta thực sự là quá thất bại. Hoàng Thiên cũng không ngờ sẽ có hiệu quả như vậy, anh thật sự cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Nhìn thấy những thành viên của hội chó hoang xúc động tức giận, Hoàng Thiên cao giọng nói, nếu như mọi người không muốn lăn lộn với Khương Lạp nữa thì có thể đến chỗ tôi, Hoàng Thiên tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Một câu nói của Hoàng Thiên làm cho hơn 100 thành viên hội chó hoang vừa rồi còn đang hò hét ầm, trong nháy mắt tất cả đều yên tĩnh. Họ đều đang tính toán có nên tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thiên hay không. Hoàng Thiên nhìn đám người không nói gì, lúc này ánh mắt rơi vào trên người đường chủ cổ. Đường chủ cổ, ý của ông thế nào? Hoàng Thiên hỏi đường chủ cổ. Đường chủ cổ vô cùng khinh bỉ Khương Lạp, ông ta cũng không muốn có một ông chủ mất mặt như vậy. Ngài Thiên, không phải không muốn theo anh lăn lột, chỉ là nhà của chúng tôi đều ở tỉnh thành nên không muốn đến thành phố Bắc Ninh. Vẻ mặt đường chủ cổ khó xử nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy cười diễu nói, mọi người vẫn có thể ở lại tỉnh thành chỉ cần sau này nghe hiệu lệnh của tôi là được rồi tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi ngư được ngài thiên tôi hỏi ý của các anh em xem thế nào sau khi suy nghĩ xong đường chủ cổ hỏi mọi người ở sau lưng các anh em ý của mọi người thế nào có bằng lòng đi theo ngài thiên hay không bằng lòng hơn một nửa số người hô lớn đường chủ cổ cười cười nói với hoàng thiên ngài thiên sau này chúng tôi đều sẽ đi theo anh từ hôm nay trở đi tỉnh thành sẽ không còn hội chó hoang nữa. Rất tốt, ông dẫn họ rời khỏi đây trước đi. Hoàng thiên hài lòng khẽ gật đầu, ra lệnh cho đường chủ cổ, dẫn theo hơn 100 người nhao nhao lái xe rời khỏi nơi này. Đường chủ cổ vội vàng trả khương Lạp nhìn thấy rõ ràng, ông ta tức giận đến mức phun ra một ngụm máu rồi ngất siêu thật vất vả mới có thể thành lập và làm ông trùm của hội chó hoang, không ngờ bây giờ không còn gì nữa. Ha ha, lã việt làm cho khương lạp tỉnh lại hoàng thiên mỉm cười nói với lã việt lã việt há to mồm tát khương lạp tỉnh lại khương lạp bị tát đến nỗi miệng đầy máu ông già này vừa tức vừa nổi nóng quả thực là muốn nổi điên hoàng thiên xem như mày lợi hại mày còn muốn làm gì tao khương lạp tuyệt vọng nhìn hoàng thiên hỏi dẫn theo con trai mày cút ra khỏi tỉnh thành sau này nếu như tao còn nhìn thấy mày thì tao sẽ đánh gấy hai cái chân chó của mày Hoàng Thiên cảnh cáo Khương Lạp. Hiện giờ Khương Lạp đã trở thành người một thân một mình, vậy nên Hoàng Thiên cũng không muốn chèn ép thêm nữa. Nhưng để phòng ngừa hội chó hoang được dịp vùng lên, nhất định Hoàng Thiên sẽ không cho phép Khương Lạp ở lại đây. Trong lòng Khương Lạp lạnh toát, ông ta biết mình xong rồi. Mất hết thể diện trong tay người này, đám đàn em thì không phục nữa, về sau cũng sẽ chẳng còn ai nhận ông ta làm lão đại nữa. Con trai cũng bị tàn phế rồi. Hương khói đứt đoạn mất rồi. Khương Lạp càng nghĩ càng tan nát cõi lòng, ông ta hận Khương Văn Vinh chỉ giỏi gây chuyện, không dưng trêu vào Hoàng Thiên làm gì. Tôi đã ngay hôm nay. U Thiên, tôi sẽ dọn nhà Khương Lạp rất biết điều, dè dặt nói với Hoàng Thiên chính xác. Ông cũng khá đấy. Hoàng Thiên vỗ vỗ lên mặt Khương Lạp, rồi sau đó rời khỏi biệt thự nhà họ Khương. Cha, cứ thế bỏ qua ạ. À. Chờ người của Hoàng Thiên đi hết rồi. Khương Văn Vinh mới miếu máu hỏi Khương Lạp. Chát chát chát. Khương Lạp ngồi xổm dưới đất, mạnh tay tát cho Khương Văn Vinh mấy cái, vừa đánh vừa mắng, đều tại mày gây họa, đang yên đang lành mày dây vào thằng đó làm gì. Con mẹ nó chứ bao tâm huyết của tao đều đổ sông đổ bể cả rồi. Cha à, con cũng không biết chuyện sẽ thành ra thế này mà. Hu hu. Khương Văn Vinh khóc lóc sụt sùi, hối hận xanh ruột. Mày còn nói nữa à, mẹ cha nó, thằng chó Hoàng Thiên, ông mày mà tìm được cơ hội vùng lên lần nữa thì không giết chết cả nhà mày không xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền